bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1281, một cánh tay sao có thể vặn được đùi. Hùng Nhiêu Đống bất an đi về trên hành lang, lão đang rất lo lắng thì gặp một bác sĩ đi đến. Lão vội vàng giấu điếu thuốc trong tay ra sau lưng sợ người ta nhìn thấy được, vị bác sĩ phía bên kia cũng không đi vào phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt, nhanh chóng đi về phía Hùng Nhiêu Đống. Đồng chí, bệnh tình của giám đốc Triệu đã được khống chế dù không tốt ngay được nhưng ít nhất thì ngài cũng không nên buồn phiền lo lắng như thế. Một vị y tá trẻ cầm một phích nước nóng trong tay khẽ nói lời an ủi với Hùng Nhiêu Đống. Hùng Nhiêu Đống đầu tiên là sướng sờ, sau đó hiểu ý nghĩ của y tá. Lão ném điếu thuốc trong tay rồi ngại ngùng nói, thật xin lỗi, tôi làm trái với quy định của bệnh viện. Viên y tá trẻ cười nói, tôi hiểu tâm tình của ngài vào lúc này, bác sĩ Hà là người phụ trách với giám đốc triệu, ngài tin tưởng lời của anh ấy chứ? Hùng Nhiêu đống nhìn gương mặt tươi cười của viên y tá, lão không biết nói gì cho phải. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bệnh mở ra, con trai cả của Triệu Hòa Duyệt đi ra ngoài. Chú Hùng, chú đến khi nào đấy? Hùng Nhiêu đống có quan hệ lâu năm với Triệu Hòa Duyệt, không những quen thuộc Triệu Hòa Duyệt, còn không xa lạ gì những đứa con của bạn mình. Vì từ nhỏ lão là người nhìn đám trẻ lớn lên, thế cho nên những người con của Triệu Hòa Duyệt cũng rất tôn trọng lão. Hùng Nhiêu đống miễn cưỡng cười nói, bố cậu hôm nay thế nào rồi? Có ăn được chút gì không? Chú Hùng, bố vẫn như cũ, nhưng bác sĩ nói từ hôm nay trở đi có thể ăn được chút cháo. Con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt ngồi xuống rồi nói với Hùng Nhiêu đống. Tuy đây là dấu hiệu cho những chuyển biến tốt đẹp của Triệu Hòa Duyệt, thế nhưng lời này rơi vào trong tai lại làm cho Hùng Nhiêu đống nhớ chuyện xưa. Khi lão và Triệu Hòa Duyệt mới quen nhau, hai bên thường uống chén lớn ăn thịt lớn, nhưng bây giờ một người đã phải sống thực vật trên giường bệnh. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Hùng Nhiêu Đống cũng không biểu hiện tâm tình này của mình ra ngoài. Lão khẽ an ủi, có thể ăn chút cháo thì rõ ràng bệnh tình của bố cậu đang chuyển biến tốt, khoảng thời gian này xem như vất vả cho cậu. Con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt gật đầu nói, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì trị liệu thì ít nhất bố cháu vẫn có thể tự gánh vác được vấn đề sinh hoạt bản thân. Hai người trò chuyện vài câu thì không hiểu vì sao Triệu Hòa Duyệt bên trong lại mở mắt ra. Hùng Nhiêu đống nhìn ông bạn già của mình, lão vội vàng đưa ghế đến bên giường bệnh, tranh thủ thời gian nói những chuyện vui với Triệu Hòa Duyệt. Nhưng dù Hùng Nhiêu đống có nói thế nào thì Triệu Hòa Duyệt cũng không có chút biểu hiện gì tốt. Rõ ràng Hùng Nghiêu Đống nói ra những lời không có mấy hứng thú với Triệu Hòa Duyệt. Khi thấy Triệu Hòa Duyệt nhắm mắt lại, Hùng Nghiêu Đống biết rõ ông bạn già của mình muốn nhắc đến chuyện gì, lão chợt dùng giọng ôn hòa nói, "Hòa Duyệt, anh an tâm dưỡng bệnh đi, phía tỉnh ủy có trưởng phòng Vương, không có việc gì cả." Hùng Nghiêu Đống tuy căn bản không quá nắm chắc nhưng giọng nói rất kiên quyết, lão tin những lời như vậy căn bản là liều thuốc tinh thần với Triệu Hòa Duyệt vào lúc này trưởng phòng vương bây giờ chỉ là nhân vật mà chính mình chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ, nhưng hội nghị thường ủy cũng không phải là nằm trong tay trưởng phòng vương, nhiều chuyện nếu chỉ lực lượng của một mình trưởng phòng vương thì căn bản không thể quyết định được gì. Cơ hội để Lưu Thành Lâm tiến lên là khá nhỏ, thật sự rất đáng lo. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, con trai cả của Triệu Hòa Duyệt đi ra mở cửa, thấy Lưu Thành Lâm mang theo một túi hoa quả đi đến. Thành Lam, lúc này cậu không ở xí nghiệp, chạy đến đây làm gì? Hùng Nhiêu Đống thấy Lưu Thành Lâm thì có chút trách cứ. Dù Hùng Nhiêu Đống cảm thấy hy vọng là không lớn, thế nhưng Lưu Thành Lâm là một người được đề cử làm giám đốc công ty xe hơi đông hồng. Bây giờ việc cần làm là phải ở lại công ty, căn bản khó thể bỏ qua. Lưu Thành Lâm cũng hiểu tâm tình của Hùng Nhiêu Đống. Hắn cười cười nói, bí thư, tôi ở nơi nào mà chẳng vậy. Nghe nói Triệu Kỳ Tường kia là một người có năng lực mạnh mẽ, biết đâu sẽ có thể bộc lộ tài năng thế cho nên tôi thấy cũng rất đủ rồi lưu thành lâm tuy cười sáng lạn nhưng hùng nhiêu đống cảm thấy nó có chút gượng ép lão thầm hiểu lưu thành lâm đang nghĩ gì thế là cười cười nói cậu còn nói như vậy nữa sao không nên so sánh vào lúc này cậu tự nhận mình thua sao đừng quên trưởng phòng vương là người xem trọng cậu lưu thành lâm biết rõ hùng nhiêu đống đang an ủi mình Trước đó một người bạn của Lưu Thành Lâm đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy đã nói rõ ràng, nói rằng hắn không nên có hy vọng quá lớn ở sự kiện này, cũng không cần tỏ ra thất lạc, ít nhất thì hắn cũng sẽ có một chức phó giám đốc. Lưu Thành Lâm căn bản không nghi ngờ với bản lĩnh tìm kiếm thông tin của bạn mình, mà người bạn cũng tỏ ra đáng tiếc thay cho hắn. Nếu như trưởng phòng vương coi trọng Lưu Thành Lâm thì tiến lên là quá dễ dàng, hốn nổi chủ tịch tỉnh bên kia lại coi trọng một người khác. Chủ tịch trừ xem trọng triệu kỳ tường, điều này Lưu Thành Lâm biết được thông qua người bạn học cũ của mình. Tuy hắn chưa từng tham gia công tác hành chính trong đơn vị chính quyền, thế nhưng hắn biết rõ lực ảnh hưởng của Chủ tịch trừ ở Nam Giang là như thế nào. Lưu Thành Lâm là người nằm trong danh sách đề cử, điều này nói rõ trưởng phòng vương đã cố gắng hết sức với mình. Hắn cảm thấy cảm động với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi hơn cả mình kia vì vị này ra tay tranh thủ mà hắn mới có được cơ hội cạnh tranh với Triệu Kỳ Tường. Tuy Hùng Nhiêu Đống luôn giả vờ có tâm tình tốt trước mặt Lưu Thành Lâm, thế nhưng bầu không khí trong phòng lúc này cũng khá trầm trọng. Con trai cả của Triệu Hòa Duyệt cũng thấy rõ điều này, thế nhưng hắn là một người ngoài cuộc, hắn khó thể nào bình luận được. Khi ba người Hùng Nhiêu Đống đang giàu dĩ không vui thì cửa phòng mở ra, Mã Vi Hồng đi vào với gương mặt đầy nụ cười, sau lưng còn có một vị phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi đông hồng, hai tay là hai gói quả rất đẹp. Ha ha, bí thư hùng, tiểu lưu, tôi biết hai người đang ở chỗ này. Mã vi hồng đi vào thì cười chào hùng nhiêu đống và lưu thành lâm. Hùng nhiêu đống căn bản không có hảo cảm gì với mã vi hồng, nhưng dù sao thì hai bên cũng là cộng sự nhiều năm trong đơn vị, thế nên miễn cưỡng cười nói, anh mã, anh bận rộn như vậy, sao lại đến đây rồi? Tôi nghe nói bệnh tình của giám đốc triệu có chút khởi sắc, thế cho nên chạy đến xem thế nào. Mã Vi Hồng nói rồi gật đầu với vị phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi đông hồng, tiểu tô, đặt những thứ kia xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mua cho lãnh đạo vài món đồ dùng. Viên phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi đông hồng biết rõ lúc này lãnh đạo muốn trò chuyện, thế nên thức thời đặt những thứ trong tay xuống, sau đó cùng con trai lớn của Triệu Hòa Duyệt đi tìm hỏi bệnh tình của giám đốc Triệu, thế rồi nhanh chóng rời đi. Bí thư hùng, công ty xe hơi chúng ta rơi vào tình huống này, mọi người vốn đang trông mong vào giám đốc triệu, nếu có giám đốc triệu thì tôi căn bản có lòng tin rằng công ty sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng bây giờ giám đốc triệu ngã xuống, tâm phúc không còn trong công ty, tôi cảm thấy rất rối loạn, cũng không biết sau này nên đi về phía nào. Mã Vi Hồng mở đầu câu chuyện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Thành Lâm, lại nói, Thành Lâm, anh là người được giám đốc Triệu coi là nhân tuyển nối nghiệp nắm công ty, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Triệu. Anh là người có bản lĩnh, có trình độ, lại là cán bộ lão thành của đơn vị, thế nên sẽ không bao giờ đưa chúng tôi đi lệch hướng. Lưu Thành Lâm há hốc miệng muốn lên tiếng nhưng Mã Vi Hồng đã nhanh chóng nói, "Thành Lâm, tôi và các vị lãnh đạo công tác nhiều năm ở công ty, cái gì không biết thì cậu cũng đừng nên khiêm tốn, cứ hỏi không sợ người ta chê cười làm gì?" Hùng Nhiêu đống nhìn vẻ mặt cảm khái của Mã Vi Hồng, lão chợt cảm thấy đối phương đến quá kỳ quặc. Hùng Nhiêu Đống và Mã Vi Hồng tiến vào trong công ty cùng thời điểm, lão biết rõ Mã Vi Hồng căn bản là người không có lợi không dậy sớm. Nửa đời trước hai người Hùng Nhiêu Đống và Mã Vi Hồng căn bản là luôn đấu đá nhau, bây giờ tuyệt đối không bao giờ thân thiết như vậy, lại chạy đến đây thăm hỏi Triệu Hòa Duyệt. chương 1282, một đào hầm cho lãnh đạo. Anh Mã, anh nói như vậy thì tôi cũng nói một câu chúng ta không phải là người ngoài anh có gì thì cứ nói rõ ràng mã vi hồng thấy hùng nhiêu đống nói như vậy thì nghiêm mặt lên tiếng anh hùng anh đã nói như thế tôi cũng không tiếp tục đi đường vòng tuy anh mãi không vừa mắt với tôi thế nhưng tôi muốn nói với anh một câu đó là tôi tràn đầy cảm tình với công ty mã vi hồng nói đến đây thì nhìn sang lưu thành lâm thành lâm đừng nghĩ tôi cảm thấy chướng mắt anh nhưng nếu thật sự có người giao nhà máy vào tay anh anh mã tôi sẽ là người phụ tá đắc lực tuyệt đối không nói hai lời nhưng tôi là người sảng khoái tôi nói ra một câu có lẽ anh không thích nghe cũng không sợ anh nổi giận đó là lần này anh căn bản không có nhiều cơ hội mã vi hồng nói xong thì sợ lưu thành lâm cho ra ý nghĩ khác hắn nói tiếp tôi biết rõ trưởng phòng vương thưởng thức anh báo cáo anh và cả triệu kỳ tường lên cho hội nghị thường ủy thế nhưng anh nên biết triệu kỳ tường kia là ai Triệu Kỳ Tường là người của Chủ tịch Trử, mà Chủ tịch Trử là người có uy vọng cực ca ở Nam Giang. Nếu như Chủ tịch Trử muốn đẩy một ai đó tiến lên, còn có ai dám bất đồng ý kiến? Ngày hôm qua tôi vì việc này mà đặc biệt đến tìm một người bạn học cũ của mình, để cho anh ấy dù thế nào cũng phải nghĩ đến công ty chúng ta, đẩy anh tiến lên. Mã Vi Hồng là bạn học cũ của Đậu Minh Đường, điều này không những hùng nhiêu đống hiểu rõ, ngay cả Lưu Thành Lâm cũng không xa lạ gì cũng không phải bọn họ là người linh thông tin tức, cũng chỉ là vì Mã Vi Hồng mãi luôn nói đến điều này. Nhưng có một vấn đề mà hai người Hùng Nghiêu đống hiểu rất rõ, đó là bọn họ căn bản không tin Mã Vi Hồng sẽ vì chuyện của Lưu Thành Lâm mà đến tìm nói chuyện với Đậu Minh Đường. Đối phương căn bản chỉ là che giấu mục đích mà thôi, rõ ràng đi tìm để hoạt động với Đậu Minh Đường với chuyện của chính mình. Nhưng những điều này là không quan trọng mã vi hồng có đi ra ngoài tìm đậu minh đường có việc gì cũng không đáng quan tâm bây giờ bọn họ chỉ muốn biết vì sao mã vi hồng lại đến nơi này cảm ơn giám đốc mã đã quan tâm đến tôi lưu thành lâm trầm ngâm dây lát rồi nói với mã vi hồng lưu thành lâm khách sáo như vậy làm cho gương mặt mã vi hồng chợt trở, trở nên hớn hở không có gì hai ta là người một nhà cũng đừng nên nói lời khách khí mã vi hồng nói đến đây thì khẽ nói thành lâm Người bạn học cũ của tôi nói lần này anh không có hy vọng, trưởng phòng Vương thật sự đã giúp đỡ anh hết sức, thế nhưng cánh tay vẫn không vặn được đùi. Trong cuộc sống luôn có những người có tâm tính bất bình thường, căn bản vừa hâm mộ vừa ghen ghét những người phát triển mạnh mẽ, nhưng căn bản lại cố gắng bày ra gương mặt Bồ Tát đối với những người thất ý, nhưng sau lưng thì vụng trộm cảm thấy vui mừng. Lúc này trong mắt Lưu Thành Lâm thì những lời thế này đặt lên người Mã Vi Hồng căn bản là cực kỳ phù hợp. Lúc này Mã Vi Hồng nói với giọng điệu tràn đầy đồng tình, thế nhưng lại cố gắng che giấu cảm giác hào hứng, điều này làm cho Lưu Thành Lâm thật sự cảm thấy căm tức. Mã Vi Hồng anh không có được vị trí kia, bây giờ nhìn Lưu Thành Lâm tôi chấm dứt trong thất bại, thế là cảm thấy rất tốt sao? Loại người lòng dạ hẹp hòi thế này căn bản là quá vô sỉ. Lần này tôi đến chính là muốn thương lượng với hai vị một chút, cho dù chúng ta tiếp nhận chỉ thị của thượng cấp, ít nhất cũng phải có lợi ích thực tế nên trưng cầu ý kiến của công ty chứ phải không mã vi hồng nói đến đây thì chuẩn bị nói thêm gì đó thế nhưng đúng lúc điện thoại của hắn vang lên mã vi hồng nhìn thấy số điện thoại người gọi đến gương mặt trở nên ngưng trọng hắn tiếp điện thoại rồi dùng giọng dịu dàng nói bạn học cũ tôi là vĩ hồng cái gì cậu nói gì lúc này gương mặt mã vi hồng tràn đầy kinh ngạc thế cho nên bộ dạng nói năng lộn xộn của hắn rơi vào trong mắt hùng nghiêu đống làm cho Hùng Nhiêu Đống thiếu chút nữa đã cho rằng có chuyện lớn gì phát sinh. Tuy Hùng Nhiêu Đống thầm khinh thường cách làm người của Mã Vi Hồng, thế nhưng lão vẫn còn có chút bội phục đối phương, sự việc làm cho người này sợ hãi chắc chắn là chuyện lớn. À, được, tôi biết rồi, Mã Vi Hồng thất hồn lạc phách, hắn cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lưu Thành Lâm thì có chút xấu hổ. Lưu Thành Lâm thấy Mã Vi Hồng dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, hắn lại đưa mắt nhìn Hùng Nhiêu Đống, chẳng lẽ trong nhà mình có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Thành Lâm nghĩ đến nhà mình thì căn bản chuẩn bị suốt ruột hỏi Mã Vi Hồng, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó vội vàng nghe máy, "Chào anh, tôi là Lưu Thành Lâm." "Ha ha ha, tổng giám đốc Lưu, chúc mừng chúc mừng, lãnh đạo anh hôm nay phải mời khách mới được, tôi đã thông báo cho các bạn học ở thành phố Đông Hồng, hôm nay nhất định phải làm cho anh xuất huyết." Điện thoại vừa nối thông thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lưu Thành Lâm nghe âm thanh này thì biết người gọi điện thoại đến cho mình chính là bạn học cũ đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy. Mặc dù Lưu Thành Lâm cho rằng mình là một nhân vật ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng người bạn kia đứng trước mặt hắn vẫn sinh ra cảm giác ngạo nghễ. Cảm giác cao ngạo này Lưu Thành Lâm hiểu khá rõ, chẳng qua là người bạn kia cảm thấy kiêu ngạo vì đơn vị mình đang công tác. Dù công ty xe hơi Đông Hồng có cấp bậc hành chính khá cao, lãnh đạo đứng đầu có cấp cục, thế nhưng người bạn kia căn bản không thèm xem mình ra gì. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại tỏ ra nhiệt tình như thế? Lưu Thành Lâm có chút nghi hoặc, chợt nghe người bạn học kia nói: "Anh Lưu, chúc mừng anh, từ hôm nay trở đi anh sẽ là lãnh đạo đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng trong đám bạn học chúng ta thì rõ ràng anh là người đầu tiên hưởng thụ cấp bậc chính cục." lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng, hưởng thụ đãi ngộ cấp chính cục, những lời này căn bản tạo nên ảnh hưởng rất sâu với Lưu Thành Lâm. Mặc dù có sự giúp đỡ của trưởng phòng Vương, thế nhưng khi biết đối thủ cạnh tranh của mình là Triệu Kỳ Tường, Lưu Thành Lâm biết mình căn bản không có nhiều hy vọng. Dù trưởng phòng Vương có là người quyền cao chức trọng thì căn bản có nhiều điều thua kém với một người là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh như chủ tịch trừ vận phong. Thế nên căn bản không thể nào lật được cổ tay với chủ tịch tỉnh ở trong hội nghị thường ủy vì một vị trí giám đốc xí nghiệp cho được. Lưu Thành Lâm đang suy nghĩ đến chuyện của mình, hắn căn bản không đáp lại lời nói của người bạn học phía bên kia, lúc này người bên kia không thèm quan tâm mà dùng giọng nhiệt tình nói, Thành Lâm, tôi đã đặt phòng ở khách sạn Caesar, cậu cũng không nên đến chậm được. Chương 1282, 2, đào hầm cho lãnh đạo Lưu Thành Lâm đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Hùng Nhiêu Đống, trong mắt mang theo vẻ kích động và khó tin. Hùng Nhiêu Đống căn cứ vào vẻ mặt của Mã Vi Hồng và Lưu Thành Lâm, lão đã kịp phản ứng, lão nhìn Lưu Thành Lâm, căn bản không nhịn được mà run giọng hỏi, cậu thật sự đã là giám đốc công ty xe hơi đông hồng chúng ta sao? Bí thư Hùng, bạn học cũ của tôi gọi điện thoại đến, điều này khi Lưu Thành Lâm còn đang do dự nên nói như thế nào thì Mã Vi Hồng đã cười ha hả nói, đúng vậy, điều này là thật, vừa rồi bạn học cũ của tôi gọi điện thoại đến nói như vậy, tôi biết ngay mà, Thành Lâm rốt cuộc vẫn có chút bản lĩnh. Mã Vi Hồng không hỗ danh là một người lão luyện trong phương diện xử lý quan hệ, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Lưu Thành Lâm, hắn duỗi hai tay ra vỗ vai Lưu Thành Lâm rồi nói, Thành Lâm, Tôi thật sự rất vui khi thấy cậu có thể tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Ha ha ha, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly, tôi mời khách." Lưu Thành Lâm bắt tay với Mã Vi Hồng, hắn cảm thấy dù trước nay Mã Vi Hồng nhiều lần dùng gương mặt tươi cười chào đón mình, thế nhưng lại tuyệt đối không bao giờ có vài phần nịnh nọt như hôm nay. Sở dĩ xuất hiện tình huống như lúc này cũng là vì hôm nay vị trí của Lưu Thành Lâm hắn đã thay đổi. Vị trí của hắn vào lúc hiện tại căn bản không phải là thứ mà hắn dám nghĩ vào thời điểm trước. Nếu như không phải trưởng phòng Vương cố gắng thúc đẩy, như vậy chính mình sẽ không có ngày hôm nay. Lưu Thành Lâm thầm nghĩ như vậy, trong đầu hắn lóe lên gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân. Vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi kia lần này căn bản là tự quyết định tương lai cho công ty xe hơi Đông Hồng, tranh thủ cho hắn vị trí giám đốc công ty. Lưu Thành Lâm trong mắt người ngoài có lẽ là cán bộ thanh niên trẻ tuổi, nhưng nếu so với trưởng phòng Vương thì xem như kém quá xa. Tốt tốt tốt. Khi Lưu Thành Lâm đang thầm suy tư thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn dãy số xa lạ rồi tiếp điện thoại. Người gọi điện thoại lần này căn bản chưa từng có liên hệ với Lưu Thành Lâm vào thời gian trước, nhưng đối phương lại nhiệt tình kêu một tiếng giám đốc Lưu. Điều này làm cho Lưu Thành Lâm căn bản không dám nói mình không quen biết đối phương lưu thành lâm nói qua loa vài câu sau đó cúp điện thoại một giờ sau điện thoại của hắn liên tiếp đổ chuông hắn hầu như có thể khẳng định trong tỉnh nam giang có rất nhiều người đang liên tục gọi điện thoại cho hắn vì cứ cúp cuộc gọi này sẽ có cuộc gọi khác ngay lập tức hắn căn bản không đáp ứng xuể những người này vì phần lớn là những người không có kết giao rất nhiều cái tên hắn chỉ vừa nghe qua thế nhưng vừa nghe điện thoại thì giống như hai bên là người quen cũ của anh giọng điệu của người ta căn bản là cực kỳ nhiệt tình điều này làm cho hắn khó thể nào nói khác đi được giống như chỉ sau nháy mắt thì lưu thành lâm biến thành quý nhân của thành phố đông hồng hắn liên tục nhận được điện thoại của nhiều người thế là trong lòng có vài phần mong đợi mong người kia có thể gọi điện thoại cho mình thế nhưng đáng tiếc là người mà hắn mong trở lại không gọi điện thoại đến lưu thành lâm thầm nghĩ mình đúng là suy nghĩ lung tung trưởng phòng vương là hạng người gì anh ấy sao lại phải gọi điện thoại cho mình nên là mình gọi điện thoại cho lãnh đạo mới đúng nhưng hắn gọi điện thoại nên nói gì với trưởng phòng vương nói lời cảm ơn sao cuối cùng lưu thành lâm đặt điện thoại xuống và hỏi hùng nhiêu đống hùng nhiêu đống cũng vỏ đầu bứt tai căn bản không biết làm sao mã vi hồng tuy xem thường bộ dạng hiện tại của lưu thành lâm thế nhưng hắn vẫn vui lòng chỉ điểm thành lâm cậu nhất định phải gọi điện thoại cảm ơn lãnh đạo cậu nên biết rằng nếu không có sự tranh thủ của trưởng phòng vương cậu căn bản không bao giờ được tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi đông hồng. Lưu Thành Lâm có chút do dự, cuối cùng Mã Vi Hồng mãi đốc thúc hắn mới biến thành hành động thực tế. Nhưng khi hắn bấm điện thoại của Du Giang Vĩ, lại nhận được thông tin trưởng phòng Vương đang ở trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Kết quả này làm cho Lưu Thành Lâm thở dài một hơi, cũng có chút tiếc nuối, vì hắn thật sự muốn cảm ơn trưởng phòng Vương một phen. Lúc này có nhiều đồng sự của công ty xe hơi Đông Hồng đến chúc mừng Lưu Thành Lâm, phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt trở nên náo động. Vì không muốn ảnh hưởng đến tình huống nghỉ ngơi của Triệu Hòa Duyệt, Lưu Thành Lâm sắp xếp cho một chiếc xe đến đón mình về nhà máy. Vì chưa có văn kiện bổ nhiệm, thế cho nên Lưu Thành Lâm chỉ nói vài câu ngắn gọn, sau đó rời đi dưới sự bảo vệ của Hùng Nhiêu Đống. Buổi trưa đám bạn học của Lưu Thành Lâm tụ tập lại với nhau hoạt động lần này được bạn học cũ hào vân long đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy đứng ra tổ chức đây luôn là người nổi bật nhất trong số các bạn học của lưu thành lâm hào vân long kéo tay của lưu thành lâm rồi cười nói thành lâm tôi thật sự ngưỡng mộ anh sau này anh sẽ là người chủ trì một phương mặc sức tung bay lưu thành lâm dù có hơi rượu nhưng trong đầu vẫn luôn bảo trì sự tỉnh táo hắn chuẩn bị nói vài lời khiêm tốn chợt nghe hào vân long nói tiếp Bây giờ anh căn bản là Xuân Phong đắc ý, thế nhưng trưởng phòng Vương lại bị người ta hãm hại. Trưởng phòng Vương bị hãm hại sao? Những lời này làm cho Lưu Thành Lâm nhanh chóng rời khỏi cảm giác say. Hắn luôn là người tri ân sẽ báo đáp, trưởng phòng Vương giúp đỡ hắn như vậy, nếu như vì mình mà trưởng phòng Vương bị hại, không phải không có lương tâm sao? Chuyện gì xảy ra sao? Lưu Thành Lâm chợt tỏ ra gấp gáp. Hào Vân Long nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi mới nói, "Thành Lâm, việc này nói ra cũng là vì anh." Tuy trưởng phòng Vương đã nhận được nhiều sự ủng hộ trên hội nghị thường ủy, thế nhưng có không ít đối thủ ra tay ngầm, nếu không anh sẽ không thể tiến lên làm giám đốc công ty được. Anh sở dĩ có thể thắng ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, căn bản là có người muốn đào hầm cho trưởng phòng Vương. Khi đó số phiếu của anh căn bản tương đương với số phiếu của Triệu Kỳ Tường. Bí Thư Diêu hỏi trưởng phòng Vương xem anh có thật sự có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại hay không? Nếu như trưởng phòng Vương trả lời theo kiểu thông thường thì không có những chuyện đang xảy ra, nhưng trưởng phòng Vương lại cho ra đáp án khẳng định. Lời nói của Hào Vân Long làm cho Lưu Thành Lâm căn bản là chấn động, vì căn bản không dễ gặp được chi kỷ, hắn nghĩ cấp bậc của mình là không đủ thế nhưng không ngờ lãnh đạo lại tiến nhiệm mình như vậy. Cũng vì trưởng phòng vương nói lời quá vẹn toàn mà bí thư diêu mới biết thời thế giúp đỡ cậu, đồng thời cũng chuẩn bị chụp mũ lên đầu trưởng phòng vương. Nếu như công ty xe hơi đông hồng không thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, như vậy anh cũng hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào rồi đấy. Hào Vân Long nói đến đây thì khẽ hạ giọng nói, anh biết ý nghĩa của cái mũ này với trưởng phòng vương là thế nào không? chương 1283, một tiếng thì gà chó lên trời, lui thì tan đàn sẻ nghé dù cây cỏ mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật gốc rễ sau khi vương tử quân đi vào nam giang nếu như hắn chỉ là một tượng gỗ cho người khác thích làm gì thì làm hoặc thế cục chính trị của nam giang yên tĩnh sóng sau vỗ sóng trước mà không phải tình huống gà bay chó chạy như lúc này biết đâu hắn sẽ sống yên tĩnh hơn một chút nhưng vương tử quân là người thích làm việc độc hành chưa nói đến chuyện không giống người thường còn lấy xu thế không ai cản nổi để đứng vững bàn chân Càng làm cho người ta không thể tha thứ chính là hắn căn bản có danh tiếng và lực lượng mạnh mẽ. Lúc mới bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản đã là như vậy, biết đâu trong tương lai không xa trong lúc phân phối quyền lực ở tỉnh Nam Giang, ngoài hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn có thể chiếm được miếng bánh to nhất. Khó trách đám người cộng sự luôn lau mắt mà nhìn hắn, đám người này không thể nào ngủ ngon, lo sợ bất an, vô tình biến hắn thành kẻ thù giả tưởng, căn bản đều muốn ra tay ngăn cản hắn ở mọi phương diện nhưng lãnh đạo bình thường dù có đấu đá với nhau thế nào thì đơn giản cũng không sử dụng thủ đoạn cực đoan dù sao thì giết địch một ngàn mà tổn hại năm ngàn cũng không hay ho chút nào vì vậy vương tử quân xuất hiện mà nam giang cũng không xuất hiện tình huống khói thuốc súng nồng nặc khác biệt là vẫn sóng yên biển lặng bây giờ thì ngược lại vương tử quân căn bản kiên trì người mình chọn ở sự kiện bổ nhiệm giám đốc công ty xe hơi đông hồng dù biết đó là hố sâu cũng cố gắng tiến lên những người đang cực kỳ ghen ghét hắn sao không vỗ tay khen hay cho được đối với một người bình thường nếu không nhìn rõ một người thì căn bản chỉ bị nói là không có ánh mắt thế nhưng đối với một người làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy căn bản là liên quan đến năng lực chưa nói đến những thứ khác sau này nếu có người được đề cử anh sẽ bị người ta nắm lấy chuyện cũ để công kích anh còn chưa tỏ thái độ thì lập tức rơi xuống thế hạ phong thậm chí thượng cấp cũng vì điều này mà bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành điều chỉnh vị trí của anh. Một vị trưởng phòng tổ chức căn bản là không có ánh mắt nhìn người, như vậy sao có thể làm tốt công tác của mình, tìm kiếm nhân tài cho thể chế. Lưu Thành Lâm cũng không quá quen thuộc chuyện quan trường, thế nhưng hễ là những chuyện có liên quan đến quan trường thì hắn luôn chú ý và tỏ ra thận trọng. Với tâm tính kính sợ quan trường, hắn tất nhiên sẽ sợ chuyện này mang đến ảnh hưởng tiêu cực mặt trái cho trưởng phòng Vương lúc này lưu thành lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hắn không ngờ vương tử quân vì muốn đẩy mình tiến lên mà chịu một gánh nặng lớn như vậy lúc này hắn chợt cảm thấy rất đau lòng vốn lưu thành lâm còn muốn đến gặp trưởng phòng vương hắn còn có chút do dự nhưng lúc này hắn đã nhanh chóng hạ quyết tâm hắn cũng không còn tâm tư uống rượu sau khi nói vài chuyện cũ với các bạn học hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn lưu thành lâm biết khá rõ vị trí của phòng tổ chức tỉnh ủy Hắn leo lên một chiếc taxi, sau đó nói vị trí cần đến, cuối cùng khẽ mở cửa sổ xe. Tuy Nam Giang ở phương Nam nhưng lúc này đã đến cuối năm, bầu không khí vẫn rất lạnh. Gió lạnh thấu xương thổi vào trong xe làm cho nhiệt độ trong xe chợt hạ thấp, tài xế có chút không vui, nhưng khi nhìn gương mặt dầu dĩ của Lưu Thành Lâm, hắn đành phải không nói gì. Lưu Thành Lâm được gió lạnh gột rửa, hắn đã giảm bớt đi vài phần men say. Mặc dù cơ hội tiếp xúc với trưởng phòng vương là không nhiều, thế nhưng hắn căn bản bội phục sát đấu với vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Chưa nói đến phương diện gì khác, vương tử quân căn bản là người không quản vinh nhục của mình trong sự kiện điều động nhân sự tiến lên vị trí giám đốc công ty xe hơi đông hồng, giám cổ vũ và động viên một tên lính quèn như Lưu Thành Lâm, rõ ràng là lãnh đạo có phong thái lớn. Hơn nữa khi vị lãnh đạo này đi đến thì giống như rót một luồng gió mát vào quan trường Nam Giang, làm cho tỉnh Nam Giang biến đổi khá lớn. Một người tương lai vô hạn như vậy, Lưu Thành Lâm sao có thể nhẫn tâm vì chuyện của mình mà làm tổn thương lãnh đạo? Nhưng đến lúc này thì hắn làm được gì cho Vương Tử Quân đây? Lúc mới bắt đầu leo lên xe đi tìm trưởng phòng Vương thì Lưu Thành Lâm căn bản là tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng lúc này tâm tình của hắn dần bình tĩnh trở lại. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn chợt có một ý nghĩ. Chỉ cần mình làm như vậy thì áp lực của Trưởng phòng Vương sẽ biến mất, mặc dù như vậy có chút không muốn, thế nhưng hắn không thể vì tư lợi bản thân mà để mặc Trưởng phòng Vương phải khổ sở. 10 phút sau xe dừng bên ngoài văn phòng tỉnh ủy, Lưu Thành Lâm thanh toán tiền xe, sau đó cất bước đi về phía văn phòng của phòng tổ chức. Hắn rất ít khi đến văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng đã đến phòng làm việc của Vương Tử Quân một lần, thế cho nên cũng khá quen việc dễ làm. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy một cảm xúc hy sinh bi tráng, vì vậy bây giờ hắn đến khu văn phòng đầy uy nghiêm này mà căn bản không còn chút sợ hãi. Cửa phòng làm việc của Du Giang Vĩ mở rộng, lúc này Du Giang Vĩ giống như đang xem văn kiện. Lưu Thành Lâm nhanh chóng đi vào rồi dùng giọng cung kính nói: "Trưởng ban Du, tôi là Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi muốn gặp trưởng phòng Vương, xin hỏi bây giờ trưởng phòng Vương có rảnh không?" khi Lưu Thành Lâm đi vào thì Du Giang Vĩ đã nhận ra ngay. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, hắn căn bản là người có thính giác linh mẫn nhất với mọi chuyện đang diễn ra. Hắn cũng biết rõ nội dung của hội nghị thường ủy tỉnh ủy, bây giờ có nhiều người đang muốn chờ xem trưởng phòng Vương bị người ta chê cười. Có người nói trưởng phòng Vương lúc này nói quá vẹn toàn. Triệu Hòa Duyệt những năm qua thật sự như một tên cướp ở công ty xe hơi đông hồng, mãi mà vẫn chờ mắt nhìn công ty lụn bại. Người tài giỏi như vậy còn thúc thủ vô sách, anh nói xem một vị trợ lý giám đốc có thể làm cho xí nghiệp khởi tử hồi sinh, sống động một lần nữa hay không? Căn bản là rất khó có thể. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng một sự việc căn bản là nhìn thấy quá thấu đáo dễ dàng như thế lại được Vương Tử Quân nói lời cam đoan, kiên định đẩy Lưu Thành Lâm tiến lên, cho rằng đối phương nhất định sẽ làm sống dậy công ty xe hơi đông hồng nhìn lầm người căn bản là không đáng sợ điều quan trọng là sự việc này có lực ảnh hưởng và thế cục khó thể vãn hồi theo lời một viên cán bộ có quan hệ không tệ với du giang vĩ trong cơ quan thì rõ ràng lần này trưởng phòng vương đang tiến hành một việc cực kỳ nguy hiểm ai có thể khẳng định lưu thành lâm này có thể một tay thay đổi càn khôn đến khi đó không những ảnh hưởng đến uy tín của trưởng phòng vương ở nam giang quan trọng là nhất định sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của lãnh đạo cao tầng với trưởng phòng vương không biết rõ con người, chỉ điểm lung tung, đây chính là điều tối kỵ với một vị lãnh đạo. chương 1283, hai tiến thì gà chó lên trời, lui thì tan đàn sẻ nghé. Vì sự kiện này mà Du Giang Vĩ mãi không vui, trưởng phòng vương vốn là người phát triển rất tốt ở Nam Giang. Vì sao vì một người như Lưu Thành Lâm mà lại để xảy ra hiện tượng thế này? Quan trường thường là như vậy, lãnh đạo gặp chuyện không may thì thư ký căn bản khó tránh khỏi số kiếp dù thư ký căn bản không liên quan, thế nhưng không có bao nhiêu người sẽ tin dùng hắn. Nói một câu khó nghe thì sau khi trở thành thư ký, hắn đã là người của người khác, gà chó lên trời cùng nhau sung sướng. Thế nhưng cũng có một ngày nào đó anh bị người ta cho ra rìa, đau khổ tan đàn xẻ nghé. Tất nhiên tất cả mọi thứ có liên quan mật thiết đến lãnh đạo của mình. Vì vậy khi Lưu Thành Lâm đi vào trong phòng thì Du Giang Vĩ giả vờ như không nhìn thấy, Mãi đến khi Lưu Thành Lâm lên tiếng thì hắn mới ngẩng đầu lên nhìn. Su Giang Vĩ căn bản không dám tự tiện quyết định với Lưu Thành Lâm, dù sao thì Lưu Thành Lâm cũng không phải là người thường, là người được trưởng phòng Vương đề cử làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Du Giang Vĩ cười nói, "Giám đốc Lưu, anh chờ một chút, tôi đi xem trưởng phòng Vương thế nào." Du Giang Vĩ mỉm cười rồi rời đi, Lưu Thành Lâm mơ hồ người kia có chút cảm xúc với mình giống như có chút định ý với mình. Một phút sau Du Giang Vĩ quay về, hắn nói với Lưu Thành Lâm, giám đốc Lưu, ngài đến rất đúng lúc, trưởng phòng vương đang có thời gian. Nhưng 20 phút sau trưởng phòng vương sẽ tham gia một hội nghị, anh nên nhanh chân lên. Cảm ơn, tôi biết rồi. Lưu Thành Lâm khẽ gật đầu rồi cùng Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi vào trong phòng của Vương Tử Quân, cũng không thấy lãnh đạo đang xem xét văn kiện như thường. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi phơi nắng trên ghế salon, khi thấy người đi vào thì vẫy tay với Lưu Thành Lâm, Thành Lâm, anh đến rất đúng lúc, tôi vừa định pha chút trà hưởng thụ hương vị, bây giờ có anh thì san sẻ được một nửa. Lưu Thành Lâm nghe lời mời của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó vẫn ngồi xuống. Lúc này Du Giang Vĩ cũng đi đến châm trà cho Lưu Thành Lâm. Nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ chính là một thói quen gần đây của Vương Tử Quân, coi như cũng có được chút thời gian rảnh rỗi. Thành Lâm, đã có kết quả rồi, tôi định ngày mai sẽ trò chuyện với anh, bây giờ anh đến thì căn bản đúng lúc quá." Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, "Trà này pha vừa đủ độ, nên uống lúc còn nóng, nếu không hương vị sẽ nhạt đi mất." Lưu Thành Lâm nhìn bộ dạng ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, lời nói đã có sẵn trong đầu chợt khó ra khỏi miệng lúc này người ngồi bên cạnh hắn giống như không phải là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải là thượng cấp của hắn lại giống như một người bạn bè bình thường nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đầu lưu thành lâm mặc dù trưởng phòng vương tỏ ra bình tĩnh tự nhiên nhưng chính hắn thì khó thể nào yên tâm thoải mái được trưởng phòng vương tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện lúc bắt đầu thì lưu thành lâm cảm thấy giọng nói của mình có vài phần đông cứng nhưng sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trưởng phòng vương tôi căn bản cực kỳ cảm kích vì ngài đã nâng đỡ thế nhưng nhưng tôi căn bản không thể làm giám đốc công ty xe hơi đông hồng vương tử quân không ngờ lưu thành lâm nóng lòng đến tìm mình là vì điều này hắn đưa mắt nhìn lưu thành lâm gương mặt cực kỳ nghiêm túc lưu thành lâm có chút nghẹn lời giống như đã đến nước này thì căn bản không còn dư âm quay về hắn chợt nói tiếp trưởng phòng vương tôi Tôi có một người bạn đang công tác ở nước Pháp cho ra lời mời, nói tôi đến công ty của anh ấy làm phó giám đốc, đãi ngộ là rất cao, nhưng lại có cổ phần, thế nên tôi đã đồng ý. Thật xin lỗi vì đã phụ lòng tín nhiệm của ngài. Vương Tử Quân uống trà mà không nói lời nào, câu nói của Lưu Thành Lâm rõ ràng đã được trải qua suy tính sâu xa, nhưng ánh mắt của đối phương có vài phần không ổn định. Vương Tử Quân suy tư giây lát thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lưu Thành Lâm khá hoang mang không yên, nếu như Vương Tử Quân dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép để mắng thì căn bản sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, chỉ vui vẻ uống trà, đây là thái độ gì? Lưu Thành Lâm dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Vương Tử Quân, hắn cảm thấy bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi, thế là cắn răng nói tiếp, "Trưởng phòng Vương, tôi đã phụ lòng coi trọng của ngài, tôi làm như vậy thật sự rất xin lỗi ngài." Nhưng người đi chỗ cao nước chảy chỗ chúng, tôi cũng là bị hấp dẫn với điều kiện của người bạn mà thôi. Thành Lâm, anh không có lỗi gì với tôi cả." Vương Tử Quân cắt ngang lời nói của Lưu Thành Lâm rồi nhìn chằm chằm lên tiếng, "Tôi nên cảm ơn anh mới đúng, dù anh phải rời khỏi nhà máy, thế nhưng anh đi vì bên kia đãi ngộ cao hơn, điều này nói rõ anh có năng lực. Nếu như anh đi như vậy thì nói rõ tôi không nhìn lầm người, mà chủ yếu là công ty xe hơi Đông Hồng không giữ được nhân tài." Vương Tử Quân nói tuy không nhiều nhưng rơi vào trong tai lại làm cho Lưu Thành Lâm sinh ra cảm giác như sấm bên tai, hắn thật sự cảm thấy có chút không nỡ, biết bí mật của mình đã bị Vương Tử Quân khám phá ra. Nhưng này anh Lưu Thành Lâm, anh làm như vậy không phụ lòng tôi, nhưng anh không phụ lòng bồi dưỡng nhiều năm của giám đốc Triệu Hòa Duyệt sao? Không phụ lòng bí thư hùng nhiêu đống đã chạy qua chạy lại mệt mỏi vì anh sao? anh cho ra một quyết định qua loa chẳng khác nào phán án tử hình cho công ty xe hơi đông hồng như vậy tương lai của công ty sẽ coi như xong vương tử quân dùng ánh mắt không khách khí nhìn lưu thành lâm điều này làm cho lưu thành lâm cảm thấy ra đầu tê dại dưới tình huống mặt đỏ tía tai hắn vô thức khua tay nói trưởng phòng vương tôi biết làm vậy là không tốt thế nhưng tôi cảm thấy nếu so sánh với công ty xe hơi đông hồng cần tôi thì rõ ràng là nam giang cần ngài hơn Vương Tử Quân nhìn vào mắt Lưu Thành Lâm và thấy được sự chân thành, cũng chính là ánh mắt này làm cho hắn sinh ra chút cảm động. Nhưng càng như vậy Vương Tử Quân càng không cho Lưu Thành Lâm rời đi. "Thành Lâm, anh có lòng tin đẩy mạnh phát triển công ty xe hơi Đông Hồng hay không?" Lưu Thành Lâm có chút sững sốt, sau đó trầm giọng nói, "Trưởng phòng Vương, tôi tin mình có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng tiến lên giai đoạn mới." vậy là anh không có lòng tin với đề xuất về xe hơi gia đình sao vương tử quân tiếp tục khẽ nói lưu thành lâm trầm ngâm dây lát sau đó dùng giọng chém đinh chặt sắt nói khi kinh tế trong nước ngày càng phát triển thu nhập của quần chúng cũng dần tăng theo mua xe hơi cũng là xu thế của thời đại lúc này giá dầu thô trên thế giới liên tục tăng mạnh giá cả tiêu thụ xe hơi trong nước cũng tăng theo thế nên những họ hoại xe tốt cho môi trường tiêu thụ ít nhiên liệu sẽ là thứ được người dân ưu tiên mua đầu tiên. Chương 1284, một tâm xa đi được xa. Vương Tử Quân nghe lời nói khẳng định của Lưu Thành Lâm, hắn càng cảm thấy đối phương là nhân tài, thế cho nên hắn nhanh chóng đứng lên trầm giọng nói với Lưu Thành Lâm, "Thành Lâm, anh đã có quyết tâm với công ty xe hơi Đông Hồng, lại có lòng tin với tương lai phát triển của nhà máy, thế thì vì sao phải tránh né?" bây giờ là lúc công ty xe hơi đông hồng đang cực kỳ bấp bênh anh nên lấy dũng khí quyết đoán quyết tâm đẩy công ty phát triển lên bậc thang mới còn những thứ khác thì anh không nên suy nghĩ nhiều như vậy vương tử quân nói xong thì nhìn lưu thành lâm rồi lại nói tiếp anh yên tâm đi nếu anh thật sự cảm kích tôi chúng ta làm ra giao ước anh đẩy mạnh phát triển công ty xe hơi đông hồng dùng thực tế hành động chứng minh anh là nhân tài đây không phải là hồi báo tốt nhất với tôi sao Cảm ơn trưởng phòng Vương đã tín nhiệm, tôi biết rõ mình nên làm thế nào. Lưu Thành Lâm thật sự đã có một lòng nhiệt huyết, lúc này máu nóng dần sôi trào. Hắn thật sự tràn đầy quyết tâm, đó là nhất định phải đưa công ty xe hơi Đông Hồng Tiến lên lấy được thành tích, tuyệt đối không phụ lòng tín nhiệm của bí thư Vương với mình. V, không ngờ Lưu Thành Lâm đầu tiên lại đi tìm mình, cũng may hắn có thể khuyên can được một người có tính tình bướng bỉnh này, nếu không thật sự là tổn thất không nhỏ sau khi tiến chân lưu thành lâm vương tử quân bắt đầu xem xét sự việc của công ty xe hơi đông hồng mặc dù sự kiện này hắn đã đạt được mục đích của mình thế nhưng không thể không thừa nhận chuyện lần này hắn đã để lại di chứng cho người ta nắm nuôi mình nhưng đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất bây giờ vương tử quân cảm thấy việc quan trọng nhất của mình chính là phải xác định lại các mối quan hệ của mình ở nam giang trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ hắn chợt nghĩ đến đậu minh đường Tuy hắn tin tưởng Đậu Minh Đường biết nguyên nhân mình không chọn Mã Vi Hồng, thế nhưng nhìn từ góc độ của Đậu Minh Đường, chính bản thân hắn cũng không nói gì, nhưng càng là như vậy càng phải liên lạc với đối phương, nếu không mối quan hệ giữa hai người sẽ dần lạnh nhạt. Quan hệ trong quan trường là như vậy, có đôi khi hai bên cần phải gắn kết và liên hệ với nhau dù chỉ có vài chuyện nhỏ xảy ra mà thôi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên Hắn trực tiếp gọi điện thoại đến phòng làm việc của Đậu Minh Đường. Sau khi bấm số điện thoại thì Vương Tử Quân cười nói với Đậu Minh Đường bên kia, "Bí thư Đậu, ngày mai ngài có rảnh không? Chúng ta khó có được thời gian nghỉ ngơi, tôi muốn đi câu cá với anh, thuận tiện học tập chút kỹ thuật từ anh." Vương Tử Quân gọi điện thoại làm cho Đậu Minh Đường ở bên kia cảm thấy rất vui, hắn cười nói, "Trưởng phòng Tử Quân, tôi đang nghĩ khi nào nên mời anh đến câu cá ở đập nước Nam nha." Không ngờ anh lại gọi điện thoại trước, xem ra chúng ta rõ ràng là tâm hữu linh tê." Vương Tử Quân chợt mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong quan trường mỗi câu mỗi tình cảnh đều giống như diễn trò, cái gì mà tâm hữu linh tê. Thật sự là buồn cười, thế nhưng hắn nghĩ đến mục đích của mình, cũng không quá chú trọng lời nó của Đậu Minh Đường. Hai người nói cười vài câu rồi định ước thời gian, sau đó nói thêm vài câu không mặn không nhạt, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng một hành động nho nhỏ lại có ý nghĩa phi phàm, có thể tu sửa bịt kín bóng tối quan hệ giữa hai người. Buổi chiều ngày hôm sau khi Vương Tử Quân đi đến đập nước Nam Nha, Đậu Minh Đường đã mỉm cười chờ sẵn. Nhưng lúc này Đậu Minh Đường cũng không đưa theo người nào khác. Tuy gió có hơi lạnh nhưng ngồi trên ghế thả câu cũng làm cho người ta sinh ra những cảm giác hưởng thụ khác biệt. Hai người tránh không nói về chuyện của Mã Vi Hồng, sau khi trao đổi vài câu liên quan đến kỹ xảo câu cá, Đậu Minh Đường chợt dùng giọng có vài phần khuyên nhủ nói, trưởng phòng tử quân, bây giờ sự kiện liên quan đến công ty xe hơi đông hồng đã lắng xuống, thế nhưng ngài cũng đừng quên cũng có không ít người đang chờ xem cuộc vui. Nếu công ty xe hơi đông hồng không thể nào phát triển đi lên, như vậy chiếc mũ không hay sẽ chụp lên đầu ngài. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy đông hồng, có thể nói là một vị thường ủy tỉnh ủy có vị trí đặc thù. Tuy hắn không được phân công hạng mục công tác trong tỉnh như các vị lãnh đạo khác, thế nhưng cả thành phố Đông Hồng lại nằm dưới sự chỉ đạo của hắn. Đông Hồng là tỉnh thành của Nam Giang, tất nhiên sẽ có ý nghĩa mà những thành phố khác căn bản là không thể có được. Lúc này Đậu Minh Đường mở miệng nói ra những lời như vậy, tất nhiên không phải chỉ là vì nói chuyện giật gân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đậu Minh Đường, hắn cười cười nói, "Cảm ơn bí thư Đậu đã nhắc nhở, nhưng ngài cứ yên tâm." vài ngày sau tôi sẽ cho người ta xem một vở kịch hay. Lời nói tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân làm cho Đậu Minh Đường chợt sinh ra cảm giác sững sờ, nhưng sau đó hắn nhanh chóng có phản ứng. Trong mắt hắn thì Vương Tử Quân căn bản không phải là một người ăn nói mạnh miệng, bây giờ nói như vậy thì rõ ràng là có nắm chắc. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt nói, trưởng phòng Tử Quân, anh thật sự có tin tưởng vào công ty xe hơi đông hồng vậy sao? anh cảm thấy tôi không nắm chắc mà tùy tiện đặt cược với người ta sao vương tử quân không trực tiếp trả lời vấn đề của đậu minh đường mà cười ha hả hỏi ngược lại vương tử quân trả lời như vậy căn bản còn mạnh hơn trả lời chính diện đậu minh đường nhìn nụ cười thoải mái của vương tử quân hắn càng thêm tin tưởng vào đáp án của người này đồng thời hắn cũng có chút chờ mong nếu công ty xe hơi đông hồng phát triển mạnh mẽ như vậy diêu trung tắc sẽ có bộ giảm thế nào nếu anh đã có lòng tin thì tôi cũng yên lòng trưởng phòng tử quân tôi cũng có chút biện pháp ở thành phố đông hồng có gì nếu không tiện ra mặt thì cứ giao cho tôi đậu minh đường nói những lời này căn bản là thứ mà vương tử quân đang cần công ty xe hơi đông hồng dù là xí nghiệp nhà nước nhưng dù sao cũng ở trong thành phố đông hồng nếu như muốn phát triển thì tất nhiên phải có được sự ủng hộ của chính quyền địa phương vì vậy vương tử quân cũng không khách khí với đậu minh đường Hắn cười nói, "Bí thư Đậu, chúng ta đã nói rõ rồi đấy nhé, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ đi tìm anh đấy." "Tốt quá, tôi đảm bảo có tiền sẽ bỏ tiền, có lực sẽ xuất lực, sẽ cho bọn họ đầy đủ ưu đãi chính sách." Khi thấy Vương Tử Quân tiếp nhận nhân tình của mình, Đậu Minh Đường tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Hai giờ thả câu thì Vương Tử Quân thu hoạch không quá nhiều, thế nhưng Đậu Minh Đường lại khác, căn bản là thùng cá sắp đầy. Hai người hào hứng bừng bừng hưởng thụ món canh cá của đập nước, sau đó tận hứng đi về. Chương 1284, hai tâm xa đi được xa. Khi chia tay thì Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói với Đậu Minh Đường, "Bí thư Đậu, anh hùng của công ty xe hơi Đông Hồng sắp lui ra, anh ấy là cán bộ công tác lâu năm ở công ty xe hơi Đông Hồng, thị ủy có thể sắp xếp cho đồng chí này sử dụng chút nhiệt lượng còn sót lại không?" Vương Tử Quân nói và đậu Minh Đường lên xe thì mới hiểu ra. Hắn nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Vương Tử Quân, hắn lấy điện thoại bấm số của Mã Vi Hồng. Tuy hắn không quan tâm lắm đến người bạn học cũ của mình, thế nhưng những chuyện thuận nước đẩy thuyền thế này thì hắn làm không biết mệt. Bạn học cũ, cậu có bận rộn gì không? Đậu Minh Đường mỉm cười hỏi Mã Vi Hồng sau khi nối thông điện thoại. Hai ngày qua Mã Vi Hồng khá thất lạc, hắn nghĩ đến tình huống sau này mình phải đi theo công tác bên cạnh Lưu Thành Lâm, hắn cảm thấy rất khó chịu. Anh nói xem, nếu nói về năng lực thì Mã Vi Hồng hắn có gì là thua kém so với Lưu Thành Lâm. Nhưng những năm gần đây căn bản không chỉ nói như vậy là xong, còn phải nhìn vào sự tán thưởng của lãnh đạo với anh, nếu không ai tình nguyện đẩy anh lên thì căn bản là cực kỳ khó nói. Mã Vi Hồng vừa phàn nà vương tử quân căn bản là có mắt không chồng vừa oán hận cho cơ hội của mình. Cũng may hai ngày qua Lưu Thành Lâm xem như rất an phận, cũng không dám khoa chân múa tay với ai, nếu không với tính khí của Mã Vi Hồng, chỉ sợ đã sớm nổi nóng từ lâu rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì bây giờ Triệu Hòa Duyệt còn đang nằm trên giường bệnh, hơn nữa Hùng nhiêu đống lại ủng hộ Lưu Thành Lâm, cho dù Mã Vi Hồng có tức giận thì cũng không dám thi triển thủ đoạn mà không kiêng nể ai. Lúc này hắn nhận được điện thoại của Đậu Minh Đường, thế là vội vàng điều chỉnh tâm tình nuốt cục tức vào bụng nói, bí thư minh đường, tôi đang đọc sách. Đọc sách là rất tốt, hèn gì cậu luôn là người học rộng tài cao. Những năm nay số người có thể tĩnh tâm đọc sách cũng không có được nhiều. Đậu Minh Đường nói rồi lại cười, cậu mã, hôm nay tôi đi trò chuyện vài câu với trưởng phòng vương, anh ấy nói đến hùng nhiêu đống của công ty các anh, người này thế nào. Cảm xúc của mã Vi Hồng vừa mới được kiềm chế lại nhanh chóng bị kích thích, thầm hận người này đang vạch áo cho người xem lưng hai anh nói chuyện mà không nghĩ đến tôi chẳng lẽ mã vi hồng tôi còn thua kém cả hùng nhiêu đống nhưng hắn chỉ dám nghĩ như vậy mà căn bản không dám nói ra nếu như xét theo đúng tính tình thì hắn nhất định nói vài lời không hay cho hùng nhiêu đống thế nhưng lúc này hắn lại cười nói bí thư hùng là người chăm chú phụ trách công tác lúc còn trẻ là người nổi tiếng liều mạng của công ty vậy thì tốt ha ha trưởng phòng vương còn nói hùng nhiêu đống đã đến tuổi về hưu nên để cho anh ấy lui xuống thật sự có chút đáng tiếc tôi đề cử đồng chí hùng nhiêu đống đến công tác và phát huy nhiệt lượng còn sót ở hội đồng nhân dân thành phố hoặc khối mặt trận tổ quốc đậu minh đường tùy ý nói một câu rồi cúp điện thoại tâm tình của mã vi hồng chợt run rẩy hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống trong lòng thầm cân nhắc ý nghĩ lời nói của đậu minh đường đậu minh đường muốn tìm hiểu tình huống của hùng nhiêu đống có nhiều cách để tìm kiếm thông tin, cần gì phải gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa vì sao Đậu Minh Đường lại nói đến chuyện Hùng Nhiêu Đống sẽ về hưu. Mã Vi Hồng căn bản là suy nghĩ rất nhiều, ngay sau đó chợt hiểu ra vấn đề. Hắn chợt vui mừng dùng tay vỗ lên bàn, sau đó thì thào nói, bạn học của quả nhiên vẫn hướng về phía mình, tuy mình không thể làm lãnh đạo đứng đầu công ty, thế nhưng làm lãnh đạo đứng hàng thứ hai cũng không tồi không tiếp tục đề cập đến phương diện Mã Vi Hồng sẽ ngoan ngoãn phối hợp công tác với Lưu Thành Lâm. Giữa trưa hôm sau Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Trử Vận Phong, vì trước đó đã gọi điện thoại hẹn sẵn, thế cho nên trong phòng làm việc của Chủ tịch Trử cũng không có người nào khác. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì dùng giọng không e dè nói, Chủ tịch Trử, cảm tạ ngài đã tỏ thái độ ủng hộ tôi trong hội nghị thường ủy vừa rồi lời cảm tạ này của vương tử quân căn bản không không phải là đúng dịp thì chơi hắn thật sự có ý nghĩ cảm tạ trừ vận phong vào thế cục của hội nghị thường ủy trước đó lựa chọn tốt nhất của trừ vận phong chính là biết thời biết thế nhanh chóng chụp mũ lên đầu vương tử quân thế nhưng trừ vận phong vẫn là trừ vận phong vẫn còn ý chí của một vị chủ tịch tỉnh đầy khí phách đây cũng là nguyên nhân mà lúc này vương tử quân nên nói lời cảm tạ trừ vận phong Mặc dù trừ vận phong phản đối cũng không làm cho sự việc xoay chiều, thế nhưng ít nhất thì cũng giảm đi phần nào áp lực cho vương tử quân. Trừ vận phong nhìn chằm chằm vào vương tử quân, biểu hiện có chút kỳ quái. Lão trầm ngâm một lát rồi dùng giọng trầm bổng nói, trưởng phòng tử quân, khi đó anh quá mạo hiểm ủng hộ đồng chí Lưu Thành Lâm, có phải anh cảm thấy Lưu Thành Lâm nhất định sẽ thu phục được cục diện dối rắm hiện tại của công ty xe hơi đông hồng hay không? Vương Tử Quân đối mặt với vấn đề của Trử Vận Phong, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói: "Chủ tịch trữ, tôi cảm thấy đồng chí Lưu Thành Lâm công tác rất tốt, lực chấp hành căn bản không ai so sánh được." Ngài là người làm công tác khối ủy ban nhân dân, ngài cũng biết rõ muốn tìm một đồng chí có lực chấp hành mạnh mẽ là không dễ dàng. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, sau đó lão cầm bút lên lại đặt xuống, "Chuyện này anh cũng không nên có gánh nặng tâm lý." nếu như khi đó công ty xe hơi đông hồng căn bản không thể phát triển lên tôi sẽ đứng ra lên tiếng bảo vệ cho anh chử vận phong tỏ thái độ làm cho vương tử quân cảm thấy khá bất ngờ từ sau khi đi vào nam giang thì hắn và Trử vận phong luôn ở phía đối lập dù hai người căn bản không giao chiến quá nhiều thế nhưng hai bên đều hiểu lẫn nhau căn bản không ai không cho rằng vương tử quân không là người của diệp thừa dân Lúc này một sự việc như vậy phát sinh mà Trử Vận Phong vẫn muốn ra mặt giúp Vương Tử Quân, trí tuệ lãnh đạo như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm động và thật sự cảm khái. Hèn gì một người như Diệp Thừa Dân khi đối mặt với Trử Vận Phong cũng không chiếm được ưu thế, mà sự thành công của Trử Vận Phong cũng không phải vô duyên vô cớ mà có được, bên trong có trí chí tuệ chính trị mạnh mẽ, cũng có sức quyến rũ cực mạnh về nhân cách. Người ta nói tâm xa thì đi được xa, trí tuệ của chữ vận phong được thể hiện đúng vào điểm này. Vương tử quân đi vào trong phòng làm việc của chữ vận phong chủ yếu là muốn bán về chuyện của triệu kỳ tương. Mặc dù hắn không tán thành cho triệu kỳ tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi đông hồng, thế nhưng trên cơ bản hắn vẫn tán thưởng triệu kỳ tương. Nhưng lúc này nếu nói về chuyện của triệu kỳ tường thì vương tử quân cảm thấy giống như có hương vị trao đổi với nhau, vì vậy hắn suy xét một chút, quyết định nói những chuyện gia đình với chữ vận phong, sau đó rời đi. Chương 1285, một đường vui cười một đường ca. Tết Nguyên đán đến, không những là lời tuyên cao cho một năm cũng đại biểu cho giai đoạn tiến hành tổng kết công tác của các đơn vị chính quyền. Nơi cổng chính của khá nhiều đơn vị đã treo băng rôn chúc mừng, không khí ngày Tết càng nồng đậm hơn. Vương Tử Quân căn bản khá vui vẻ với không khí thế. Chuyện làm hắn cảm thấy vui mừng nhất cũng không phải là Lưu Thành Lâm đã thông qua phương án đẩy mạnh sản xuất xe gia đình giá cả thấp, căn bản là cú điện thoại trước Tết với Trình Viên Lệ. Những ngày qua Vương Tử Quân luôn chú ý đến phương diện an toàn vệ sinh và dịch bệnh, hắn nhớ không rõ ngày nào dịch bệnh nguy hiểm kia sẽ bắt đầu, thế nhưng hình như là trước Tết Nguyên Đán. Nhưng từ trong điện thoại của Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân căn bản có được đáp án cực kỳ xác thực, đó là không có gì phát sinh. Trong báo cáo của các ban ngành vệ sinh phòng dịch thì căn bản không có bất kỳ hiện tượng nào lạ xuất hiện. Tình huống này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui, đồng thời cũng có chút suy đoán. Chẳng lẽ những hành vi của mình đã hóa thành cánh bướm nhỏ thay đổi cả thế giới? Trước đó hắn luôn kiên trì nguyên tắc đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, như vậy đã áp chế được cơn dịch kia sao? Cũng không ngờ sự việc trùng hợp như vậy. Có vài sự kiện lớn ở thế giới này phát triển khác biệt với thế giới trước, nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng không nghĩ quá nhiều. Dù thế nào thì tai nạn cũng không phát sinh, đây là một sự kiện làm cho người ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của Vương Tử Quân, khi hắn chuẩn bị tiến lên nghe máy, Tiểu Bảo Nhi đã chạy đến cầm lấy điện thoại. Hắn nhận điện thoại từ trong tay con trai, thế là không khỏi nở nụ cười khẽ sờ lên đầu nó. Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi điện thoại đến là Du Giang Vĩ. Sau khi nghe máy thì Du Giang Vĩ nói: "Trưởng phòng Vương, tôi và tiểu Trần đang chạy đến, hai người chúng tôi đều không có chuyện gì." Vương Tử Quân chợt nhíu mày nói: "Hôm nay là ngày nghỉ, các cậu cũng bận rộn, sao không nghỉ ngơi mà chạy đến làm gì? Cũng đừng đến quấy rầy tôi." Tuy Vương Tử Quân tiến hành từ chối và phê bình Du Giang Vĩ, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn rất tươi. Hắn biết rõ vì sao Du Giang Vĩ và Tiểu Trần lại đến nhà mình, còn không phải vì muốn đến giúp việc, vì nhà hắn không có người giúp việc sao. Nhưng dù là như vậy thì Vương Tử Quân vẫn phải tiến hành phê bình bọn họ. Dù sao thì hắn phê bình một lượt cũng có thể đảm bảo cho hai người kia an toàn ở nhà vui vẻ qua Tết Nguyên Đán. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe Mạc Tiểu Bắc khẽ hừ một tiếng. Lời nhắc nhở như vậy làm hắn cúi đầu xem xét thấy Tiểu Bảo Nhi đang ngẩng đầu nhìn mình. Vương Tử Quân nhìn điện thoại trong tay, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Lúc này nhà trẻ đang triển khai hoạt động yêu cầu các bé giúp đỡ việc nhà, thế nên Tiểu Bảo Nhi rất tích cực giúp đỡ những việc vặt của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Tất nhiên làm xong thì phải có một câu nói ban thưởng từ bố mẹ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi, rõ ràng đang chờ một câu khích lệ, hèn gì vừa rồi Mạc Tiểu Bắc lại hừ lên như vậy. Vương tử quân xấu hổ sờ lên đầu tiểu bảo nhi, hắn cười hì hì nói, cảm ơn con trai, có con quả nhiên là khác biệt, bố rất tự hào về con. Tiểu bảo nhi vốn đang sắp khóc đến nơi, nhưng khi nghe được câu khích lệ của bố thì gương mặt trở nên cực kỳ sáng lạn, nụ cười tươi giói. Lúc này mặc tiểu bác đang đi về phía bàn chuẩn bị trải khăn, tiểu bảo nhi chạy đến nói, mẹ, để cho con, để con làm cho. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như không thể chờ đợi được của Tiểu Bảo Nhi, hắn không nhịn được phải bật cười, thế giới của con trẻ căn bản là đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Sau khi dùng sáng đơn giản, dựa theo sắp xếp của ngày hôm nay, cả nhà trưởng phòng Vương leo lên xe chạy về phía công viên trẻ em. Đây là một sân chơi cho trẻ em, ở phía đông thành phố Đông Hồng, căn bản có diện tích cả ngàn hecta, bên trong đầy đủ các trò chơi, có màn ảnh lớn, có cột cao chọc trời có cả những con thuyền hải tặc. Tiểu Bảo Nhi trước đó vài ngày không biết từ miệng của người bạn học nào mà biết chỗ này chơi rất vui, thế nên những ngày qua luôn quấn giấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đòi đi đến nơi này. Trước kia vì nguyên nhân công tác bận rộn mà Vương Tử Quân căn bản là hứa hẹn nhưng không thực hiện được, trong lòng cảm thấy áy náy. Lúc này là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hắn xem như tận dụng để giải quyết tâm nguyện cho Tiểu Bảo Nhi. Tuy vẫn còn sớm nhưng lúc này trên đường đã đầy xe, Mạc Tiểu Bắc là một người có kỹ thuật lái xe rất tốt, thế nhưng lúc này tắc đường dù có kỹ thuật giỏi ra sao thì cũng phải đợi. Cũng may chưa đến giờ cao điểm, 10 phút sau thì xe đi đến con đường ngoại ô của thành phố Đông Hồng. Mạc Tiểu Bắc giống như có chút bực mình vì kẹt xe vừa rồi, nàng chạy có hơi nhanh, chỉ sau vài phát đã vượt qua cả chục chiếc xe phía trước. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Bắc, hắn định nhắc nhở nàng một câu, thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Tuy Mạc Tiểu Bắc chạy khá nhanh nhưng với kỹ thuật lái xe của vợ mình, Vương Tử Quân vẫn rất an tâm về vợ. Sau khi đi đến khu vui chơi thì Vương Tử Quân căn bản là có chút kinh hãi, hắn nghĩ rằng gia đình mình đã đến khá sớm, không ngờ bãi đậu xe rộng minh mông nơi này căn bản đã khá chật. Hơn nữa nhìn về phía cổng khu vui chơi, còn có 7-8 hàng người đang xếp hàng dài chờ mua vé. Mạc Tiểu Bắc dừng xe lại, nàng thấy người quá đông, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Tuy nàng đã là một người phụ nữ bình thường trước mặt vương tử quân, thế nhưng đôi khi vẫn bộc phát tính tình năm xưa. Vương tử quân thấy hành vi mờ ám của vợ, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, hôm nay là ngày nghỉ, nhiều người đến vui chơi, nếu không thì chúng ta chờ thêm vài ngày nữa rồi hãy đến. Vương tử quân nói những lời này làm cho tiểu bảo nhi bên kia khẽ nhăn mũi, nó nhìn sang vương tử quân, bộ dạng muốn khóc thét lên. Vương tử quân nhìn bộ dạng của tiểu bảo nhi, hắn đang nghĩ xem nên làm sao để khuyên bảo con trai, đúng lúc này mặc tiểu bắc chợt nói, đi thôi, tiểu bảo nhi muốn đến chơi, đợi một chút cũng không là vấn đề. Sau khi xếp hàng khổ sở thì cả nhà vương tử quân cũng mau được hai tấm vé vào cửa, khi đi vào bên trong thì căn bản đã mất nửa thời gian buổi sáng nhưng khi thấy tiểu bảo nhi vui vẻ chơi đùa thì vương tử quân cảm thấy những vất vả của mình là đáng giá khu vui chơi này thật sự không hỗ thanh danh trong thành phố đông hồng bên trong không những có người lớn trẻ con hơn nữa còn có nhiều cặp trai gái đang tay trong tay đi lại với nhau khi càng nhiều người đi vào bên trong số người xếp hàng chờ mua vé trước mỗi trò chơi cũng ngày càng đông bố con muốn chơi trò kia Tiểu Bảo Nhi chỉ về phía một tụ điểm phía trước rồi lớn tiếng nói: "Con nghe Lý Tiếu nói trò đó rất vui, con cũng muốn chơi thử." Lúc này căn bản có một hàng người dài đang xếp hàng chờ mua vé, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua, sau đó nói với Mạc Tiểu Bắc: "Con chờ chút, lát nữa mua vé sẽ cho con leo lên đấy đi một vòng." "Không, Lý Tiếu nói cả nhà ba người phải ngồi lên trên." Tiểu Bảo Nhi không chờ Mạc Tiểu Bắc lên tiếng, nó lôi tay nàng dùng giọng làm nũng nói: Mạc Tiểu bác dù có rất nhiều chuyện căn bản cho ra ý kiến của riêng mình, thế nhưng khi đối mặt với con trai thì quả thật không có quá nhiều lực phòng ngự. Sau khi nghe Tiểu Bảo Nhi nói như vậy thì nàng nhanh chóng bắt vương Tử Quân xếp hàng. Dù là mùa đông thế nhưng hàng người dài vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng, căn bản có hơn 2-30 người đang chờ được chơi, thế cho nên cả nhà Vương Tử Quân phải chờ hơn 20 phút. Trong lúc xếp hàng thì Vương Tử Quân giống như một con trâu hưng phấn, chỉ cần người phía trước khẽ dịch chuyển thì sẽ nhanh chóng tiến lên. Khi cả nhà Vương Tử Quân đi đến giữa hàng, Tiểu Bảo Nhi lại tiếp tục xông về phía trước, nhưng lúc này vì dùng sức quá mạnh nên đụng vào một người đàn ông phía trước. "Làm gì vậy? Con cái nhà ai thế? Sao không biết lễ phép như vậy? Nơi này đã rất rối loạn rồi, chen chúc cái gì? Chưa thấy qua loại người nào vô giáo dục như vậy." Người đàn ông kia nhìn Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng không sạch sẽ nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của người đàn ông kia, đối phương hơn 30 tuổi, gương mặt mập mạp có vài phần giả tạo. Hắn không muốn gây chuyện với người ta, thế nên cười cười nói, bọn trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong anh đừng nên so đo với chúng nó. So đo với nó sao? Đáng giá sao? Tôi nói cho anh biết, anh là gia trưởng thì sau này nên chú ý một chút, nên giáo dục con mình đàng hoàng. Người đàn ông kia dùng giọng khó chịu lên tiếng điều này làm cho vương tử quân thiếu chút nữa thì nổi giận. Mạc Tiểu Bắc đứng lên cạnh đã siết chặt nắm đấm, vương tử quân căn bản biết rõ sức chiến đấu của vợ, hắn không muốn vì một người đi đường mà làm mất hào hứng của cả gia đình. Vì vậy hắn cũng không nói với người đàn ông kia, chỉ là kéo Mạc Tiểu Bắc lui về phía sau vài bước. Người xếp hàng phía trước cũng nhanh chóng đi đến địa điểm cuối cùng, khi thấy nhóm người vương tử quân sắp tiến vào vui chơi, Người đàn ông xếp hàng phía trước chợt kêu lên về phía cách đó không xa giống như phát hiện ra điều gì đó, "Trưởng phòng Lô, ngài cũng đưa cháu đến chơi sao? Mau đến đây, đứng bên cạnh chúng tôi." Người đàn ông được gọi là trưởng phòng Lô hơn 30 tuổi, giá người không cao, đeo một cặp kính gọng vàng, giày tây rất bóng, căn bản là một người trong thể chế. Bên cạnh trưởng phòng Lô có hai người, có một cô bé gái xinh đẹp bảy tám tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt hơi nhọn. Mái tóc uốn lượn thành sóng, làm cho người ta sinh ra cảm giác căn bản là không phối hợp tốt. Tưởng Vị Minh ngà, thế nào, đưa vợ con đến chơi sao? Trưởng phòng Lô đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông đối diện rồi cười nói. Chương 1286, một không thích tranh chấp nhỏ. Tưởng Vị Minh thấy Trưởng phòng Lô nhận ra mình thì hưng phấn mà hai mắt vả sáng, sau đó cặp mắt híp lại thành một đường mảnh giọng điệu càng thêm cung kính, trưởng phòng lô, gặp mặt ngài quá trùng hợp, ngài cũng đưa cháu đến chơi sao. Nói xong thì tưởng vị minh nhìn về phía cô gái phía bên kia, sau đó cười nói, trưởng phòng lô, đây là nguyệt nguyệt nhà ngài sao. dáng điệu thon thả xinh đẹp, xem ra là một cô bé có phúc. Vương tử quân nghe lời khen của tưởng vị minh, hân thầm nghĩ người kia căn bản là không dễ dàng. Cảm thấy dáng điệu thon thả và có phúc chẳng có liên hệ gì với nhau cả quả nhiên tưởng vị minh nói ra những lời này làm cho trưởng phòng lô bật cười hai người đang chào hỏi với nhau thì lúc này vòng quay bên trong đã dừng lại người đã chơi đùa xong đang lục tục đi ra bố con cũng muốn vào đó chơi cô bé nguyệt nguyệt căn bản kéo tay trưởng phòng lô rồi nói trưởng phòng lô không nói gì tưởng vị minh bên kia đã cười nói vừa đúng lúc có thể vào chơi trưởng phòng lô mời ngài cùng vào với chúng tôi sau lưng tưởng vị minh dù có nhiều người đang chờ thế nhưng trên cơ bản bọn họ đều nghe rõ lời đối thoại vừa rồi mặc dù đại đa số mọi người đang thầm mắng tưởng vị minh thế nhưng căn cứ vào nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bất chuyện mọi người cũng không ra mặt ngăn trở cô gái phục vụ đứng bên ngoài giống như là một sinh viên đi làm thêm nàng định căn gia đình trưởng phòng lô đi vào tưởng vị minh đã trầm giọng nói trưởng phòng lô của chúng tôi đến đây chơi đã nói vài lời với giám đốc của khu vui chơi này cô gái nhỏ, cô đừng xen vào việc của người khác. Cô sinh viên đi làm thêm chủ yếu phụ trách công tác mở cửa, lú này nàng nghe được lời nói hất hàm sai khiến của tưởng Vĩ minh, đành phải nuốt lời định nói vào bụng. Khi cửa được mở ra, các vị khách tiến lên chọn chỗ, vì đến lượt mình nên tiểu bảo nhi tỏ ra rất hưng phấn. Nhưng khi ba người nhà vương tử quân chuẩn bị tiến lên, đột nhiên ba người nhà trưởng phòng lô đã chen ngang tới trước. Vương Tử Quân dù căn bản có chút bất mãn với hành vi chen ngang của trưởng phòng lô, thế nhưng lúc này hắn khó có được thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, căn bản không vì chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của Tiểu Bảo Nhi, thế là hắn có một ý nghĩ nên xem xét lại phương diện xây dựng chỉnh đốn tác phong của cán bộ. "Tiên sinh, mời ngài chờ đến lượt khác, vì lúc này bên trên đã không còn chỗ trống." Cô gái phục vụ trong khu trò chơi chợt đi ra, sau đó nói với những người đứng bên ngoài. Vương Tử Quân không ngờ chính mình bị người ta chen ngang rồi phải chờ đến lượt tiếp theo, đúng là quá trùng hợp. Khi hắn đang cười khổ thì Tiểu Bảo Nhi lại mặc kệ, dù Tiểu Bảo Nhi căn bản là ngoan ngoãn lễ phép, thế nhưng nó dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới 4 tuổi, vất vả lắm mới đến lượt nó, bây giờ bị người ta dội một gáo nước lạnh, thế là nước mắt đã rơi xuống. "Bố, bố, con, con muốn đi lên đó chơi, chúng ta đến trước" thế nhưng chú kia không hiểu chuyện lại chen ngang tiểu bảo nhi khóc cực kỳ uất ức vương tử quân nhìn tiểu bảo nhi khóc đầy nước mắt hắn cảm thấy đau lòng vội vàng ôm lấy con chuẩn bị an ủi vài câu đúng lúc này mạc tiểu bắc đã nói với nhóm người trưởng phòng lô ở phía trước anh chen ngang như vậy là không đúng anh đi xuống xếp hàng đi mạc tiểu bắc nói không chút khách khí quả thật rất chân thật đáng tin trưởng phòng lô nghe có người nói với mình như vậy thế là hắn chợt ngây cả người. Vừa rồi hắn chỉ chú ý trò chuyện với tưởng vị minh, căn bản không chú ý đến nhóm người mặc tiểu bắc. Lúc này trưởng phòng lô căn bản là không ngờ nơi đây lại có một mỹ nữ như vậy. Người phụ nữ kia có dáng điệu cực kỳ cân đối, cực kỳ xinh đẹp, nếu đi dạo trong thành phố Đông Hồng thì nhất định sẽ kéo theo một nhóm người trồng cây si phía sau. Khoảnh khắc này trưởng phòng lô đã bị mạc tiểu bắc hút hồn, thế nhưng ngay sau đó lại nổi giận vì lời nói dạy bảo của đối phương. Dù trưởng phòng Lô chỉ là một vị cấp bậc phó phòng, thế nhưng căn bản cũng là một nhân vật được người người nở nụ cười chào đón trong đơn vị của mình. Lúc này hắn ở trước mắt nhiều người bị một người phụ nữ gian dậy, căn bản sinh ra cảm giác khó thể nhịn được. Con đàn bà này nói bậy bạ gì vậy? Không có gì thì cút sang một bên, không chờ trưởng phòng Lô mở miệng, tưởng vị minh căn bản đã lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt tưởng vị minh, mắt hạnh trừng lên, nắm đấm đã được tung ra. Những năm qua nàng có chuyển biến rất lớn, căn bản giúp chồng nuôi dạy con cái nên hầu như mài phẳng nhiều góc cạnh của mình. Nhưng điều này cũng không thể làm nàng có thể nén giận, hơn nữa Tiểu Bảo Nhi còn đang khóc lóc ở bên kia. Vương Tử Quân kéo tay Mạc Tiểu Bắc, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người tưởng vị minh và trưởng phòng lô, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Tôi nghĩ hai anh là nhân viên công tác nhà nước, nếu như vậy thì hai anh là đại biểu cho hình tượng của chính quyền, các anh vì ý chen ngang như vậy, chẳng phải làm mất mặt hình tượng của chính quyền sao?" Vương Tử Quân chìm nổi trong quan trường nhiều năm, hắn dưỡng thành quan uy của riêng mình, đặc biệt là khi nổi giận càng làm cho người ta phải sợ hãi. Dù trưởng phòng Lô Căn Bản không biết thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn Vương Tử Quân ở khoảng cách gần vẫn làm hắn cảm thấy khó thở anh không có việc gì thì đứng đây làm gì? Anh, tưởng vị Minh vừa định tiếp tục lên tiếng thì đã bị trưởng phòng lô cản lại. Hắn nhìn vào mặt vương tử quân rồi lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên công tác nói, cô xem chiếc thẻ này đi. Nhân viên công tác thấy chiếc thẻ thì gương mặt tươi sáng như hoa, nàng bày ra tư thế mời trưởng phòng lô, sau đó mỉm cười nói, tiên sinh, mời ngài đi lên đầu tiên. Nhân viên kia nói xong thì cười với vương tử quân, chào ngài, vị tiên sinh kia có thể khách quý của khu vui chơi chúng tôi, không cần phải xếp hàng, mong ngài phối hợp với công tác của chúng tôi. Vương tử quân nhìn trưởng phòng lô nghênh ngang bỏ đi, tuy trong lòng có chút tức giận nhưng cũng không muốn làm gì hơn. Hắn ôm lấy tiểu bảo nhi, sau đó cười tùm tìm nói với con trai, con trai ngoan, biết nghe lời, hai phút nữa thôi là đến lượt con rồi, đợi chút nữa bố mẹ sẽ mua vài món ngon cho con nhé. Tiểu Bảo Nhi nhìn vòng xoay bên kia đã chuyển động, tuy trên mắt đầy nước nhưng vẫn gật đầu, căn bản tiếp nhận lời nói của Vương Tử Quân. Hừ, những năm nay cười người lắm mồm không cười kỹ nữ, người không tiền gặp hoạn nạn khắp nơi. Trong ngân hàng có thẻ VIP, khu vui chơi này cũng có thẻ khách quý, như vậy thì đám dân chúng không quyền không thế chúng tôi căn bản sống thế nào. Một người đàn ông trung niên xếp hàng sau lưng Vương Tử Quân dùng giọng oán giận nói. Những lời này làm cho các vị khách sinh ra cộng minh, bây giờ đang thời điểm phát triển thẻ tín dụng, có không ít nơi dùng loại thẻ này để chứng minh thân phận, nơi đây có thẻ VIP không cần xếp hàng cũng làm cho người ta thẩm oán không thôi. Trường 1286, hay không thích tranh chấp nhỏ. Làm sao để thay đổi hiện trạng này? Vương tử quân chợt rơi vào trầm tư. Dù đây chỉ là chút đặc quyền nhỏ thế nhưng ảnh hưởng của nó với xã hội là không thấp. Hắn nghĩ đến đây thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Cảm thấy một người bình thường chờ đến lượt mình cũng không dễ dàng gì. Đúng lúc này vòng quay dừng lại, Tiểu Bảo Nhi lúc này không thể chờ đợi được mà nhanh chóng chạy lên. Chờ một lát không phải là hay sao? Đúng là giống như tám đời chưa được chơi bao giờ vậy. Vương Tử Quân nhanh chóng đuổi theo Tiểu Bảo Nhi, lúc này Tưởng Vị Minh đang đi xuống dùng giọng hèn mọn châm chọc nói. Vương Tử Quân căn bản không có ý so đo với Tưởng Vị Minh hắn nhanh chóng tiên lên đưa con đi vào tìm chỗ trong vòng quay mạc tiểu bắc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng căn bản không hiểu rõ cuộc sống của nhân dân dưới tầng thấp xã hội nàng vẫn cho rằng hôm nay thời tiết tốt con người vui tươi thế nhưng không ngờ lại gặp tình huống không hay vương tử quân có thể thấy tâm tình không vui của mạc tiểu bắc hắn nhanh chóng đẩy tiểu bảo nhi lên ghế sau đó có chút đau lòng mà khuyên nhủ mạc tiểu bắc chúng ta đi chơi vì muốn cho tiểu bảo nhi được vui cũng đừng quan tâm đến những chuyện làm cho người ta mất hứng kia. Nhìn bộ dạng càn rỡ của hắn, em muốn cho hắn một bạt tai. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận phì phì của vợ, hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn khẽ cười nói, em cũng đừng nổi nóng, bình thường chúng ta bận rộn công tác, khó có thời gian đi chơi đùa với con, hôm nay nên làm sao cho con trai được vui. Khi cả nhà Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, vòng xoay chợt chuyển động, lúc này tiểu bảo nhi cảm thấy rất vui vương tử quân nhìn con trai mà vứt bỏ đi mọi muộn phiền khi nhóm người vương tử quân đang cùng nhau vui chơi ở một tụ điểm khác trưởng phòng lô giống như nghĩ đến cái gì đó hắn nói với tưởng vị minh không biết vì sao tôi lại thấy người kia có vài phần quen mắt như vậy lúc này tưởng vị minh đang xem xét nên mời trưởng phòng lô đi dùng cơm ở nơi nào hắn thuận miệng nói một câu bây giờ người và người căn bản rất giống nhau Trưởng phòng lô khẽ gật đầu, sau đó tự nhủ, à, có lẽ là vậy, anh ấy không nên đến nơi này. Ha ha, trưởng phòng lô, anh nói xem lát nữa chúng ta đi chơi trò gì. Tôi cảm thấy dạo này phim 3D rất hay, chúng ta đưa bọn trẻ đi xem nhé. Tưởng vị Minh đã sớm ném những suy nghĩ vừa rồi sang một bên, hắn cung kính nói với trưởng phòng lô. Trưởng phòng lô gật đầu nói, được, vậy chúng ta cùng đi xem, tôi nghe nói đó là kỹ thuật mới, rất hay. Vương tử quân đi ra khỏi vòng quay mà cảm thấy có chút choáng váng đầu óc, lúc này hai người tiểu bảo nhi và Mạc tiểu bắc lại giống như rất bình thường, căn bản không có gì là không ổn. Mẹ, thứ này chơi rất vui, sau này con lại muốn đến chơi nữa. Trưởng ban hoan hô như chim sẻ nói. Mạc Tiểu Bắc kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng cảm khái nói, trò này khá vui, tiếc là tốc độ quay có hơi chậm. Tiểu Bảo Nhi gật đầu đồng ý với lời nói cảm khái của mẹ, thế nhưng Vương Tử Quân nghe hai vợ con cảm khái mà không khỏi cười khổ. Thế mà chậm sao, nếu nhanh hơn thì hắn đã phải ói hết cơm ra rồi. Một trò chơi vui vẻ làm cho gia đình Vương Tử Quân lấy lại cảm hứng. Tuy Vương Tử Quân căn bản luôn liều mình cùng quân tử, thế nhưng khi nhìn ánh mắt càng ngày càng sáng của Mạc Tiểu Bắc, nhìn gương mặt càng lúc càng kích động của con trai, hắn không khỏi cảm thấy có chút run dày vương tử quân đi xuống thuyền hải tặc và cảm thấy cơ thể như sắp đổ xuống tiểu bảo nhi lại chỉ vào một cái chùy xoay khổng lồ rồi lớn tiếng nói thú vị vương tử quân nhìn đám khách đang bị cuốn trên không trung hắn nói với tiểu bảo nhi con trai thứ kia là trò của người lớn con chưa đủ lớn chưa được chơi đâu mạc tiểu bắc giống như cũng ý thức được là vương tử quân không thích vì những trò chơi làm cho người ta không nhịn được phải thét lên căn bản rất có tính khiêu chiến bản thân nàng không sợ Thế nhưng nhìn trạng thái của Vương Tử Quân thì cũng không có hứng thú. Cả nhà đi xem tiết mục biểu diễn dành cho thiếu nhi, lại đi xem phim 3D, sau đó đã đến giờ trưa. Thức ăn trong khu giải trí cũng không quá đắt, sau khi Mạc Tiểu Bắc cùng Tiểu Bảo Nhi dùng cơm trưa xong, Vương Tử Quân cảm thấy mình khó thể chống đỡ được nữa. Mặc dù Tiểu Bảo Nhi cầm lấy tay mẹ không muốn đi, thế nhưng Vương Tử Quân lên tiếng dụ dỗ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi khi bọn họ đi đến gần cổng khu vui chơi, vừa vặn gặp mặt hai gia đình là Tưởng Vĩ Minh và Trưởng Phòng Lô. Tưởng Vĩ Minh thấy Vương Tử Quân thì hừ lạnh một tiếng, sau đó nói hai câu gì với Trưởng Phòng Lô, cả hai không khỏi cười lên ha hả. Mạc Tiểu Bắc rất thính tai, lời nói của hai người rõ ràng truyền vào tai nàng. Cũng xem như Tưởng Vĩ Minh không may, Mạc Tiểu Bắc vừa thấy trước chân có một viên đá nhỏ, thế là nhanh chóng đá đi. Mạc Tiểu Bắc có xuất thân quân nhân, lực lượng khá mạnh, nếu cho nên một cú đá làm cho viên đá bay đập lên đầu tưởng vị minh. Một tiếng thét vang lên, tưởng vị minh thấy đầu mình sưng lên. Ai, ai ném đá vào đầu tôi? Tưởng vị minh nhìn hòn đá nhỏ dưới đất mà thở hổn hển mắng. Người chung quanh căn bản không ai tình nguyện gây chuyện, cho dù bọn họ thấy động tác của Mạc Tiểu Bắc thì cũng làm như không thấy. Khi tưởng vị minh đang nổi nóng, đoàn người nhanh chóng đi về phía cổng khu vui chơi. Trưởng phòng lô vốn đang nhờ tưởng vị minh tìm người, hắn thấy dòng người đi ra khỏi khu vui chơi thì nói với tưởng vị minh, đừng mắng nữa, chủ tịch thành sắp đến rồi. Tưởng vị minh nhìn về phía ngón tay của trưởng phòng lô, hắn chợt trở nên yên lặng. Hắn tuy cũng coi như là một lãnh đạo nhỏ, thế nhưng địa vị của hắn sao có thể so sánh với chủ tịch thành. Trưởng phòng lô trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói với tưởng vị minh. Cậu ở đây chờ chút, tôi đi chào hỏi chủ tịch thành. Tưởng vị Minh cũng muốn đi qua, thế nhưng chủ tịch thành căn bản chỉ có quan hệ khá tốt với trưởng phòng Lô, nào có thời gian quan tâm đến mình. Trưởng phòng Lô nhanh chóng sửa sang trang phục, lúc này mới nhanh chóng đi về phía đám cán bộ lãnh đạo đang đi thị sát. Trưởng phòng Lô căn bản cũng là một nhân vật trong ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng, vì vậy đám nhân viên bên kia thấy hắn thì nhanh chóng nở nụ cười chủ tịch thành tên là Thành Nhạc, là phó chủ tịch thành phố Đông Hồng, chủ quản công tác an toàn sản xuất. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn phải đi đến trốn nghỉ ngơi giải trí vào ngày nghỉ thế này để thị sát công tác an toàn. Giám đốc khu vui chơi đang cung kính đứng bên cạnh Thành Nhạc, hắn giới thiệu phương diện bảo đảm an toàn của khu vui chơi. Thành Nhạc căn bản nói và yêu cầu về đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi, giao trách nhiệm nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với những sự kiện không hay xảy ra. Khi thấy trưởng phòng Lô thì Thành Nhạc nở nụ cười nói, Tiểu Lô, hôm nay cũng đến đây nghỉ ngơi chút sao. chương 1287, một làm quan hung hiểm, một lời phạm tội. Trưởng phòng Lô bị chủ tịch Thành gọi là Tiểu Lô, thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười sáng lạn, hắn cung kính nói, chủ tịch Thành, tôi bị con quấn lấy không thể đi đâu được, thế nên đành phải đưa con đến đây chơi. À, công tác bề bồn cũng nên bỏ thời gian đi chơi với con cái, cũng xem như tận tâm. Hôm nay cậu không cần trực ban, cậu cũng nên đi làm gì thì làm, không cần ở lại đây với tôi. Trưởng phòng lô lúc này xem như đạt được mục đích của mình, hắn nhanh chóng đi về phía vợ con của mình. Đúng lúc này ánh mắt chủ tịch thành nhanh chóng nhìn về phía vợ con của trưởng phòng lỗ. Tiểu lô, kia là người nhà của cậu sao? Chủ tịch thành kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng che giấu vẻ khiếp sợ. Hắn là phó chủ tịch thành phố, hắn căn bản là người có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này. Trưởng phòng Lô vừa mới xoay người, hắn chợt bị gọi lại bởi lời nói của chủ tịch thành, cũng vội vàng nhìn theo tay chỉ của lãnh đạo. Hắn không biết chủ tịch nghĩ đến điều gì, thế là lên tiếng chặn lời, "Vâng, chủ tịch thành, đó là người nhà của tôi." Chủ tịch Thành lúc này nhìn trưởng phòng lô với ánh mắt không giống dĩ vãng, hắn dùng giọng ôn hòa nói, tiểu lô, nhà cậu đi mấy người thế. Trưởng phòng lô có chút sững sốt, sau đó mới nói, hai nhà chúng tôi có sáu miệng ăn. Trưởng phòng lô nói làm cho chủ tịch Thành càng khẳng định suy đoán của mình, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, tiểu lô, hôm nay cũng sắp kiểm tra xong, các cậu có lẽ vui chơi cũng mệt rồi, không bằng cùng tôi đi uống trà nhé. Trưởng phòng Lô thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, hắn là người lăn lộn trong cơ quan nhiều năm, căn bản xưa nay luôn giỏi vuốt mông ngựa lãnh đạo, đồng thời cũng nhận được nhiều vinh dự. Nhưng trước nay hắn còn chưa từng được vị lãnh đạo nào chủ động mời đi uống trà dùng cơm, hơn nữa người mở lời là Chủ tịch Thành, giọng nói của lãnh đạo còn mang theo vài phần nịnh nọt. Chủ tịch Thành sao lại nịnh nọt mình, không phải là lãnh đạo đã nhìn thấy ưu điểm của mình rồi chứ? Nếu là như vậy không phải tương lai của mình sau này càng thêm tươi sáng sao? Trưởng phòng Lô nghĩ vậy mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hắn gật đầu như gà mổ thóc, "Chủ tịch Thành, tôi thật sự có thời gian, khi nào ngài xong thì tôi sẽ ở đây đợi ngài." "Ha ha ha, tiểu Lô rất tốt." Chủ tịch Thành nở nụ cười cởi mở rồi gật đầu nói. Vì không muốn để cho chủ tịch Thành chờ lâu, thế cho nên trưởng phòng Lô nhanh chóng đi về phía vợ con của mình hắn nhìn thoáng qua tưởng vị minh sau đó mừng rỡ nói với vợ con tiểu quyên chủ tịch thành mời nhà chúng ta đi uống trà tưởng vị minh nghe thấy những lời này thì càng thêm kính nể trưởng phòng lô hắn dùng giọng nịnh nọt nói trưởng phòng lô chủ tịch thành tuy bình dị gần gũi nhưng rất ít khi đi dùng trà với thuộc hạ xem ra không lâu sau vận may của trưởng phòng lại đến rồi trưởng phòng lô khoát tay với lời nói nịnh nọt của tưởng vị minh thế nhưng trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ Hắn thật sự không muốn cho đối phương cùng đi với mình uống trà với chủ tịch hành, nhưng chủ tịch hành đã nói đến 6 người, thế nên hắn không thể không làm như vậy. Hắn đành phải nói với Tưởng Vĩ Minh, tôi cũng không rõ, đây là cơ hội khó có được, anh đi cùng luôn đi. Trưởng phòng Lô nói làm cho Tưởng Vĩ Minh cảm thấy giống như nghe được tiếng trời, hắn nhanh chóng đi theo trưởng phòng Lô về phía phòng trà. Đoàn người trưởng phòng Lô đi đến cửa phòng trà thì ngây cả người. Chủ tịch Thành cao cao tại thượng lại đang chờ bọn họ ở cửa quán. Chủ tịch Thành bình dị gần gũi như vậy sao? Trưởng phòng Lô nhanh chóng tiến lên nghênh đón chủ tịch Thành, thế nhưng khi hắn tiến lên thì thấy chủ tịch Thành không nhìn hắn, lại nhìn về phía sau lưng mình, chẳng lẽ chủ tịch Thành đang nhìn Tưởng Vị Minh? Sau khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì trái tim của Thành Nhạc giống như đang nổi trống, hắn thậm chí muốn gọi ngay viên giám đốc khu vui chơi đến dặn dò một chút nhất định phải làm cho gia đình vương tử quân vui chơi thoải mái thế nhưng lại sợ gia đình vương tử quân biết rõ mà sinh ra phản cảm nên thôi hắn nóng lòng kích động và cảm thấy khó chịu khi đứng chờ ngoài cửa quán trà căn bản chờ trưởng phòng lô đưa người đến nhưng tiểu lô đưa người nào đến đây không phải là một nhân viên của ủy ban nhân dân thành phố sao thành nhạc tỏ ra cực kỳ thất vọng hắn trừng mắt nhìn trưởng phòng lô vốn hắn nghĩ rằng muốn tranh thủ tăng tiến quan hệ với trưởng phòng lô, nhưng bây giờ xem ra là mò mẫm vô công. Trưởng phòng lô nào biết thành nhạc có tâm lý biến đổi như vậy, hắn nhìn gương mặt có chút khó coi của chủ tịch thành, lại càng kính sợ hơn, chủ tịch thành, đây là tiểu tưởng của ban giải quyết vấn đề trọng điểm khối văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng trưởng phòng lỗ giới thiệu xong cũng không có được gương mặt tốt đẹp của chủ tịch thành, mà Thành Nhạc dùng giọng kỳ quái hỏi, "Tiểu Lô, không phải sáu người các cậu cùng đi chơi sao?" Trưởng phòng Lô chợt sững sờ, hắn không rõ chủ tịch Thành có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Chủ tịch Thành, thật sự là sáu người chúng tôi." Thành Nhạc lúc này cũng không còn hứng thú trò chuyện cùng trưởng phòng Lô, thầm nghĩ hôm nay sao mình ngu xuẩn như vậy, với thân phận của trưởng phòng Vương, sao cần phải đến nơi này? Hắn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm người. Sau đó khoát tay áo nói với trưởng phòng lô, các người cứ vào uống trà trước đi, tôi còn có chút chuyện phải đi trước. Trưởng phòng lô tràn đầy nhiệt tình thế nhưng nhanh chóng bị lời nói của chủ tịch Thành làm cho mất hết cảm xúc. Chủ tịch Thành vừa rồi còn cười tủm tỉm, vì sao bây giờ tâm tình lại giảm sút như vậy? Vô tình trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ về điều này. Trưởng phòng lô không thể không quan tâm, vì sự việc hôm nay đối với người thường thì biết đâu là chuyện nhỏ thậm chí căn bản không có khả năng sinh ra kết quả gì không hay. Nhưng hôm nay sau khi hắn gặp mặt thành nhạc, đối phương là lãnh đạo trực tiếp của hắn, là phó chủ tịch chủ quản, tình huống lúc này làm hắn cảm thấy khó thở. Người xưa có câu gần vua như gần cọp, cũng vì những tin tức không hay dễ phát sinh hiểu lầm, nếu hiểu lầm phát sinh thì căn bản làm cho người ta không có cơ hội giải thích. Nếu có lỗi lầm gì xảy ra, như vậy con đường làm quan sẽ cực kỳ nguy hiểm, ý nghĩa của nó chính là như vậy. Tưởng Vĩ Minh càng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trưởng phòng lô, trước đó hắn cực kỳ căng thẳng nghĩ làm sao lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, nhưng khi thấy tình hình vào lúc này thì căn bản là há hốc ngồm, vì chủ tịch thành căn bản không quan tâm đến phản ứng của hắn. Khi hai người đang cực kỳ ảo não thì nghe thấy ngoài cổng quán trà vang lên âm thanh trong trẻo, "Bố, con không thích uống trà, con thích ăn kem ly." Bố dã đồng ý rồi, không cho phép nuốt lời. Khi âm thanh này vang lên, một cậu bé mặc tây trang quẹt miệng đi vào, cặp cha mẹ trẻ tuổi đi theo sau, gương mặt treo nụ cười sủng nịnh. Thành Nhạc đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt thấy tình cảnh như vậy thì ngây cả người, hắn xác định mình căn bản không nhìn lầm, thế nên hưng phấn đi đến. Chương 1287.2, làm quan hung hiểm, một lời phạm tội. Vương tử quân căn bản luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của tiểu bảo nhi thế nhưng lúc này dù là hắn hay mặc tiểu bắc cũng quyết tâm không cho tiểu bảo nhi ăn kem ly nữa. Vì tiểu bảo nhi kia ăn bản quá tham ăn, trước kia chưa hết bao lâu thì đã nhét ba cây kem ly vào bụng, sau đó không ngừng chỉ huy cho vương tử quân, không nên mua kem ly cho mẹ, nếu không mẹ sẽ mê món này mất. Hai người vương tử quân và mặc tiểu bắc không biết nên khóc hay cười, tất nhiên bọn họ khám phá ra được quỷ kế của tiểu bảo nhi. Bây giờ khi nó xoa xoa bụng bảo đang rất đói, năn nỉ hai người mua kem ly ăn cho đỡ đói thì bị vương tử quân kéo đến quán trà tất nhiên vương tử quân là người uống trà còn tiểu bảo nhi chỉ được uống nước nóng mà thôi khi vương tử quân đi vào quán trà cũng không ngờ gặp được thành nhạc hắn và thành nhạc căn bản không có chút quan hệ nào cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt hai lần tất nhiên vị trí của đối phương căn bản còn chưa đến mức kết giao được với vương tử quân chào trưởng phòng vương Tôi là phó chủ tịch thành nhạc của thành phố Đông Hồng. Khi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì thành nhạc khẽ giới thiệu chính mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cung kính của thành nhạc mà không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng hắn vẫn cười nói, "Chào chủ tịch thành, lúc này là thời điểm nghỉ ngơi mà anh còn phải công tác, xem như vất vả cho anh rồi." Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng lại được nói ra từ trong miệng trưởng phòng tổ chức, điều này làm cho thành nhạc cảm thấy thỏa mãn. Hắn nhanh chóng duỗi hai tay bắt tay Vương Tử Quân, sau đó lại nói, "Trưởng phòng Vương quá khen, hôm nay tôi trực ban, biết rõ nhiều người đến đây vui chơi, thế nên đến xem xét, vì phương diện an toàn cũng không thể xem thường." Vương Tử Quân căn bản tràn đầy đồng cảm với lời nói của Thành Nhạc, phương diện an toàn là cực kỳ quan trọng, nếu như không cẩn thận thì sẽ liên quan đến nhân mạng. "Trưởng phòng Vương, mời ngài đi bên này, cửa ra vào cũng không phải chỗ nói chuyện." Thành Nhạc nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó mời Vương Tử Quân đi vào trong. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn đưa con đi chơi là vì muốn tìm niềm vui, cũng không hy vọng thời gian an nhàn của mình bị khuấy động vì những việc liên quan đến công tác. "Chủ tịch Thành, anh có công tác quan trọng, cũng đừng quan tâm đến một người rảnh rỗi như tôi, tôi còn phải đưa con đi dạo chơi vài vòng." Viên giám đốc khu vui chơi luôn đi theo Thành Nhạc, bây giờ thấy chủ tịch thành gặp được người quen thì vội vàng để cho nhân viên phục vụ đến dâng trà. Trưởng phòng lô và tưởng vị minh đứng cách đó không xa căn bản càng thêm choáng váng. Trưởng phòng là người công tác lâu năm ở cơ quan chính quyền, hắn căn bản thấy rõ nhiều chuyện. Lúc này hắn nhìn vào thái độ cung kính khiêm nhượng của Chủ tịch Thành, hắn có thể đoán được thân phận của người kia không phải là hạng đầu đường xó chợ. Người trẻ tuổi trước đó có phát sinh xung đột với mình kia là ai? Vì sao chủ tịch thành lại chú ý đến đối phương như vậy? Tuy thành Nhạc là phó chủ tịch thành phố, thế nhưng cấp bậc của thành phố Đông Hồng là rất cao, thế cho nên dù thành Nhạc đối mặt với các vị chủ tịch thành phố khác đôi khi cũng không quá rơi xuống vị trí thấp. Lúc này thành Nhạc căn bản không phải là hạ mình, còn là cực kỳ xu nịnh. So với bộ dạng kinh ngạc của trưởng phòng Lô thì tưởng vị minh căn bản là có vẻ mặt không quá tốt. Tuy hắn không có nhiều kinh nghiệm bằng trưởng phòng Lô, thế nhưng cũng biết người trẻ tuổi kia có thân phận phi phàm. Hắn nghĩ đến tình huống mình phát sinh xung đột với một người mà chủ tịch thành còn phải nịnh nọt cung kính, thế là căn bản cực kỳ hối hận. Nếu như người kia nói một lời không hay về hắn cho chủ tịch thành, trên cơ bản hắn nhất định sẽ phải chết. Chưa nói đến những phương diện khác, ít nhất cũng đừng hồng tiếp tục công tác ở thành phố Đông Hồng. Vương tử quân căn bản không quan tâm đến cảm nhân của hai người kia, hắn uống một ly trà rồi đưa tiểu bảo nhi đang không tình nguyện uống nước lọc bỏ di tuy hắn đã thấy hai người trưởng phòng lô thế nhưng hắn căn bản không có tâm tư dạy bảo bọn họ cũng không phải vương tử quân ghét hai người kia mà hai người kia căn bản không cần hắn phải ra tay hắn muốn làm chính là chỉnh đốn tác phong của cán bộ tỉnh nam giang căn bản không muốn lãng phí tâm tư với hai người kia vương tử quân thoải mái bỏ đi điều này không khỏi làm cho thành nhạc liên tục suy nghĩ vì khi uống trà thì trưởng phòng Vương vô tình nói một câu, đó là có vài đồng chí có đặc quyền căn bản có tư tưởng không tốt, không thể vì hành vi một con sâu làm giàu nồi canh mà ảnh hưởng đến hình tượng của chính quyền thành phố. Những lời nói này của Vương Tử Quân tuy bay bổng nhưng căn bản vẫn được thành nhạc nắm bắt rất tốt, xem ra lần này trưởng phòng Vương đến đây vui chơi và gặp phải nhiều điều bất mãn. Có một số việc điều tra căn bản là khó so với người thường, thế nhưng đối với thành nhạc thì căn bản là rất đơn giản chỉ nửa giờ sau hắn đã biết rõ những gì đã xảy ra ở khu vui chơi ba ngày nghỉ làm cho vương tử quân xem như xóa tan tất cả mệt mỏi hắn lại ngồi vào bàn làm việc của mình thì du giang vĩ nhanh chóng đi đến sau khi đặt một phần văn kiện lên bàn thì khẽ mở miệng xin chỉ thị trưởng phòng vương vừa rồi giám đốc lưu của công ty xe hơi đông hồng gọi điện thoại đến nói là muốn báo cáo công tác với ngài hỏi xem ngài có thời gian không vương tử quân căn bản đến bây giờ chưa từng buông lỏng công tác với công ty xe hơi đông hồng tuy bây giờ nhìn qua giống như là gió êm sóng lặng nhưng vương tử quân biết có vô số ánh mắt đang nhìn mình một khi lưu thành lâm làm người chủ trì công ty xe hơi đông hồng có xảy ra vấn đề như vậy tất cả mâu thuẫn sẽ nhanh chóng tập trung về phía mình anh ấy có chuyện gì cần nói sao vương tử quân mở văn kiện trên bàn ra rồi mở miệng hỏi anh ấy muốn nói về việc sản xuất loại xe gia đình mới. Su Giang Vĩ căn bản biết rõ tầm quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì vậy chỉ cần có chuyện liên quan đến xí nghiệp này, hắn căn bản đều cố gắng đưa thông tin đến cho Vương Tử Quân. Xe gia đình kiểu mới sao? Vương Tử Quân khẽ động, hắn cười nói, cậu xem chiều nay sắp xếp cho anh ấy đến gặp tôi. Su Giang Vĩ đồng ý một tiếng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên hắn là thư ký cho vương tử quân hắn biết rõ đây là tình huống một người mạo muội đi đến mà căn bản chính mình không biết điều này làm cho hắn có chút thất trách đây chỉ là việc nhỏ thế nhưng dù sao nó cũng có nghĩa là du giang vĩ công tác không cẩn thận hắn nhìn qua vương tử quân theo bản năng thấy trưởng phòng vương cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì khó chịu thế là nhanh chóng đi ra mở cửa bên ngoài chính là phó phòng thường vụ phòng tổ chức trần viễn lũng khi nhìn thấy Du Giang Vĩ thì Trần Viễn Lũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đi vào. Sau lần giao chiến trước đó, Trần Viễn Lũng căn bản tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, nếu không có lời nói của Vương Tử Quân, căn bản ít khi tự tiện đến báo cáo với Vương Tử Quân. Lúc này đối phương tỏ thái độ khác thường, rốt cuộc là vì chuyện gì? chương 1288, ngựa tốt xứng yên đẹp, tướng xứng thánh hiền. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trần Viễn Lũng, Hắn cười nói, trưởng phòng Viễn Lũng mời anh ngồi. Trần Viễn Lũng ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói, trưởng phòng Vương, có chuyện cần báo cáo với ngài. Trần Viễn Lũng nói rồi nhanh chóng đưa văn kiện trong tay đến cho Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, phó cục trưởng lý của cục công an tỉnh đã công tác lâu năm đến tuổi về hưu, vì muốn tiếp nối công tác, cục công an tỉnh hy vọng có thể tìm ra nhân tuyển từ trong đơn vị của mình. Đây là danh sách nhân tuyển mà cục công an tỉnh đệ trình lên tỉnh ủy. Nhân tuyển cho vị trí phó cục trưởng cục công an tỉnh. Vương Tử Quân mở văn kiện ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt trầm xuống, vì trên danh sách này chính là cái tên Đoạn Văn Đống. Để cho Đoạn Văn Đống làm phó cục trưởng cục công an tỉnh, đây xem ra là một hành vi rút củi đáy nồi. Xem ra có rất nhiều người chướng mắt vì Đoạn Văn Đống là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng căn bản muốn dùng phương pháp này để điều đoạn văn đống rời khỏi cục công an thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân không nói lời nào, Trần Viễn lũng lẳng lặng ngồi đối diện với Vương Tử Quân, cũng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn đã chứng minh mình nhanh chóng khôi phục lại sau vụ đả kích vừa qua. Để cho đoạn văn đống tiếp nhận vị trí phó cục trưởng cục công an tỉnh sao. Vương Tử Quân khép văn kiện lại, sau đó dùng giọng lầm bầm nói. Đúng vậy, từ khi đồng chí Cục trưởng Đoạn Văn Đống đảm nhận trách nhiệm ở Cục Công an thành phố Đông Hồng thì căn bản có thành tích rõ ràng. Cục trưởng chân Cục Công an tỉnh đã nói rõ, dựa theo chỉ thị của trưởng Phòng Vương thì trên cơ chế tuyển người phải là ngựa tốt có yên tốt, phải đề cử những người thích hợp đến vị trí thích hợp, để bọn họ phát huy tác dụng ngày càng lớn hơn. Tuy đồng chí Cục trưởng Đoạn Văn Đống đảm nhận nhiệm vụ ở Cục Công an thành phố Đông Hồng thời gian không quá dài, thế nhưng năng lực của đồng chí này căn bản là quá rõ ràng. Trần Viễn Lũng nói đến đây thì giống như vô tình nói thêm một câu, Bí Thư Diêu cũng căn bản cho ra lời khẳng định với công tác của Cục trưởng Đoạn Văn Đống. Diêu Trung Tắc là Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức, nói ra cũng chính là lãnh đạo của Vương Tử Quân, Trần Viễn Lũng nói ra như vậy rõ ràng có ý mượn lời của Diêu Trung Tắc để dọa Vương Tử Quân. Một câu nói kia cũng đủ cho thấy có vài người muốn lợi dụng sự kiện phong ba ở công ty xe hơi đông hồng để yên lặng đứng lên hoặc có thể nói đám người kia mãi chờ cơ hội bây giờ thấy thời cơ rất tốt thế cho nên khó dằn lòng được phải xuất hiện vương tử quân nhìn vẻ mặt của trần viễn lũng nụ cười trên mặt càng tươi tắn thêm hắn cũng không nhìn trần viễn lũng mà thản nhiên nói nếu cục công an tỉnh đã coi trọng đồng chí đoạn văn đống như vậy thế thì nên gia tăng trọng trách cho anh ấy trần viễn lũng nhìn gương mặt bình tĩnh của vương tử quân hắn chợt run cả người theo bản năng Lần này hắn sở dĩ nhảy ra khiêu chiến quyền uy của Vương Tử Quân, căn bản là vì có chỗ dựa và sự khuyến khích của Diêu Trung Tác ở sau lưng. Trần Viễn lúng càng thêm tin tưởng vào sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn thấy Lưu Thành Lâm dù có bản lĩnh lớn thế nào cũng không thể nhanh chóng làm cho công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh trong thời gian ngắn. Nếu công ty xe hơi Đông Hồng chậm phát triển một ngày sẽ tăng mạnh đả kích cho Vương Tử Quân thậm chí có thể vì chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng mà Vương Tử Quân sẽ phải thua chạy ra khỏi Nam Giang. Nếu như muốn dựng lên uy danh của mình như trước, thậm chí tiến lên một bước như kỳ vọng của Bí thư Diêu, Trần Viễn Lũng căn bản không nên co có cóng tay chân, hắn cần phải đứng lên, đứng lên mạnh mẽ. Khi Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh. Hắn cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó đặt tài liệu lên bàn hắn căn bản không thèm quan tâm đến một trần viễn lũng vừa mới nhảy sổ ra. Vương tử quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn cầm lấy điện thoại bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh của đoạn văn đống, chào trưởng phòng vương, tôi là đoạn văn đống. Vương tử quân cũng không quá khách khí với đoạn văn đống, hắn cười nói, cục trưởng văn đống, gần đây cục công an thành phố các anh có hành động gì lớn hay không? Đoạn văn đống chợt xứng sốt rồi ngay lập tức nói, trưởng phòng vương, cũng không có hành động gì lớn, chỉ là anh niên tiến hành đả kích đám tội phạm buôn lậu, lại tăng thêm lực lượng. Hai ngày trước đã bắt được một đội thuyền buôn lậu. Vương tử quân cười cười nói, thành tích căn bản là không tệ. Đúng rồi, anh có biết hay không lúc này đã có người thỉnh công cho anh rồi, muốn cho anh tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh. Đoạn văn đống căn bản là lần đầu tiên nghe được tin tức này, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu vì sao đối phương lại muốn mình tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh. Hắn công tác ở cục công an thành phố Đông Hồng, chỉ cần hắn ngồi ngay thẳng, công chính, dù là chân hồng lỗi bên kia có ý kiến thì làm gì được hắn. Dù sao thì đoạn văn đống cũng là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, hắn có thể tự quyết định được nhiều chuyện. Nhưng nếu hắn tiến lên cục công an tỉnh, có một số việc cần phải nghe lời chân hồng lỗi thậm chí chân hồng lỗi căn bản cũng không cần phải đối phó với mình trực tiếp phân công quản lý văn phòng như vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng đoạn văn đống cũng không dám nói toạc ra trước mặt vương tử quân hắn hiểu thì trưởng phòng cũng hiểu trưởng phòng vương cũng thấy rõ ràng vì vậy hắn chỉ cười cười nói trưởng phòng vương cho tôi đi đâu thì tôi sẽ đi đến đó chỗ nào cần thì anh đến vương tử quân nói đến đây thì khẽ nói có lẽ là anh niên ra tay làm cho một số người cảm thấy khó chịu vì vậy anh nói với anh niên tuyệt đối không nên buông lỏng công tác đả kích buôn lậu trưởng phòng yên tâm tôi nhất định biết rõ nên làm thế nào đoạn văn đống nói bằng giọng chém đinh chặt sắt tràn đầy quyết tâm vương tử quân hàn huyên hai câu với đoạn văn đống về công tác hiện tại sau gió mới buông điện thoại xuống hắn ngồi sau bàn làm việc của mình Chậm rãi suy xét về những lời nói của Trần Viễn Lũng, trong lòng hắn biết rõ ràng vì sao Trần Viễn Lũng lại làm như vậy. Sở dĩ trước đó Trần Viễn Lũng bị đánh cho tan nát nhưng Vương Tử Quân không ra tay tiếp theo, cũng không phải là hắn nhân từ nương tay, chủ yếu là hắn cũng không muốn làm cho mình có thêm thanh danh không dung nạp người khác. Lúc này Trần Viễn Lũng đã bật ra khỏi quỹ đạo, cũng đừng trách mình ra tay ác độc. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm hắn để Du Giang Vĩ bấm số điện thoại của Long Điền Hỷ, để cho Long Điền Hỷ đến phòng làm việc của mình một chuyến. Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân và cảm thấy rất vui, hắn cảm thấy địa vị nam xưa ở phòng tổ chức sẽ dần khôi phục lại, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng càng như vậy thì bước chân của hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân càng thêm bình ổn, nụ cười trên mặt có vẻ rất lạnh nhạt. Chào trưởng phòng Trần, khi Trần Viễn Lũng đi về phía phòng làm việc của mình, phó trưởng ban cán bộ số 3 Khổng Dụng Hoài đứng nơi hành lang cung kính chào hỏi. Khổng Dụng Hoài nay gần đây như gần như xa với hắn, sau khi thấy hắn thất thế thì căn bản là đổi mặt, bây giờ lại cười tươi như vậy. Tuy trong lòng Trần Viễn Lũng căn bản rất có ý kiến với Khổng Dụng Hoài, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn cười nói với đối phương, "Dụng Hoài, gần đây công tác thế nào?" "Cảm ơn trưởng phòng Trần quan tâm." tôi công tác khá thuận lợi, nhưng vẫn có vài vấn đề căn bản chưa thể quyết định ngay được. Ngài là cán bộ lão thành của phòng tổ chức, tôi trước tiên đi báo cáo với ngài, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Khổng dụng hoài nói, lời nói cực kỳ khéo léo, trong lúc nói thì nở nụ cười vui vẻ nhìn Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng sao không biết ý nghĩa của hành vi nhờ mình chỉ giáo của khổng dụng hoài. Đó tuyệt đối không phải là chỉ giá xuông nhưng hắn căn bản không có hảo cảm gì với khổng dụng hoài. lúc này nhìn đối phương càng thêm khinh thường, thế cho nên khô tay nói, dụng hoài, có chuyện gì cậu cứ báo cáo với các vị lãnh đạo khác. chỗ tôi đang có chuyện, bí thư diêu bên kia có một số việc cần tôi nắm chắc quan tâm xử lý. trần viễn lũng nói rồi cũng không quan tâm đến gương mặt thất vọng của khổng dụng hoài. hắn nhanh chóng xài bước về phía trước. lúc này trần viễn lũng căn bản là cực kỳ vui vẻ. Sau khi giao thủ thất bại trong tay của Vương Tử Quân, hắn căn bản chỉ có thể nén giận trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi vị trí của Vương Tử Quân liên tục lên cao, hắn cảm thấy mình càng khó triển khai mở rộng công tác trong phòng tổ chức. Trò chuyện cùng chủ nhiệm cổ rõ ràng làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, lúc này công ty xe hơi Đông Hồng căn bản không phải phát triển quá tốt, nếu như cuối năm không phát được tiền lương, không phải sẽ là quá hay sao? Trần Viễn Lũng xuất hiện ý nghĩ này thì căn bản cảm thấy không hay, vì dù sao thì cũng có hơn chục ngàn công nhân của công ty xe hơi đông hồng, mình sao lại có ý nghĩ xấu xa như vậy. chương 1289, một quan chức như bãi đậu xe. Trần Viễn Lũng là nhân vật số 2 của phòng tổ chức, hắn cảm thấy những người trước kia cung kính căn bản chuyển sang trốn tránh, giống như sợ đi với hắn sẽ làm hủy hoại tương lai của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó khăn, đồng thời trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này Trần Viễn Lũng căn cứ vào biểu hiện của khổng dụng hoài mà cảm thấy đám người mũi còn thính hơn cả chó kia căn bản đã ý thức được sự việc sắp biến hóa, bây giờ mới biết bám đít mình sao. Hừ, với phẩm tính thấy lợi quên nghĩ thuận gió bẻ mang này thì đừng hòng, Trần Viễn Lũng tôi cũng căn bản khinh thường liên hệ với những người như các anh. Trần Viễn Lũng thầm nghĩ như vậy, hắn đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Trước khi vương tử quân đến nhận chức ở phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn thỉnh thoảng cũng đến nơi này báo cáo công tác. Nhưng khoảng thời gian gần đây số lần đến báo cáo căn bản đếm trên đầu ngón tay. Trần Viễn Lũng cảm thấy mình nên làm mật thiết mối quan hệ với Bí Thư Diêu, hắn quyết định như vậy, thế là nhanh chóng đi vào trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Tuy hắn đã lâu chưa tới, thế nhưng đám chiến sĩ trực ban hay là nhân viên công tác đều căn bản không xa lạ gì, Mặc dù không chào hỏi nhưng những gương mặt tươi cười nịnh nọt kia cũng làm cho hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Trưởng phòng Viễn Lũng, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt, gần đây anh công tác thế nào? Khi Trần Viễn Lũng đi lên lầu, phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng mỉm cười chào hỏi. Trần Viễn Lũng và Phòng Quảng Thắng căn bản đều là người bám vào bí thư Diêu Trung Tắc, thế nhưng hai người căn bản có biểu hiện cùng nhà nhưng khác tâm, bằng mặt không bằng lòng luôn cảm thấy giống như hai ngọn núi cách xa nhau. Hai người làm quan lâu năm, vị trí và lý lịch luôn tương xứng, thế cho nên hai bên căn bản khó thể nào làm minh hữu. Điều này giống như bãi đậu xe, số vị trí là có hạn, hai chiếc xe đến song song với nhau, nếu có một chiếc xe chiếm vị trí, chiếc xe còn lại căn bản không còn vị trí nào khác, biện pháp duy nhất là phải thay thế chiếc xe kia. Hơn nữa khi Trần Viễn Lũng đang ở vào giai đoạn chán nản Phòng Quảng Thắng tuy có mở lời an ủi, thế nhưng khi đó Trần Viễn Lũng cảm thấy phòng Quảng Thắng khá ngạo mạn đắc ý, mặc dù những thứ kia được phòng Quảng Thắng cố gắng che giấu. Lúc này thấy gương mặt của phòng Quảng Thắng, Trần Viễn Lũng có chút chán ghét, nhưng ngoài miệng lại cười híp mắt nói, "Chào thư ký trưởng, trong khoảng thời gian này công tác khá tốt. Tôi nhìn vẻ mặt mà cảm thấy ngài càng thêm trẻ, xem ra tôi cần phải tranh thủ xin chỉ giáo về phương pháp dưỡng sinh của ngài." Ha ha thuật dưỡng sinh chú trọng vào điểm người già tâm không già, vĩnh viễn mãi là bảo bối. Phòng Quảng Thắng bắt chặt tay của Trần Viễn Lũng, sau đó khẽ nói, lúc này không có người nào trong phòng làm việc của bí thư Diêu, nhưng nửa giờ sau có một hội nghị ở phòng tuyên truyền tỉnh ủy mà bí thư cần phải tham gia. Trần Viễn Lũng biết phòng Quảng Thắng nói như vậy căn bản là muốn lấy lòng mình, thế nên hắn thầm cảm thấy có chút an ủi sau khi nói một câu cảm tả thì nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của diêu trung tắc gian phòng quen thuộc giống như không có gì biến đổi so với vài tháng trước nhưng từ khi cố gắng an phận công tác đến nay thì trần viễn lũng căn bản là ít khi đi đến điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác lạ lẫm người có thể đến đây báo cáo công tác không chỉ là báo cáo công tác mà thôi còn là đại biểu cho thân phận và vị trí của mình viễn lũng đến đấy à mời ngồi Siêu Trung Tắc đang lật xem văn kiện trong phòng, sau khi thấy Trần Viễn Lũng đi vào thì nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn buông văn kiện ra, sau đó đi ra khỏi bàn làm việc. Người được Siêu Trung Tác đi ra đón tiếp căn bản phải là cấp bậc thường ủy tỉnh ủy, dù là một vị bí thư thị ủy quan trọng cũng không có được thể diện này. Bây giờ Trần Viễn Lũng cảm thấy Diêu Trung Tắc giống như đang chờ đợi mình, hắn cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng, càng cảm thấy lần này mình đến đúng lúc đúng chỗ. Bí thư Diêu, nhìn tinh thần của ngài mà tôi cảm thấy cực kỳ hâm mộ, tôi cũng không cầu mong được nhiều như vậy, chỉ cần được một nửa tinh lực của ngài thì cảm thấy quá đủ rồi. Sau khi bắt tay Diêu Trung Tắc thì Trần Viễn Lũng dùng giọng hâm mộ nói. Diêu Trung Tắc lớn hơn 10 tuổi so với Trần Viễn Lũng, nhưng hắn căn bản chỉ thích nghe người ta nói mình tràn trề tinh lực. Trần Viễn Lũng lúc này đắc ý nhưng cũng chưa đến quá mức, thế cho nên vừa gặp mặt đã mở lời nịnh nọt bí thư Diêu theo đúng thói quen. Siêu Trung tắc sờ lên đầu mình rồi cười ha hả nói, viễn lũng, lời nói này của anh rõ ràng là nịnh nọt tôi rồi, nếu nói đến tinh lực thì rõ ràng là năm tháng không buông tha cho con người. Các vị lãnh đạo thường nói, thế giới này là của chúng ta, cũng là của anh, vài năm sau sẽ là Giang Sơn mà các đồng chí trẻ tuổi như anh phải quan tâm. Trần Viễn Lũng trước mặt người khác thì có tư cách nặng nề, nhưng bây giờ được Diêu Trung Tắc gọi là trẻ tuổi, căn bản có chút thoải mái. Hơn nữa khi Diêu Trung Tắc nói lời này thì căn bản là một câu hay nghĩa, đầy toan tính. Càng là như vậy thì Trần Viễn Lũng càng có biểu hiện thêm kính cẩn, sau khi buôn chuyện vài câu thì đem sự kiện chuẩn bị để bạt đoạn văn đống nói ra một lượt với Diêu Trung Tắc. Cuối cùng còn nói, bí thư Diêu, tôi cảm thấy trưởng phòng vương căn bản có ý kiến không đồng ý với sự kiện này. Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên uống một ngụm, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì mới dùng giọng trầm bổng nói, Viễn Lũng, Trưởng phòng Vương có năng lực công tác rất mạnh, thành tích quá rõ ràng, nhưng có câu nói thế này, con người không phải thánh hiền, ai mà không có lúc phạm sai lầm. Trưởng phòng Vương tuy tuổi trẻ vĩ đại, thế nhưng có một sự thật chính là vẫn tương đối chưa hiểu rõ ràng về tỉnh Nam Giang. Hơn nữa có một số việc mà anh ấy căn bản là chưa đủ trưởng thành lão luyện, vì vậy anh làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, anh nên định vị đúng vị trí của mình nên bày mưu tính kế, lo lắng giải ưu phiền cho trưởng phòng vương. Siêu trung tắc nói đến đây rồi cầm văn kiện kia lên xem, sau đó lại ném lên mặt bàn, khi đó mọi người đang bàn bạc về phương diện nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi đông hồng. Trưởng phòng tử quân đồng ý với đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi cũng tình nguyện tin tưởng ánh mắt của trưởng phòng tử quân, vì vậy mới tán thành thông qua. Nhưng anh xem, đã hai tháng trôi qua, công ty xe hơi đông hồng có tình huống thế nào? không những công trạng giảm đi khá nhiều so với tình huống triệu hòa duyệt chủ trì công tác trước kia, xí nghiệp còn không có chút khởi sắc. Điều làm cho người ta cảm thấy khó tiếp nhận chính là hôm nay đã bị loại ra khỏi hàng ngũ 10 công ty sản xuất xe hơi lớn trong nước, thật sự làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Trần Viễn Lũng không ngờ Diêu Trung Tắc lại nói như vậy, sau khi nghe lời nói của bí thư Diêu thì hắn cảm thấy tràn đầy đồng cảm. Lúc này sự việc của Vương Tử Quân có thể liên hệ với công ty xe hơi Đông Hồng, nếu như sau này công ty xe hơi Đông Hồng vẫn không thể phát triển, như vậy người bị ảnh hưởng lớn chính là Vương Tử Quân. chương 1289, hai quan chức như bãi đậu xe. Công ty xe hơi Đông Hồng đã bị loại ra khỏi 10 công ty sản xuất xe hơi hàng đầu trong nước, Lưu Thành Lâm này căn bản không phải là kẻ có thể tranh sĩ diện cho Vương Tử Quân. Nếu như phá hoại công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy vương tử quân sẽ vĩnh viễn không thể ngước đầu lên được. Trần Viễn lũng nghĩ như vậy mà cảm thấy sung sướng, hắn cố gắng che giấu tâm lý của mình, lại dùng giọng cực kỳ ai oán nói, bí thư diêu, theo bản thân tôi thì căn bản là kiên quyết chấp hành chỉ thị của ngài, nhưng tôi dù sao cũng chỉ là một cán bộ cấp phó, còn phải phục tùng nguyên tắc của tổ chức. Hơn nữa ngài cũng không phải không biết tính cách của trưởng phòng vương, anh ấy nào có thể nghe lọt tai ý kiến của tôi tôi sợ đến lúc đó chỉ cần nói ra một lời dị nghị sẽ phát ra tác dụng phản ngược chúng ta nên giúp đỡ những quan điểm đúng đắn nếu như anh không thể liên hệ với trưởng phòng tử quân như vậy để tôi đến bàn bạc với anh ấy siêu trung tác nói rồi lại cười viễn lúng ngày hôm qua tôi đã liên lạc điện thoại với đồng chí trạch lương anh ấy vẫn rất quan tâm đến anh nói anh ngoài cá tính mềm dẻo căn bản không tệ ở tất cả các phương diện khác đồng chí Trạch Lương kỳ vọng rất lớn vào anh, anh cũng nên đừng để cho lãnh đạo thất vọng. Trần Viễn lúng thầm run lên, chính mình có phong cách gì, hắn còn chưa rõ ràng sao. Rất nhiều người đồng sự với hắn đã cho ra đánh giá tuyệt đối, đó là hắn có tác phong cứng rắn, bây giờ Diêu Trung Tắc lại nói hắn là người có tác phong mềm mại, căn bản có ý nghĩa rất sâu. Trần Viễn lúng thầm nghĩ như vậy, hắn trực tiếp tỏ thái độ trưởng phòng lục là lãnh đạo của tôi, gần đây anh ấy rất quan tâm đến tôi. Tôi cũng tỏ thái độ với ngài, đó là sau này nhất định sẽ bỏ tác phong mềm dẻo của mình, sẽ có gan bênh vực lẽ phải, can đảm duy trì ý kiến, tiến thêm một bước chọn nhân tài, dùng cán bộ tốt để cung cấp cho đại cục phát triển của tỉnh Nam Giang. Ha ha ha, có quyết tâm như vậy là tốt rồi. Siêu trung tắc vỗ vỗ lên vai Trần Viễn Lũng rồi cười lớn nói, Viễn Lũng, biết sai có thể sửa thì quá tốt. Anh có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, đón ngắn tránh dài, tôi và lão lãnh đạo của anh cảm thấy rất vui. Hai bên trò chuyện hơn 20 phút, mãi đến khi thư ký gõ cửa nhắc nhở đã đến thời gian tham dự hội nghị thì mới kết thúc. Nhưng trước khi Trần Viễn Lũng rời đi, siêu trung Tắc khẩn cấp yêu cầu Trần Viễn Lũng không có việc gì thì nên thường xuyên đến phòng làm việc của mình. Trần Viễn Lũng quay lại phòng làm việc của mình, hắn cảm thấy bầu không khí không giống trước kia không khí trong phòng vốn lạnh lùng vắng vẻ đã nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Một vài người không nên đến báo cáo công tác cũng vội vàng chạy đến. Tuy những người này căn bản không dám nói nửa câu không hay với Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào động tác lơ đáng của bọn họ, Trần Viễn Lũng cảm thấy cuộc sống mới của mình đang bắt đầu. Dù sao thì Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, mình so với hắn có không ít thua kém, sau khi đám người kia đến báo cáo công tác và còn chưa thỏa mãn khi bỏ đi, Trần Viễn Lũng đóng cửa lại, hắn gọi điện thoại cho ủy ban cải cách. Trong ủy ban cải cách tỉnh ủy có một người phó chủ nhiệm có quan hệ không tệ với hắn, khi người kia được đề bạt thì hắn đến xem xét, thế nên đối phương căn bản tỏ ra rất cung kính. Sau khi tìm hiểu xem tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng có giống như những lời của Diêu Trung Tắc hay không, Trần Viễn Lũng dùng giọng đùa giỡn nói, anh cổ ý của anh là tình hình hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng không được lạc quan sao? Tất nhiên là không được lạc quan, một chuyên gia kinh tế của đơn vị chúng tôi còn tiên đoán, nếu như công ty xe hơi Đông Hồng không tìm được điểm đột phá, như vậy chỉ sau nửa năm sẽ tuột dốc không phanh, không còn cơ hội xoay người. Phó chủ nhiệm cổ căn bản dùng giọng khẳng định nói. Trần Viễn lúng lén thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình căng cứng đã giống như được uống viên thuốc an thần, thoải mái hơn rất nhiều khi hắn đang tự diếu cờ tư tưởng hẹp hòi của mình, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Với cấp bậc của Trần Viễn Lũng, còn chưa có tư cách được điều phối thư ký riêng, vì vậy người đến phòng làm việc của hắn không cần phải thông qua cửa ải thư ký riêng. Trần Viễn Lũng cố gắng bình ổn tâm tình của mình, hắn trầm giọng nói, vào đi. Khi Trần Viễn Lũng nói những lời này thì cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào chính là phó chủ nhiệm văn phòng phòng tổ chức Lý Cường Quốc. Trần Viễn Lũng gần đây căn bản không thích người này, cũng không phải đối phương không tốt với hắn, chủ yếu hắn cảm thấy tư tưởng của người này quá linh hoạt. Người có tư tưởng linh hoạt căn bản là không tốt, đây là một kết luận mà Trần Viễn Lũng tìm được khi nghiên cứu nhiều sách vở. Dù quan điểm lý luận trên sách căn bản không đủ tin phục, thế nhưng cẩn thận suy xét vẫn có cái lý của nó. Có một điều Trần Viễn Lũng khắc ghi trong lòng, chính là những người linh hoạt căn bản đều không dễ khống chế vì những người này căn bản không bao giờ có tâm tư ở trên người một ai đó mãi mãi. Đối phương mỗi lúc đều nhìn động tĩnh của mình, điều chỉnh mục tiêu liên tục, cố gắng lấy lợi tránh hại. Trần Viễn Lũng cảm thấy loại người này căn bản không thể dễ tin, tất nhiên càng không thích hợp trọng dụng và đề bạt. Quy tắc này căn bản được Trần Viễn Lũng giữ kín trong lòng. Năm xưa khi hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, căn bản cực kỳ tuân thủ quy tắc này của mình. Chỉ cần hắn có nhận định người nào là kẻ tâm tư linh hoạt, như vậy con đường làm quan của đối phương sẽ bị hắn chặt đứt, không khác nào đi đến đường cùng. Tất nhiên tâm lý này Trần Viễn Lũng căn bản không bao giờ nói ra với ai, vì vậy khi Lý Cường Quốc cẩn thận đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn nở nụ cười bình dị gần gũi và dùng giọng ôn hòa hỏi, "Chủ nhiệm Cường Quốc, có chuyện gì vậy?" Lý Cường Quốc thấy Trần Viễn Lũng không cho mình ngồi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, biểu hiện càng thêm cung kính. Tư thái càng đứng thẳng hơn, Trưởng phòng Trần vừa nhận được thông báo của Trưởng phòng Vương, 4 giờ chiều nay tổ chức hội nghị xử lý thường vụ phòng tổ chức. Vương Tử Quân tổ chức hội nghị xử lý thường vụ, muốn nghiên cứu chuyện gì? Trần Viễn Lũng cảm thấy nghi hoặc, hắn nhanh chóng hỏi một câu, có nói nghiên cứu chuyện gì không? Trưởng phòng Trần nghe nói là sắp xếp lại công tác. Lý Quốc Cường nhìn thoáng qua ly nước trên bàn làm việc của Trần Viễn Lũng, Hắn nhanh chóng cầm lấy ấm trà châm đầy ly. Trần Viễn Lũng nhìn rõ ràng hành vi chịu khó của Lý Cường Quốc, thế nhưng hắn căn bản không lĩnh tình, vì hành động nhỏ nhặt đó chủ yếu là vì nịnh nọt hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười nói, "Cường Quốc, đến chỗ này của tôi thì cậu đừng nên khách khí, cậu sao còn chưa ngồi xuống cùng trò chuyện với tôi?" Gương mặt cứng nhắc của Lý Cường Quốc đã hòa hoãn lại vài phần, hắn giống như một người được đại xá dùng giọng giống như được sủng ái mà kinh hoàng nói trưởng phòng trần tôi tất nhiên tình nguyện đến xin chỉ thị của ngài nhiều hơn nhưng chỉ sợ làm trễ nãi thời gian của ngài vì vậy mà mãi không dám cũng không dám ngồi trần viễn lũng căn bản có chút phản cảm với bộ dạng múa mép khua môi của lý cường quốc nhưng hắn vẫn gật đầu nở nụ cười nói cường quốc ơi là cường quốc tôi thật sự làm cho người ta sợ hãi vậy sao công tác bận rộn là sự thật khó chối cái nhưng chúng ta cũng nên thường xuyên trao đổi với nhau, nên cùng nhau tham khảo vài vấn đề. chương 1290, một không nói khách quan nói chủ quan, không nói khó khăn giải yêu sầu. Lý Cường Quốc là một người rất thức thời, chưa đến nửa giờ thì đã dùng giọng điệu quanh co lòng vòng để nói về xu hướng của lòng người trong đơn vị. Mặc dù lời nói rất hàm súc nhưng ý nghĩ là tích cực dựa vào Trần Viễn Lũng, thế nhưng biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Trường Phong, Em họ của tôi công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng, tôi nghe cậu ấy nói lúc này xí nghiệp căn bản đã dừng trợ cấp tăng ca, căn bản làm cho lòng người bàng hoàng, tiếng oán than vang rền. Lý Cường Quốc thấy Trần Viễn Lũng căn bản không có hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt, thế là nói sang chuyện khác. Trần Viễn Lũng nghe Lý Cường Quốc nói như vậy thì chợt khơi gợi hứng thú, dù sao thì cũng phải nắm bắt tốt các thông tin về công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này hắn cười cười nói với Lý Cường Quốc, chủ nhiệm Cường Quốc, cậu nên khuyên bảo em họ của mình, lúc này là thời điểm quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng, khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần đội ngũ không tiêu tan, nhân tâm không loạn, nắm giữ phương hướng tốt, thông qua sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, như vậy mới khá hơn. Tôi cũng tin tưởng Lưu Thành Lâm nhất định sẽ có thể thúc đẩy công ty xe hơi Đông Hồng tiến lên. Trưởng phòng Trần, không phải tôi nói lời không hay. Thế nhưng em họ tôi nói Lưu Thành Lâm này ngoài mở miệng nói cải cách thì căn bản không hiểu gì cả, cải cách cái gì mà cải cách, căn bản là càng cải cách càng lộn xộn. Lúc này có hơn phân nửa công nhân viên chức trong xưởng cảm thấy tình thế không được tốt, nếu không phải hắn ta ngồi trên vị trí lãnh đạo đứng đầu đơn vị, sẽ có ai nghe lời hắn. Lý Cường Quốc nói đến đây thì lại hạ giọng nói, em họ của tôi còn nói, bây giờ bị hành hạ như vậy, công ty xe hơi Đông Hồng cũng không phải chỉ là rơi vào trạng thái nguy kịch rõ ràng là triệt để phá sản. Đẩy Lưu Thành Lâm tiến lên cũng chỉ là tăng nhanh quá trình này mà thôi. Trần Viễn lũng hừ một tiếng, căn bản từ chối cho ý kiến với lời nói của Lý Cường Quốc. Hắn đã tìm được tin tức của mình, tất nhiên căn bản không có hứng thú nói nhiều với người này, thế nên hắn chỉ nâng ly trà lên, không nói lời nào nhìn Lý Cường Quốc. Lý Cường Quốc vốn còn muốn nói thêm vài lời, cố gắng biểu hiện lòng trung thành của mình, thế nhưng nhìn Trần Viễn Lũng nâng ly trà lên không nói một lời, hắn biết lãnh đạo đang ra lệnh tiến khách. Lúc này hắn đứng lên, cảm thấy mình nên đi. Hắn là một người thông minh, chỉ cần nói đến đúng điểm thì dừng, dù có nói nhiều thì cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn sinh ra tác dụng phản ngược. Đợi đến khi Lý Cường Quốc rời khỏi phòng, Trần Viễn Lũng lúc này mới thở ra một hơi, thầm nghĩ đến một vở kinh kịch có một câu hát rất hay. Là câu gì nhỉ? À, hình như là... Nước biếc non xanh gương mặt tươi cười, sau này nếu không chịu cảnh nô dịch thì sẽ là thần tiên sung sướng. Trần Viễn lúng hát lên vài câu, sau đó nở nụ cười thoải mái, sau đó chợt ý thức được lời bài hát đã bị mình bóp méo. Hắn thầm cảm thấy vui sướng, lời bài hát bị thay đổi thì thế nào. Hắn từ trong miệng bí thư Diêu Trung Tắc, chủ nhiệm cổ và Lý Cường Quốc mà cảm thấy tin tức được chứng minh, hắn vốn có chút hoài nghi, thế nhưng tất cả đã được khẳng định lúc này tình hình của công ty xe hơi đông hồng ngày càng xấu không được như trước người tổ chức hội nghị xử lý thường vụ kia có lẽ đang khó tập trung tâm thần căn bản ngồi không yên rồi đến chiều trần viễn lũng đi vào phòng họp rất đúng giờ khi hắn đi vào thì bên trong đã có vài người ngoài phó phòng long điền Hỷ thì tất cả đều ngồi trên vị trí của mình trưởng phòng trần có nhiều ngày chúng ta không đi uống trà với nhau thế nào hôm nay có thời gian không ra ngoài vui vẻ thoải mái một chút nhé Vân Thượng Trí chờ Trần Viễn Lũng ngồi xuống, hắn nhanh chóng là người đầu tiên mở lời với Trần Viễn Lũng. Tuy quan hệ của hai người đã là ván đóng thuyền, thế nhưng sau khi Trần Viễn Lũng thất thế, hắn cảm thấy Vân Thượng Trí liên tục trốn tránh mình, giống như có ý muốn thoát ly quan hệ. Hắn tuy cảm nhận được trò này của Vân Thượng Trí, thế nhưng lúc này cũng không phải thời điểm đấu đá với đối phương. Trần Viễn Lũng cười cười nói, "Trưởng phòng Vân, ngài tự mình cho ra lời mời." cho dù tôi có chuyện lớn bằng trời thì cũng phải đồng ý mà thôi trần viễn lũng còn chưa nói hết lời thì thịnh tranh khôi nãy giờ không mở miệng đã cười nói hai vị các anh không nên khách khí nếu muốn mời tôi làm người tiếp khách thì cũng nói một tiếng không cần đi đường vòng như vậy đợi đến khi nào quyết định thời gian thì nói với tôi một tiếng là được khi ba người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bị đẩy ra du giang vĩ đứng bên cửa Vương Tử Quân và Long Điển Hỷ sóng vai nhau đi vào. Khi nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, Trần Viễn Lũng không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên. Tuy Trần Viễn Lũng cảm thấy Vương Tử Quân đang đi xuống dốc, thế nhưng lúc này đối mặt với đối phương thì hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nhưng vẫn phải cung kính gật đầu chào hỏi với Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, tôi không phải tôn trọng anh, chỉ là tôn trọng vị trí của anh mà thôi." Vương Tử Quân tùy ý nói vài câu với đám người Trần Viễn Lũng, sau đó đưa mắt nhìn Vân Thượng Trí, trưởng phòng Vân, "Gần đây anh có xem qua văn kiện về tình hình xây dựng tổ chức ở cơ sở của tuyến trên không?" Vân Thượng Trí là người được phân công công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, thế nhưng hắn cũng không ném quá nhiều tinh lực vào hạng mục công tác này. Vì hạng mục này căn bản khó tạo ra thành tích hơn nữa cũng chỉ là làm những công tác vụn vặt mà thôi lúc này nghe vương tử quân hỏi thì hắn có chút ngây người nhưng sau đó lại nhanh chóng nói trưởng phòng vương tôi còn chưa nghe qua à vậy thì bây giờ anh sẽ được nghe vương tử quân nói rồi cầm trong tay một phần tài liệu đưa cho du giang vĩ đang làm công tác ghi chép ở bên cạnh giang vĩ cậu đọc văn kiện này cho mọi người du giang vĩ nhanh chóng dùng giọng du dương trầm bổng để đọc văn kiện Trần Viễn Lũng nghe thấy vương tử quân không khách khí gõ lên đầu vân thượng trí, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải trưởng phòng vương này muốn chơi giết gà dọa khỉ sao. Vân thượng trí là kẻ không may chỉ có thể là gà bị giết, còn Trần Viễn Lũng hắn là con khỉ. Hắn tuy cảm thấy khó chịu với vương tử quân, thế nhưng lỗ tai lại nghe nội dung văn kiện của Du Giang Vĩ. chương 1292, không nói khách quan nói chủ quan, không nói khó khăn giải yêu sầu nội dung chủ yếu của văn kiện này chính là phê bình về phương diện xây dựng tổ chức ở cơ sở cũng yêu cầu tăng cường vài phương diện xây dựng tổ chức ở cơ sở đây vốn chỉ là một văn kiện bình thường căn bản không có liên quan quá lớn đến vân thượng trí sở dĩ vân thượng trí bị công kích chỉ là vì bên trong có vài câu nói về tình huống của tỉnh nam giang vương tử quân căn bản là đủ âm độc lúc này dùng nó đê gõ đầu vân thượng trí Trần Viễn Lũng đã biết được những gì Vương Tử Quân sắp làm tiếp theo, thế nhưng càng suy đoán lại càng khinh thường. Dùng thủ đoạn thế này căn bản là rất xấu hổ, còn không bằng mở miệng phê bình Vân Thượng Chí một trận cho thoải mái. Trưởng Phòng Vân, hai tháng trước tôi đã yêu cầu anh ra tay nắm bắt công tác xây dựng cơ sở, coi đó là trọng điểm. Nhưng bây giờ chúng ta lại bị điểm danh phê bình, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì vương tử quân chờ du giang vĩ đọc xong thì trầm giọng hỏi vân thượng trí vân thượng trí thầm kêu khổ nhưng ngoài miệng lại không thể không nói lời kiểm điểm trưởng phòng vương gần đây tôi nhận thức không đủ nắm không chặt thế nên mới xuất hiện tình huống này tôi sẽ kiên quyết khắc ghi bài học sau này sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ sửa chữa sai lầm trưởng phòng vân đây là ý nghĩ của anh trong công tác kế tiếp sao vương tử quân nói rồi vỗ tay lên bàn ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vân Thượng Trí rồi nói, xây dựng cơ sở chính là hạng mục công tác trọng điểm của tỉnh Nam Giang chúng ta, nó xấu hay tốt sẽ liên quan trực tiếp đến được và mất của công tác tổ chức tỉnh Nam Giang, nhận thức như anh thật sự làm cho người ta cảm thấy rất thất vọng. Phương Tử Quân căn bản mở lời phê bình thẳng tay làm cho Vân Thượng Trí không khỏi cúi đầu. Nhưng Trần Viễn lúng lại thầm vui vẻ, dù sao thì như vậy cũng làm Vân Thượng Trí mất mặt, đối phương sẽ càng dựa vào mình. Tuy Vân Thượng Chí không có tác dụng lớn, thế nhưng đối phương dù sao cũng là phó phòng, có thêm một người thì có thêm lực lượng chống lại Vương Tử Quân. Khi Trần Viễn Lũng đang mừng thầm thì chợt nghe Vương Tử Quân trầm giọng nói: “Trưởng phòng Vân, anh nắm công tác này không tốt, như vậy thì đổi người. Tôi cũng không tin công tác xây dựng tổ chức ở cơ sở không cho ra thành tích tốt.” Vân Thượng Chí tuy không thoải mái với lời phê bình của Vương Tử Quân, vẻ mặt cũng rất khó coi thế nhưng lại không nói lời phản bác. Dù sao hạng mục công tác của hắn có vấn đề và bị vương tử quân nắm vào trong tay, hắn còn nói được gì nữa. Thịnh tranh khôi cũng không nói lời nào, hắn chỉ nhìn sang mặt Trần Viễn Lũng. Nhưng Trần Viễn Lũng không chú ý đến ánh mắt của đối phương, hắn trần chờ một chút rồi khẽ nói, trưởng phòng vương, tôi cảm thấy thượng trí dù có trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng tôi vẫn thấy nó có nhiều nguyên nhân khách quan không chờ trần viễn lũng nói hết lời thì vương tử quân đã vung tay lên nói trưởng phòng trần tôi biết những nguyên nhân khách quan mà anh định nói nhưng vì sao các tỉnh có thể làm tốt công tác mà chỉ riêng nam giang chúng ta rơi lại phía sau chẳng lẽ người ta không có khó khăn khách quan sao tuy nhân tố khách quan là chắc chắn có nhưng chúng ta công tác thì cần chú trọng ba nguyên tắc không nói chuyện khách quan chủ quan không nói điều kiện và trách nhiệm không nói khó khăn tạm thời Tôi nghĩ nếu mọi người có thể làm được điều này, có khó khăn gì không vượt qua, có công tác nào không làm được tốt. Lúc này công tác xây dựng cơ sở đã tụt hậu với các tỉnh anh em khác, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm xương máu, gắng sức đuổi theo. Trưởng phòng viễn lúng, hôm nay trở đi tôi cho anh nửa năm, anh sẽ không nắm các công tác khác, tập trung tinh lực vào công tác này, tôi cũng không tin sẽ không có được thành tích. Vương Tử Quân nói rồi cũng không chờ Trần Viễn Lũng mở miệng, hắn nhìn thoáng qua những người khác rồi nói tiếp, vì để cho trưởng phòng viễn lũng có thời gian chú tâm đến công tác xây dựng cơ sở, hạng mục phân công của anh ấy sẽ tạm thời chia sẻ cho ba vị, có gì chưa hiểu thì trực tiếp nói với tôi. Đầu óc trần viễn lũng trần nổ ầm lên, hắn xem như hiểu vì sao vương tử quân lại tổ chức hội nghị vào lúc này. Đó cũng không phải là cố gắng gây phiền toái cho vân thượng trí, rõ ràng là ra tay với mình. Trần Viễn Lũng phải bỏ ra nửa năm nắm công tác xây dựng cơ sở, đây là một việc cực nhọc, hơn nữa phần công tác của mình lại phải giao cho ba người phó phòng còn lại. Nhìn từ bên ngoài thì đây là điều chỉnh phân công của phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng thực tế là làm tan giã quyền lực trong tay của Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng muốn phản đối nhưng không biết phải nói sao cho tốt, chẳng lẽ nói những công tác này khó thể nào rời khỏi tay tôi được sao? Nói như vậy chẳng hát làm cho người ta cười rụng răng à những lời nói căn bản không biết lượng sức cũng là quá đuối lý căn bản hắn sẽ không dám nói ra vì vậy hắn cực kỳ bất đắc dĩ phải đưa ánh mắt nhìn về phía thịnh tranh khôi và vân thượng trí thịnh tranh khôi ngửa mặt nhìn tường đối diện giống như trên đó có thứ gì đó cực kỳ cuốn hút vân thượng trí ngồi đối diện với thịnh tranh khôi thì giống như bị vương tử quân phê bình mà mất hết mặt mũi hắn cúi đầu nắm cây bút trong tay căn bản giống như từ chối nghe ngóng những gì xảy ra xung quanh, giống như không thấy bất cứ thứ gì khác. Thái độ của hai người kia làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy cực kỳ bi ai, nhưng như vậy thì thế nào? Người ta bo bo giữ mình, hắn cũng không làm gì được. Trưởng phòng Viễn Lũng có năng lực công tác quá rõ ràng, tôi cũng cực kỳ tín nhiệm. Vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhưng càng là lúc này thì chúng ta càng phải đề cao ý thức trách nhiệm chính trị của mình. Thời gian không chờ đợi một ai, thế nên phải nhanh chóng làm tốt công tác nghiên cứu xây dựng cơ sở. Tôi thấy thế này, trưởng phòng Viễn Lũng, anh sớm làm ra một kế hoạch tốt, trong lúc Tết nhất cũng không ngại đưa người xâm nhập cơ sở, không ngừng nghiên cứu xem xét. Tôi tin tưởng với tác phong vững chắc của trưởng phòng Viễn Lũng, cuối cùng sẽ tìm ra được điểm mấu chốt. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trần Viễn Lũng rồi cười nói lời sắp xếp công tác. Trần Viễn Lũng trầm ngâm lúc lâu rồi mới dùng giọng không còn chút sức lực tỏ thái độ. Trưởng phòng Vương, hai ngày tới tôi sẽ đưa người xuống nghiên cứu công tác ở cơ sở, chỉ mong không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ tìm ra được vấn đề tồn động, nghiên cứu được chiến lược cụ thể. Hội nghị tổ chức được một giờ thì giải tán. Nhìn từ biểu hiện mặt ngoài thì căn bản là cực kỳ hài hòa, nhưng Trần Viễn Lũng đi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy như vừa ngồi trong hầm băng thế nên không khỏi cảm thấy cả người nóng ra khi đi ra ngoài. Một vị đường đường là phó phòng thường vụ phòng tổ chức lại phái đi nắm công tác xây dựng cơ sở, điều này căn bản không khác nào cho hắn ra rìa. Vương tử quân xem ra đã ra tay với mình. chương 1292, khi anh nén giận tôi cười rụng răng. Điều này làm cho Trần Viễn Lũng vốn đang thỏa thuê mãn nguyện nhanh chóng ý thức được dưới sự tấn công như sấm sét của Vương Tử Quân thì mình căn bản không chịu nổi một đòn, trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Trần Viễn Lũng đi ra khỏi phòng họp rồi đưa mắt nhìn Vân Thượng Trí, lúc này Vân Thượng Trí đi bên cạnh Vương Tử Quân giống như vì có nguyên nhân không làm tốt công tác nên đang tiến hành kiểm điểm. Vương Tử Quân thì bày ra bộ dạng rộng lượng tha thứ, tươi cười trò chuyện cùng Vân Thượng Trí. Tình huống bực mình này xuất hiện trong mắt Trần Viễn Lũng, điều này càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của mình. Lúc này những người mà trước đó một giờ vẫn còn đang tươi cười với hắn đã có ánh mắt hả hê diễu cợt và trào phúng. Trần Viễn Lũng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cẩn thận suy xét về tình huống trong hội nghị hôm nay, hắn viết một vài dòng lên giấy, sau đó bấm số điện thoại của Diêu Trung Tắc. Điện thoại của Diêu Trung Tắc vang lên vài tiếng chuông, cũng không có người nghe máy. Trình viên lệ trầm ngâm dây lát rồi lại gọi điện thoại cho thư ký của bí thư Diêu. Lần này điện thoại nối thông, thế nhưng thư ký tiếp điện thoại lại nói bí thư Diêu đang nghe người ta báo cáo công tác, lát nữa sẽ gọi điện thoại trả lời. Trần Viễn Lũng cho rằng Diêu Trung Tắc đang thoái thác với mình, thế nên tâm tình lại như tuyết lạnh thêm xương. Thực tế thì Trần Viễn Lũng căn bản là trách oan Diêu Trung Tắc, vì lúc này Bí Thư Diêu thật sự đang nghe người ta báo cáo công tác, không có thời gian tiếp điện thoại của hắn. Trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, Vương Tử Quân đang mỉm cười ngồi đó. Hắn uống ly trà được thư ký của Diêu Trung Tắc đưa đến, sau đó khẽ báo cáo công tác xây dựng cơ sở với Bí Thư Diêu. Bí Thư Diêu, ngày hôm qua tôi đã bị phê bình, ngài cũng biết tính tình của Bí Thư rồi đấy, anh ấy căn bản rất hỏa ái, thế nhưng cũng vì kết quả công tác không được tốt mà tôi bị bí thư mắng cho xối xả. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Diêu Trung Tắc rồi dùng giọng giống như kẻ khổ nói. Diêu Trung Tắc đã biết được nội dung hội nghị thường vụ của phòng tổ chức tỉnh ủy, đồng thời hắn cũng hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó. Vương Tử Quân đang dùng thủ đoạn sấm xét để cho người ta biết một điều, có một số việc không thể vượt qua biên giới. Siêu Trung tác cảm thấy không thoải mái về sự kiện Vương Tử Quân điều chỉnh phân công với Trần Viễn Lũng. Thế nhưng lúc này căn bản không thể mở miệng nói gì được, vì nó nằm trong phạm vi công tác của Vương Tử Quân. Dù hắn và Vương Tử Quân có vạch mặt với nhau cũng không có tác dụng gì. Sao? Phải không? Bí thư tuy nổi nóng nhưng đó cũng là muốn bảo vệ công tác của anh. Trường phòng Tử Quân, anh nên nhanh chóng sửa trị những gì còn chưa tốt là được. Siêu trung tắc tuy có hàng trăm ý nghĩ trong đầu nhưng lúc này không thể không mở miệng an ủi vương tử quân. Vương tử quân cười cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, bí thư diêu không hổ là chi kỷ của tôi, những lời này thật sự nói đến tận đáy lòng tôi. Con người của tôi có một niềm tin thế này, đó là ngã nơi nào thì phải đứng lên từ chỗ đó. Bí thư không phải không hài lòng về đội trưởng nắm bắt xây dựng cơ sở của phòng tổ chức sao. Tôi phải nhanh chóng sửa sai, quyết tâm nắm chắc khối công tác này, đồng thời phải cho ra thành tích xứng đáng. Vì vậy tôi tổ chức hội nghị thường vụ, đã sắp xếp cho trưởng phòng viễn lũng nắm hạng mục công tác này, tôi cũng không tin không có được thành tích tốt đẹp dâng lên cho lãnh đạo. Để cho Trần Viễn Lũng phụ trách công tác xây dựng cơ sở, dù có cho ra thành tích hay không thì Vương Tử Quân Anh đều thắng lợi cả. Siêu trung tác thẩm oán trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn không thể không nói lời khẳng định với sắp xếp của Vương Tử Quân, trưởng phòng tử quân, quyết tâm công tác của anh là rất tốt, tôi tin tưởng bí thư biết được thì sẽ nhất định ra sức giúp đỡ. Siêu Trung Tắc nói tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng may vương tử quân căn bản cũng không kỳ vọng vào thành ý của bí thư Diêu. Hắn đến đây chỉ muốn thông báo cho bí thư Diêu, phong kín cái miệng của người này. Sau khi đạt được mục đích của mình thì vương tử quân nói thêm hai câu rồi định cáo từ diêu trung tác thấy vương tử quân chuẩn bị đi thì trầm ngâm dây lát rồi nói trưởng phòng tử quân anh không có việc gì thì cũng nên quan tâm nhiều hơn đến công ty xe hơi đông hồng lúc này tôi đã nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo căn bản là không hài lòng về lưu thành lâm vương tử quân nhìn diêu trung tác lấy ra vài đơn thư tố cáo nặc danh hắn khẽ nói bí thư diêu dùng người thì không nghi ngờ đã nghi ngờ thì không dùng người lưu thành lâm đang đẩy mạnh cải cách trong công ty xe hơi đông hồng như vậy sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người, nếu như không có người tố cáo anh ta mới là lạ. Trưởng phòng tử quân, anh nói cũng đúng, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc đơn thư tố cáo của quần chúng. Khi cần thiết cũng phải điều tra một chút, như vậy cũng là bảo vệ đồng chí của mình, anh nói xem có đúng không. Siêu Trung Tắc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi khẽ cười nói, Bí Thư Diêu, Lưu Thành Lâm mới là lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ là lúc tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nên cố gắng giúp đỡ công tác của anh ấy. Tất nhiên nếu bí thư Diêu cảm thấy nên tiến hành điều tra công ty xe hơi Đông Hồng, tôi cho rằng đây là sự kiện trọng đại, vẫn phải thông qua thảo luận ở hội nghị thường ủy mới được. Siêu Trung Tắc nhướng mày, hắn tất nhiên sẽ không vì hai đơn thư tố cáo mà cố gắng yêu cầu xét xử Lưu Thành Lâm ở vào giai đoạn quan trọng này. Đây rõ ràng là một hành vi ngu ngốc, dù sao thì Lưu Thành Lâm cũng mới tiếp nhận công ty xe hơi Đông Hồng được vài ngày mà thôi. Nếu như lúc này chỉ vì hai bức thư tố cáo nặc danh mà Diêu Trung Tắc ra mặt, không thể chờ đợi được phái tổ điều tra, như vậy không những không được thông qua ở hội nghị thường ủy, ngược lại còn làm cho người ta thấy Diêu Trung Tắc có trình độ quá thấp kém. Đây là hành vi phá hỏng nhiều hơn thành công, lại có ý ép người, sao có thể mở miệng được? Chính mình thật sự bị Vương Tử Quân làm cho hồ đồ, những thứ như thế này sao có thể nói ra với Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Diêu Trung Tắc chợt cười cười nói, tôi căn bản cực kỳ tin tưởng và Lưu Thành Lâm và ban ngành hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi cũng chỉ xét vào góc độ bảo vệ đồng chí của mình mà thôi. Tôi sợ đồng chí Thành Lâm căn bản không chịu nổi những lời ong tiếng ve chung quanh, ảnh hưởng đến thái độ tích cực công tác của anh ấy không chờ vương tử quân lên tiếng thì diêu trung tắc đã thay đổi chủ đề đúng rồi trưởng phòng tử quân hôm qua chân hồng lỗi đã đến báo cáo với phía ủy ban nhân dân tỉnh nói là muốn đẩy đồng chí chân hồng lỗi lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh hơn nữa đã cho văn phòng cục công an tỉnh đệ công văn lên phòng tổ chức tỉnh ủy anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào vương tử quân thấy diêu trung tắc nói về sự kiện này thì cười cười nói bí thư diêu hôm qua tôi đã được xem qua văn kiện này Tôi cảm thấy đoạn văn đống là người có năng lực, thế nhưng anh ấy vừa trở thành cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng chưa được bao lâu, lúc này đề bạt lên cục công an tỉnh có phải là quá nóng vội rồi không? Ôi, Tử Quân, đôi khi anh cũng quá bảo thủ ở phương diện phân công công tác. Đối với những đồng chí trẻ trung khỏe mạnh thì nên buông tay buông chân một chút, phân công lớn mật, đề bạt cao độ, như vậy mới có thể giải quyết lo lắng, căn bản làm cho lòng người không uất ức, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tác với tâm tình khá tốt. Hắn đã sớm có tính toán với sự kiện điều động đoạn văn đống tiến lên cục công an tỉnh, thế nên cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình thì bấm số điện thoại của bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, tất nhiên hắn càng có quyền ở sự kiện này, mà mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu căn bản không có gì cần phải cố kỵ nhiều khi Vương Tử Quân nói đến sự kiện chân hồng lỗi để bạt đoạn văn đống tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh, Lỗ Kính Tu có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, đoạn văn đống làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng rất tốt, nếu như tùy tiện điều nhiệm, chỉ sợ sẽ liên tiếp xảy ra vấn đề. Tôi thấy nên để anh ấy tiếp tục vất vả ở cục công an thành phố Đông Hồng thì hay hơn. Lỗ Kính Tu là người cực kỳ khôn khéo, sao hắn không biết được trò đưa lên cao rồi cho ra rìa như thế này của chân hồng lỗi. Vương tử quân sở dĩ có lực ảnh hưởng ở khối tư pháp tỉnh ủy cũng là vì trước đó để lại uy vọng mạnh mẽ, đồng thời thủ hạ cũng đang liên tục phát triển. Dù là xét từ góc độ nào thì lỗ kính thu cũng cảm thấy vương tử quân không thể để cho đoạn văn đống tiến lên làm một vị phó cục trưởng cục công an tỉnh không có quyền lực gì. Trường 1292, một ngàn quân dễ cầu một tướng khó được. Lỗ Kính Tu biết rõ thói quen của Trân Hồng Lỗi, một vị cục trưởng cục công an tỉnh cực kỳ xảo trá làm cho hắn sinh ra ý nghĩ khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa cục công an tỉnh có bao nhiêu vị phó cục trưởng thì Lỗ Kính Tu hiểu rất rõ, dựa theo cá tính của Trân Hồng Lỗi, nếu muốn treo đoạn văn đống lên cao thì căn bản là quá dễ dàng. Hoặc là Trân Hồng Lỗi để bạt đoạn văn đống. Tất nhiên điều này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đoạn văn đống phải triển khai mở rộng công tác theo ý chỉ của chân hồng lỗi nhưng đoạn văn đống là tượng gỗ sao nếu như hắn không làm thì thế nào trong quan trường có một quy củ không rời đó là phục tùng thượng cấp đây không phải chỉ đơn giản là nguyên tắc tổ chức còn là thiết luật anh cần phải tôn trọng thiết luật này nhiều lắm thì anh cảm thấy thời gian của mình không được tốt lòng mang oán hận căn bản không vui vẻ gì nhưng nếu là như vậy thì anh còn cấp bậc tương đối còn có đủ quyền lực còn có ngày đông sơn tái khởi nếu anh vi phạm thiết luật như vậy chỉ còn đường chết, căn bản không khác nào đi vào tử lộ. Nó giống như một trận đấu thể thao, nếu anh vi phạm quy củ sẽ bị phạt, căn bản không có lý do gì để bào chữa. Dù nói từ phương diện nào, nếu như đoạn văn đống tiến lên làm phó cục trưởng Cục Công an tỉnh, chỉ cần có mặt chân hồng lỗi thì đoạn văn đống căn bản đi vào ngõ cụt. Bí thư Diêu Trung Tắc cho rằng sử dụng nhân tài thì cần phải cho ra sự kiện để ạt phá vỡ quy tắc ước thúc lớn gan điều động, đặc biệt là phải trọng dụng. Vì phương diện triển khai mở rộng công tác của Cục Công an tỉnh, chúng ta cũng chưa hẳn không thể không cho Cục trưởng đoạn tiến lên. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng châm trước nói với lỗ kính tu. Lúc này lỗ kính tu căn bản là có chút mơ hồ, dựa theo những gì hắn hiểu về vương tử quân, đừng tưởng đối phương còn trẻ mà lầm, thế nhưng đạo hạnh căn bản là cực kỳ cao sâu, dù là người khôn khéo như lỗ kính tu cũng khó thể nào nhìn rõ bóng lưng nhưng những lời lúc này lại làm cho lỗ kính thu cảm thấy khó hiểu vương tử quân thật ra muốn làm gì không phải muốn điều động đoạn văn đống đến làm phó cục trưởng cục công an tỉnh sao phải biết rằng lên dễ khó xuống nếu như đoạn văn đống rời khỏi cục công an thành phố đông hồng như vậy cũng không biết sẽ trở thành bộ dạng gì nếu để cho đồng chí cục trưởng đoạn văn đống lên tỉnh như vậy thành phố đông hồng còn cần một vị cục trưởng thay thế lỗ kính tu không thể nào hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân thế nên dùng giọng lập lời nước đôi nói vương tử quân cười cười hắn khẽ nói cũng không cần phải tìm thêm một vị cục trưởng thay thế trong các thành phố tỉnh thành của các tỉnh khác cục trưởng cục công an tỉnh thành căn bản cũng không thiếu người làm phó cục trưởng cục công an tỉnh lỗ kính tu lúc này mới chợt hiểu ra thầm nghĩ thì ra vương tử quân có ý nghĩ như vậy bản thân hắn căn bản không có kết giao sâu với đoạn văn đống tất nhiên cũng chưa nói đến hảo cảm gì nhưng lúc này vương tử quân cất nhắc đoạn văn đống tất nhiên hắn sẽ biết thời biết thế thuận nước đẩy thuyền lỗ kính tu cúc máy vương tử quân lại chuẩn bị liên lạc với đậu minh đường dù thế nào thì đậu minh đường cũng là bí thư thị ủy đông hồng càng có quyền lên tiếng ở sự kiện này nếu như mình muốn lấy được nhiều ích lợi ở sự kiện này nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng với nhau dù sao thì sau lưng chân hồng lối cũng chính là trừ vận phong khi vương tử quân chuẩn bị gọi điện thoại cho đậu minh đường lúc này du giang vĩ đẩy cửa đi vào khi thấy vương tử quân chuẩn bị gọi điện thoại thì hắn định lui ra vương tử quân căn bản rất tán thưởng với sự tinh tế cẩn thận của du giang vĩ hắn đã từng giao phó cho du giang vĩ cho dù hắn đang gọi điện thoại cũng không cần phải đi ra ngoài thế nhưng du giang vĩ ngoài miệng thì đồng ý cảm ơn sự tín nhiệm của hắn nhưng thực tế vẫn không có gì thay đổi vẫn biểu hiện cực kỳ tôn trọng lãnh đạo của mình. Hắn căn bản hóa thành kẻ mù cực kỳ có chừng mực, điều này thực tế là khó kiếm được. Vương tử quân buông điện thoại xuống rồi khẽ nói, Giang Vĩ, có chuyện gì không? Trưởng phòng vương, giám đốc Lưu Thành Lâm và bí thư hùng nhiêu đống của công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong phòng của tôi, bọn họ nói có chuyện cần gặp ngài. du Giang Vĩ cung kính đứng lại khẽ nói hai ngày trước, Vương Tử Quân đã đi đến công ty xe hơi Đông Hồng, đã thúc giục nói ra những lời ủng hộ sĩ khí. Hai người kia sao lại đến nữa? Vương Tử Quân có chút buồn bực, hắn trầm ngâm dây lát rồi phân phó với Du Giang Vĩ: nếu bọn họ đã đến thì cho vào. Một phút sau, Lưu Thành Lâm và Hùng Nhiêu Đống đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lưu Thành Lâm tuy tiếp xúc khá nhiều với Vương Tử Quân trong thời gian qua, thế nhưng lúc này đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân trên trán vẫn óng ánh mồ hôi. Lưu Thành Lâm giống như sợ vương tử quân thấy sự bối rối của mình, thế nên bàn tay vừa đưa lên lau trán đã vội thả xuống. Trưởng phòng vương, tôi và giám đốc Thành Lâm có chuyện cần báo cáo với ngài, chúng tôi đến mà chưa kịp xin chỉ thị, có chút đường đột, mong trưởng phòng vương kiểm điểm. Hùng Nhiêu đống căn bản là người giỏi giang đối nhân xử thế, lão luyện hơn nhiều so với Lưu Thành Lâm. Vì vậy khi thấy Vương Tử Quân không cười thì nhanh chóng mở lời giải thích. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi nói rồi, tôi là hậu thuẫn của các anh, có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, hơn nữa bây giờ các anh có chuyện vui, các anh ngồi đi. Lưu Thành Lâm cũng không lập tức ngồi xuống, hắn đưa bản vẽ trải lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, "Trưởng phòng Vương, trải qua nhiều ngày cố gắng, chúng tôi rốt cuộc đã có bản thảo sửa chữa cho dòng xe gia đình giá rẻ, mong ngài xem qua." Vương Tử Quân không ngờ Lưu Thành Lâm vừa đến đã cho ra một tin tức tốt như vậy. Vài ngày trước hắn đến nghiên cứu khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng, hắn từ miệng của Lưu Thành Lâm mà biết được có vài vấn đề ở phương diện thiết kế dòng xe gia đình giá rẻ, bây giờ không ngờ lại được giải quyết xong. Vương Tử Quân nhìn mô hình chiếc xe khá đẹp trên bản vẽ rực rỡ, thế là trong lòng tràn đầy vui sướng. Mặc dù hắn thấy dòng xe này căn bản vẫn còn có tranh lệch nhất định với xu hướng đời sau, thế nhưng đây là loại xe gia đình giá rẻ đầu tiên trong nước, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất tốt. Vương Tử Quân cẩn thận xem xét một lúc, sau đó hắn dùng giọng chăm chú hỏi Lưu Thành Lâm ở bên cạnh, nếu như xe này được đưa ra thị trường, các anh chuẩn bị đưa ra mức giá thế nào? Trưởng phòng Vương, dựa theo dự tính sơ bộ, giá cả của nó khoảng 3-40 ngàn. Lưu Thành Lâm nói đến đây thì có chút tự hào, tuy chiếc xe này không thể so sánh với các loại xe xa hoa, Thế nhưng lại mạnh mẽ ở phương diện tiết kiệm năng lượng, có thể nói là đi hàng đầu vì nó cực kỳ ít hao dầu. Vương Tử Quân cười cười, hắn nhìn mô hình xe có chút đông cứng, thế là cầm lấy cây bút trên bàn làm việc của mình, dựa theo ấn tượng về xe gia đình của đời sau để vẽ thêm vài đường, cuối cùng mới thu bút. Chương 1292, 2, ngàn quân dễ cầu một tướng khó được. Lưu Thành Lâm căn mày có hơi nhíu mày về đường bút của Vương Tử Quân. Tuy hắn là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng có một số việc hắn càng là nhân viên nghiên cứu, căn bản cực kỳ chú tâm. Dù Vương Tử Quân là lãnh đạo tôn kính, là người có thủ đoạn, có năng lực, có nhân phẩm cực kỳ tốt thì Lưu Thành Lâm cũng không muốn thấy tình huống múa rìu qua mắt thợ. Hắn cũng không muốn người ta khô tay múa chân trên bản vẽ cực kỳ hoàn thiện của mình. Trưởng phòng Vương dù sao cũng là người thường trong ngành sản xuất ô tô, thế cho nên căn bản không thể nào xen vào được điều này liên quan đến kỹ thuật và cả sự chuyên nghiệp. Trưởng phòng Vương Anh nói thứ khác thì tôi có thể nghe, thế nhưng liên quan đến phương diện xe cộ, thứ lỗi không thể nào chấp hành 100% được. Lưu Thành Lâm khẽ nhíu mày, nhưng Hùng Nhiêu Đống đứng ở bên cạnh thì không nghĩ như vậy. Lão căn bản không bằng Lưu Thành Lâm ở phương diện thiết kế xe, thế nhưng lại căn bản lão luyện hơn ở phương diện quan trường. Lúc này thấy gương mặt khó chịu của Lưu Thành Lâm, lại đứng ngây ra như phóng, lão không khỏi kéo áo của lưu thành lâm rồi cười nói trưởng phòng vương tôi vẫn cảm thấy ngoại hình của xe có chút cứng nhắc ngài sửa như vậy tôi mới chợt phát hiện ra vấn đề ở nơi nào ngài tu sửa một chút thật sự là điểm mắt cho rồng sau khi quay về chúng tôi nhất định sẽ tiến hành định vị lại theo đúng như những gì ngài đã bổ sung chút tâm tư của hùng nhiêu đống căn bản không thể che giấu được vương tử quân hơn nữa vừa rồi lưu thành lâm mới vào tỏ ra cực kỳ hưng phấn nhưng bây giờ lại không nói lời nào. Vương Tử Quân căn bản nhìn rõ biến hóa tâm tình của Lưu Thành Lâm, sở dĩ hắn sửa đổi ngoại hình của xem, căn bản cảm thấy như vậy càng dễ bán ra ngoài, còn bị tư tưởng hoàn mỹ quấy rối. Dù sao Vương Tử Quân cũng tiến hành sửa chữa theo đúng như mẫu xe gia đình hoàn mỹ nhất đời sau. Tất nhiên những thứ này không thể nói cho đám người Lưu Thành Lâm, ý tốt của hắn là thế nào thì sau này khi chiếc xe được đưa ra thị trường bọn họ sẽ hiểu mà thôi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, vương tử quân chợt nói tránh đi, tôi đây chỉ là tiện tay vẽ xấu, các anh tham khảo sơ lược là được. Hai ngày trước tôi đã đến công ty các anh, không phải nói có vài vấn đề còn chưa hoàn toàn được giải quyết sao. Hôm nay sao lại đưa bản vẽ đến cho tôi sớm như vậy? Trưởng phòng vương, có câu may mắn đến thì căn bản là khó đỡ được. Hôm trước công ty chúng tôi thông báo tuyển dụng, thế là tuyển được một kỹ sư du học từ nước ngoài, Vị kỹ sư này trước đó từng nghiên cứu cực kỳ kỹ càng về phương diện này. Đối với xí nghiệp chúng tôi thì những ý tưởng của viên kỹ sư kia căn bản là đỉnh cấp. Lưu Thành Lâm nói đến viên kỹ sư vừa được tuyển dụng thì không còn chút khó chịu, gương mặt lộ ra vài phần kính nể. Có một kỹ sư đến làm việc, hơn nữa còn là nhân tài cao cấp từ nước ngoài. Vương Tử Quân nghe được câu nói này mà vẻ mặt có chút cổ quái cũng không phải Vương Tử Quân có ý nghĩ gì đó với viên kỹ sư kia, mà hắn nhớ khi đi nghiên cứu khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng quay về, hắn đã gọi điện thoại trò chuyện với Tần Hồng Cầm, thuận tiện nói về chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng. Mới đó đã có một viên kỹ sư cấp cao đến làm việc, không kỳ quái sao? Người phụ nữ kia căn bản là quá khéo léo hiểu lòng người, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Vương Tử Quân che giấu tâm tình của mình hắn thấy Hùng Nhiêu Đống và Lưu Thành Lâm nhìn chầm chầm vào mình, lại đưa mắt nhìn nhau, giống như đang nghi hoặc khó hiểu với nụ cười của mình. Hắn nhanh chóng lên tiếng, vào thời điểm quan trọng có người đến hỗ trợ, đây là một dấu hiệu tốt cho công ty chúng ta khi sắp có dòng xe mới tiến vào thị trường. Cơ hội lần này quá quan trọng, có thể nói là cơ hội quật khởi cho công ty xe hơi đông hồng, các anh nhất định phải nắm bắt thật chặt. Trưởng phòng vương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhất định cố gắng. Thấy lộ lục thông nói chuyện có chút khó khăn, Hùng Nhiêu Đống dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lưu Thành Lâm, sau đó mở miệng nói thay. Sau khi hàn huyên vài câu về xe cộ, Hùng Nhiêu Đống chợt nói, trưởng phòng vương, lúc này công ty đã cho ra mô hình xe, kính mong lãnh đạo ban cho một cái tên. Đặt tên, vương tử quân nhìn vào bản vẽ chiếc xe, trong lòng thầm sinh ra xúc động. Dù sao thì chỉ cần mình đặt tên, sau này chiếc xe sẽ chiếm lĩnh thị trường, như vậy thanh danh càng lan xa. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi gấp bản vẽ chiếc xe lại, chuyện đặt tên thì chờ các anh sản xuất ra rồi nói sau, tôi đảm bảo chỉ cần các anh sản xuất được dòng xe này, nhất định sẽ có một cái tên hay cho nó. Lưu Thành Lâm từ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đi ra ngoài, hắn dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn huyện Đằng Nhạc, Bí Thư Hùng, ngài xem đây là chiếc xe mà tất cả công nhân viên trước CTSS. Đông Hồng dốc hết tâm huyết mới vẽ ra được, là kết quả cố gắng của mọi người, vì sao ngài lại giao quyền đặt tên cho trưởng phòng vương? Hùng Nhiêu đống căn bản cảm thấy không vui vì ý nghĩ quá ngây thơ của Lưu Thành Lâm, lão trầm ngâm dây lát rồi nói, xe này có tên gì thì căn bản không quan trọng với công ty xe hơi đông hồng chúng ta, quan trọng là công ty chúng ta sản xuất được nó. Trưởng phòng vương là người giúp đỡ to lớn cho công ty, sau này càng cần trưởng phòng vương quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa chúng ta mời anh ấy đặt tên cho chiếc xe, đây cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy không phải sau này mối liên hệ giữa trưởng phòng vương và công ty xe hơi đông hồng chúng ta sẽ càng thêm mật thiết sao? Cậu đấy, khi nào thì mới khôn khéo ra được đây? Lưu Thành Lâm bị huyện đằng nhạc phe bình về ngộ tính, tuy hắn không phản bác nhưng vẫn quyết giữ ý nghĩ của mình. Hắn cho rằng bí thư Hùng nói không đúng, nhưng hắn cũng không phản đối, chỉ dùng giọng bất đắc dĩ nói, chú Hùng, ngài đã nói như vậy thì cứ dựa theo ý ngài vậy. Hùng Nhiêu đống cười cười, hắn đưa bản vẽ về trong tay Lưu Thành Lâm rồi nói, trưởng phòng vương khó có được nhã hứng như hôm nay, tự mình chỉ đạo cho mô hình xe của chúng ta, anh quay về đưa cho người thiết kế xem thế nào, nên nhanh chóng tối ưu hoa theo chỉ đạo của trưởng phòng vương là được. Lưu Thành Lâm dù căn bản là một nhân viên nghiên cứu chế tạo xe hơi, thế nhưng căn bản cảm thấy những gì Vương Tử Quân chỉ đạo là không có tác dụng, thế nên chỉ cười nhạt mà thôi. Chỉ là hắn không thể không thừa nhận Hùng Nhiêu Đống nói rất đúng, mình sở dĩ có thể vứt bỏ gánh nặng để đưa công ty xe hơi đông hồng phát triển theo đúng quỹ tích, tất cả không phải dựa vào sự giúp đỡ của trưởng phòng vương sao. Hơn nữa người kia còn ủng hộ hắn tiến lên, mà trưởng phòng vương cũng phải gánh chịu nguy hiểm ở sự kiện này. Ôi, chuyện này cũng đừng nên tính toán quá chi ly với trưởng phòng vương, vì ít nhất mình cũng phải báo đáp lại tấm chân tình của trưởng phòng vương nếu vương tử quân biết được lưu thành lâm căn bản cảm thấy khó chịu vì mô hình xe gia đình tốt nhất đời trước chỉ sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình mà đuổi đánh nhưng vương tử quân không phải là tai nghe được tất cả chuyện thiên hạ căn bản không biết lưu thành lâm nói gì lúc này vương tử quân đang hưng phấn đi lại trong phòng làm việc của mình với những gì hắn hiểu về công ty xe hơi đông hồng nếu muốn chế tạo ra một chiếc xe khi đã có bản vẽ thì căn bản không có gì là quá khó khăn có lẽ là sau Tết thì dòng xe gia đình kia sẽ được đưa ra thị trường. Đến lúc đó chỉ sợ đám người đang đứng ngoài chờ mong sẽ phải thất vọng mà thôi. Chương 1293, một trưởng phu vô tình chưa hẳn là chân hào kiệt. Nếu như không thể làm tốt công tác với Đậu Minh Đường, một khi có người nói này nói nọ, như vậy ý kiến của Đậu Minh Đường sẽ là không quá tốt. Vương Tử Quân vẫn còn muốn hỏi ý kiến của Đậu Minh Đường thế nên phải bỏ ra vài phần khí lực. Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường căn bản là minh hữu của nhau, hơn nữa càng cố gắng hết sức để cố gắng trợ uy cho mình. Tất nhiên Đậu Minh Đường phải nhất trí trong hành động của Vương Tử Quân, nó cũng không loại trừ một phần nịnh nọt, nhưng có đôi khi hai bên thầm hiểu nhau là được, cũng không cần nói ra những lời vô nghĩa. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, đúng lúc này điện thoại vang lên hắn nhìn vào dãy số gọi đến trên chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình không khỏi thầm nghĩ nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến trưởng phòng vương tôi là đậu minh đường anh bận rộn gì không điện thoại vừa nối thông thì đậu minh đường đã lên tiếng vương tử quân căn bản ân cần thăm hỏi đậu minh đường một lượt sau đó nói rõ ý nghĩ của mình với đậu minh đường đậu minh đường nghe xong lời nói của vương tử quân sau đó chợt cười ha hả nói trưởng phòng vương hai người chúng ta thật sự không ngư mà hợp. Cho dù anh không nói thì tôi cũng không nỡ để cho đồng chí Đoạn Văn đống rời khỏi thành phố Đông Hồng. Nửa năm qua tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng tốt hơn rất nhiều. Vì ngàn quân dễ cầu tướng tài khó được. Nếu đổi lại là người khác thì tôi cảm thấy rất lo lắng. Phương Tử Quân đi trên đường phố khá lạnh của thành phố Giang Thị, toàn thân bọc trong áo ấm. Trước Tết Âm Lịch thì phương Nam đã ấm lên thế nhưng phương Bắc vẫn rất lạnh. 8 giờ sáng đã không còn mấy người đi trên đường. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Giang Thị chủ yếu là viếng mộ ông nội. Khi bố Vương Quang Vinh được điều động, Tết này cả nhà Vương Tử Quân phải ở thủ đô. Vương lão gia tử đã mất, lúc này đại gia đình Vương gia đoàn tụ cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân là người cực kỳ có tương lai, nếu hắn không quay về thì Tết căn bản còn ý nghĩa gì nữa? Tất cả vẫn như trước nhưng vương tử quân cảm thấy con phố này có chút xa lạ nhị thúc cô cô tuy vẫn còn ở nơi này nhà cũ của vương tử quân vẫn còn thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mối liên hệ của mình với thành phố này đã bị chặt đứt vì lúc này vương lão gia tử đã không còn vương tử quân chỉ một mình đến giang thị dù du giang vĩ muốn đi cùng nhưng bị hắn từ chối khi vị trí liên tục tăng tiến thì khoảng thời gian vương tử quân được tự do ngày càng ít đi lần này hắn về viếng mộ ông nội, hắn sao lại không muốn được trải qua một cuộc sống bình thường. Mặc dù hắn chỉ được tự do một ngày mà thôi. Tút tút tút, chuông điện thoại khẽ vang lên, vương tử quân nghe máy, chợt nghe bên trong vang lên giọng nói êm ái của Y Phong. Lúc này Y Phong đang sống cùng với Tần Hồng Cẩm, những công tác luật sư căn bản được nàng làm rất sinh động. Gần đây anh thế nào rồi? Giọng nói của Y Phong vẫn dịu dàng như trước. Vương tử quân căn bản vẫn có chút áy náy với quan hệ của mình và Y Phong, vì sự hạn chế của thân phận nên trước nay hắn và nàng chung đụng thì ít mà cách xa thì nhiều, nhưng Y Phong vẫn phải trả giá một đời cho hắn. Cũng khá tốt, cũng không tính là quá bận rộn, tiểu điềm đậu thế nào rồi. Vương tử quân tuy rất muốn làm cho mình vui vẻ một chút, thế nhưng lúc này quay về Giang Thị, chút cảm xúc thương cảm vẫn chiếm hết cõi lòng. Anh không vui sao, có chuyện gì thế? Y Phong Ân cần hỏi một câu. Vương Tử Quân căn bản không che giấu với Y Phong, anh quay về Giang thị, đang đi thăm mộ ông nội, em đang ở đâu vậy? Y Phong căn bản cũng không có nhiều cảm tình với Vương lão gia tử, nhưng nàng hiểu tâm tình của Vương Tử Quân vào lúc này. Nàng dịu dàng an ủi, Tử Quân, ông cụ ở trên trời có linh thiêng thấy chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc thì sẽ rất vui. Vương Tử Quân căn bản thấy rõ Sinh Lão bệnh tử hơn cả Y Phong nhưng biết rõ là một chuyện hành động thế nào mới là khó lúc này hắn đang chìm đắm trong thương cảm bây giờ y phong nói vài lời cũng làm cho tâm tình của hắn khó thể vui vẻ ngay được khi nào thì em về chiết giang em và tiểu điềm đậu đã thương lượng với ông bà ngoại để cho bố mẹ em đến bên này ăn tết vì vậy mà tiểu điềm đậu rất vui vương tử quân có thể cảm ứng được niềm vui của y phong nhưng niềm vui đơn giản của nàng lại làm cho hắn cảm thấy chua xót trong lòng Y Phong là một người phụ nữ bình thường, nàng cũng hy vọng được bình thường như những người phụ nữ khác, cũng mong muốn gia đình được vui vẻ đoàn tụ bên nhau vào ngày Tết. Nhưng khi mà tuổi của Y Phong ngày càng lớn, tiểu điềm đậu cũng xuất hiện, nhu cầu đơn giản của nàng căn bản cũng là một yêu cầu xa vời. Hai ngày nữa anh sẽ đến thăm em, vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói với Y Phong. Đầu dây bên kia trầm mặc dây lát, Y Phong chợt cười nói, không cần, anh cứ bận rộn việc của mình đi em và con đều rất tốt anh không cần quá lo lắng khi vương tử quân đang cảm thấy cực kỳ áy náy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ của tiểu điềm đậu bố mẹ không cho con ngủ bố mau đến giúp con cô giáo nói nếu trẻ nhỏ không được ngủ thì sẽ xấu đi đấy giọng nói ngây thơ của tiểu điềm đậu làm cho vương tử quân không khỏi cười lớn hắn nói hai câu với tiểu điềm đậu trong điện thoại sau đó mới cúp điện thoại Vương tử quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cảm thấy tinh thần của mình đã khá hơn. Hắn nhìn phố phường chung quanh đã có thêm vài phần nhân khí, tâm tình chợt ấm lên. Vô tình chưa hẳn là chân hào kiệt, yêu thương vợ con mới là trượng phu. Vương tử quân thầm nói một câu mà kiếp trước mình đọc từ quyển sách nào đó, sau đó tiếp tục cất bước. Vì không phải là ngày lễ nên lúc này nghĩa địa cũng có rất ít người ngôi mộ của vương lão gia tử căn bản không có gì đặc thù với những ngôi mộ khác ở chung quanh. Dựa theo công tích của vương lão gia tử, căn bản có thể được hưởng thụ những vinh hạnh đặc biệt. Nhưng cuối cùng thì gia đình vẫn phải căn cứ theo di trúc của ông cụ để đặt ông trong một nghĩa địa cực kỳ bình thường ở thành phố Giang Thị. Vương tử quân đứng trước mộ ông nội mà tâm tình đầy cảm xúc. Tuy lúc này ông không còn nhưng trong cảm giác thì hắn vẫn cảm thấy ông vẫn như ở bên cạnh mình. Hắn nhớ đến những kỷ niệm của mình và ông, căn bản là nước mắt chảy dài. Ông nội, chúc ông năm mới vui vẻ. Không biết bao lâu sau thì Vương Tử Quân mới nói về phía mộ ông mình như vậy, gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Vương Tử Quân rời khỏi nghĩa địa cũng không nhanh chóng quay về Nam Giang, hắn bắt xe đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. Vương lão gia tử đã qua đời nhưng không ai đến thu hồi căn nhà của ông. Mặc dù Vương gia đã làm tốt công tác chuẩn bị thế nhưng lãnh đạo tỉnh Chiết Giang cũng không người nào tình nguyện chấp hành. chương 1293, hai trượng phu vô tình chưa hẳn là chân hào kiệt. Vương tử quân mở cổng, lúc này vườn rau đã không còn, tuy khoảng sân vẫn được quét dọn sạch sẽ thế nhưng vì đã lâu không có ai ở nên bên trong rất lạnh lùng cô độc. Vương tử quân dùng khóa mở cửa nhà, quét dọn nhà cửa. Sau đó hắn dùng chiếc ấm nước điện của ông cụ để nấu nước sôi, lại lẳng lặng nằm trên chiếc ghế của chủ nhân đã mất, khẽ lắc lư cơ thể. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên căn bản phá vỡ không gian yên tĩnh của Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, người gọi điện thoại đến là Nhị Thúc Vương Giải Phóng, hắn có chút trần chờ, sau đó nghe máy. Tử Quân, cháu đang ở đâu vậy? Chú nghe bố cháu nói cháu đến Giang Thị phải không? Sau khi nối thông điện thoại thì Nhị Thúc Vương Giải Phóng dùng giọng thân mật nói sau sự việc phát sinh sau đám tang của vương lão gia tử thái độ của vương giải phóng với vương tử quân đã hoàn toàn biến đổi lời nói vừa thân mật vừa có chút cung kính vương tử quân căn bản cảm thấy có chút đau lòng vì biến đổi của chúng mình nhưng cũng không thể không tiếp nhận một sự thật đó chính là người trong quan trường dù thế nào cũng sinh ra căn bệnh như vậy đó là nói chuyện theo cấp bậc và địa vị biết đâu biến đổi của nhị thúc là hợp tình hợp lý cho dù vương tử quân cảm thấy không thích Thế nhưng hắn chỉ có thể chủ động tiếp nhận, vì thế hắn cười nói với nhị thúc, "Nhị thúc, cháu đang nghỉ ngơi trong nhà ông nội, chiều nay sẽ quay về Nam Giang. Nhà ông cụ đã lâu không có người ở, khá lạnh, nếu không thì chú phái người đến lắp đặt điều hòa nhé." Khi Vương lão gia tử còn sống thì căn bản không thích các dụng cụ điện như điều hòa ngoài chiếc ấm điện trong nhà, thế cho nên nhà cửa có vài phần lạnh lẽo. Lắp đặt máy điều hòa đối với Vương giải phóng căn bản chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn có người đến quấy rầy sự yên tĩnh của mình, thế nên nhanh chóng từ chối, nhị thúc, hay là khỏi đi, cháu cũng không ở được lâu trong nhà ông, sẽ nhanh chóng quay về mà thôi. Vương giải phóng giống như hiểu bây giờ lắp điều hòa trong nhà bố mình thì có vẻ làm phiền Vương Tử Quân, thế nên đành thôi. Nhưng lão lại càng không khách khí, Tử Quân, chú còn có chút chuyện, căn bản là khó dứt ra. Nếu không thì thế này đi, đến chưa chú phái người đến đón cháu? chúng ta đến nhà cô cô của cháu dùng cơm gia đình được không? Ăn cơm với gia đình cô cô cũng là một tính toán của Vương Tử Quân trước khi đến Giang Thị, lúc này nhị thúc chủ động nói ra, thế nên hắn căn bản là sảng khoái đồng ý. Chú sẽ gọi điện thoại cho em cháu quay về, cả nhà chúng ta đoàn tụ một chút. Bố của cháu đang công tác ở thủ đô, thế cho nên bây giờ gia đình chúng ta đoàn tụ với nhau cũng không dễ dàng gì. Chú vốn nghĩ định về thủ đô ăn Tết với bố cháu, thế nhưng bố cháu không cho, cảm thấy bây giờ an phận sẽ ổn hơn. Vương Giải Phóng nói, căn bản tràn đầy vẻ thân cận với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của bố mình, hắn cười cười nói, nhị thúc, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tốt nhất không nên quá rêu rao. Vương Giải Phóng càng nghe càng cảm thấy mẫn cảm, lão trần chờ một lát rồi không nhịn được hỏi, Tử Quân, bí thư lâm bên kia có phải đã xác định rồi không? À, bây giờ còn đang chờ họp vương tử quân cũng không che giấu hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói đợi sang năm gia đình chúng ta sẽ có một cái tết đoàn viên điều này là hoàn toàn khẳng định sau khi nghe lời khẳng định của vương tử quân thì cảm thấy rất hưng phấn lão nói vài lời yêu cầu vương tử quân giữ ấm sau đó cúp điện thoại mà vẫn còn chưa thỏa mãn vương tử quân căn bản biết rõ vương giải phóng nghĩ đến điều gì nhưng những thứ này chỉ để trong lòng hơn nữa nhân tâm là như thế, mình không cần yêu cầu nhị thúc quá nhiều. Vương tử Quân uống một ngụm trà, hương vị đắng chát làm hắn thầm kêu khổ, nhưng đồng thời hắn cũng rất hưởng thụ. Khi hắn đang hưởng thụ vẻ thanh nhàn, một giọng nói trong trẻo trẻ thơ chợt truyền đến từ ngoài cửa, "Chú, sao hoa bên trong lại chết hết rồi?" Cô gái nhỏ mặc áo lông màu hồng, đỉnh đầu có một cái bím tóc, gương mặt hình cầu nhỏ nhắn trong suốt, Lúc này căn nhà tịch mịch giống như bừng bừng sức sống vì một sinh mệnh nhỏ nhắn xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn cô gái nhỏ mà không tự chủ được sinh ra một xúc động, loại xúc động này khó thể nào miêu tả được, căn bản là tràn đầy tim phổi. Vương Tử Quân nhìn cô bé mãi mà không nói một câu. Mặc dù hắn không biết cô bé này vì sao lại xuất hiện trong nhà của ông nội vào lúc này, thế nhưng giống như hắn lại bị cô bé nắm bắt lấy quả tim của mình. Chú Hoa này sao lại trở nên như vậy? Cô bé trừng mắt rất lớn dùng ánh mắt khờ dại nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này mới tỉnh táo lại từ trong cảm xúc khó hiểu của mình, hắn khẽ đi đến bên cạnh cô bé, sau đó ngồi xổm xuống nói, "Bây giờ là mùa đông, thời tiết lạnh hơn, hoa phải ngủ đông. Đợi đến mùa xuân thì nàng hoa sẽ được đánh thức." À, cô bé chợt gật gật đầu, bộ dạng rất đáng yêu. Vương Tử Quân thấy cô bé này không khác biệt gì nhiều so với tiểu điềm đậu nhà mình, hắn khẽ hỏi: "Cháu gái, sao cháu lại chạy đến đây một mình, bố mẹ cháu đâu?" "Dì có chút việc bận, thế nên cháu đến đây chơi." Cô gái nhỏ nhìn Vương Tử Quân, hai bàn tay chợt đan vào với nhau giống như một người lớn. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn cười nói: "Cháu gái, cháu cũng không được chạy đi lung tung, nếu không mẹ sẽ sốt ruột, nói cho chú biết nhà cháu ở chỗ nào?" chú sẽ đưa cháu về nhà. Vương tử quân nói rồi đưa tay ra đỡ lấy cô bé, cô bé có chút trần chờ, sau đó tiến lên nắm lấy bàn tay của vương tử quân. Vương tử quân nắm bắt bàn tay nhỏ của cô bé, hắn cực kỳ chú ý, chỉ sợ dùng sức thì sẽ tổn thương một đóa hoa đẹp của thế gian. Cô bé đi cùng vương tử quân, hắn càng cảm thấy ấm áp hơn. Cháu có thể cho chú biết tên không? Vương tử quân đi về phía trước, hắn khẽ hỏi cô bé. Cháu tên là Tái Tái." Cô bé nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trẻ thơ nói. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị hỏi xem cha mẹ cô bé là ai, chợt nghe thấy có người ở bên ngoài hô lớn, "Tái Tái, cháu đang ở đâu thế?" "Gì không thấy cháu?" Cô bé nghe thấy người gọi mình thì có chút gấp gáp, nó buông tay Vương Tử Quân rồi bỏ chạy, nhưng khi chạy được vài bước thì dừng lại nhìn Vương Tử Quân, "Chú, Tái Tái không thể đi chơi với chú, chú về nhà đi." Nếu không sẽ gặp phải sói đấy. Vương tử quân không khỏi nở nụ cười, hắn tiến lên đuổi kịp cô bé, sau đó ôm nàng lên, "Để chú tiến tái tái được không?" Chú ở một mình cũng rất buồn. Vương tử quân đi ra khỏi nhà, hắn thấy một cô gái hơn 20 tuổi đang cuống quyết đi tìm khắp nơi. Lúc này tái tái ghé sát bên tai Vương tử quân nói, "Chú, mau đặt tái tái xuống, nếu không gì nhìn thấy sẽ chọc cháu đấy." Chương 1294 làm 10 hạng mục công tác không bằng xử lý một việc tư. Vương tử quân thấy cô bé lên tiếng như vậy thì càng cảm thấy vui, hắn vội vàng đặt nàng xuống. Dì, cháu ở đây, dì cũng đừng có gấp như vậy. Tai tái nói rồi vội chạy sang. Điều này làm cho vẻ mặt gấp gáp của cô gái bên kia nhanh chóng tiêu tán. Cô gái ôm lấy tái tái hôn một cái thật mạnh, sau đó mới dùng giọng oán giận nói cháu chạy đi đâu vậy. Bên ngoài rất nguy hiểm, dì đã nói với cháu biết bao nhiêu lần rồi. Sao vẫn cứ chạy loạn như vậy, coi chừng gặp phải sói đấy nhé. Chú ấy là người tốt, chú nói chuyện với tái tái, chú ấy cũng không phải là sói. Tái tái đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi vỉnh miệng nhỏ nhắn nói. Cô gái kia khá trẻ, hơn nữa tinh thần lại phấn chấn làm cho nàng có thêm vài phần tư sắc. Khi nàng nói chuyện với tái tái thì cũng không lưu ý Vương Tử Quân ở bên cạnh sau khi nghe tái tái nói như vậy thì mới quay sang nhìn Vương Tử Quân. Cô gái nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thì có chút xấu hổ, làm cho vài hạt tàn nhang trên mặt chợt đỏ dần lên. Vương Tử Quân buồn bực sờ mũi mình, mình mà giống sói sao. Cô gái kia mỉm cười với Vương Tử Quân, sau đó dặn dò cô bé, tái tái, chúng ta về nhà đi, mẹ đang chờ cháu đấy. Cô bé nghe nhắc đến mẹ thì gương mặt chợt bừng sáng, sau đó sôi nổi bước đi. Khi đi được vài bước thì cô bé chợt lệch đầu hỏi Vương Tử Quân, "Chú, đó là nhà của chú sao?" Vương Tử Quân nhìn điệu bộ khờ dại ngây thơ của cô bé, hắn chỉ vào nhà của ông nội rồi cười nói, "Đó là nhà chú." "Tái tái sẽ ở lại đây vài ngày, tái tái đi tìm chú chơi đùa được không?" Trong ánh mắt của cô bé có mang theo vài phần lưu luyến. Lần đầu tiên gặp mặt cô bé thì Vương Tử Quân đã cảm thấy giống như có phần nào đó rất mềm trong lòng mình bị chấn động lúc này hắn nhìn chằm chằm vào cô bé thật sự muốn tiến lên ôm nàng một cái nhưng sau ngày hôm nay thì hắn sẽ phải rời khỏi thành phố giang thị căn nhà kia sẽ lại bị khóa chặt chú rất muốn chơi với tái tái nhưng thật sự quá đáng tiếc chú sẽ phải đi ngay khi nào chú quay về sẽ cùng chơi đùa với tái tái cô bé cẩn thận bước đi vương tử quân nhìn cô bé đi được hơn trăm mét sau đó mới thở dài một hơi khoảnh khắc này hắn chợt cảm nhận được nổi u buồn, hắn nhìn cô bé kia, giống như cảm thấy không nỡ chia ly. Vương tử quân quay đầu bước đi, căn bản không chú ý khi hắn xoay người vào nhà, cô bé bị cô gái kia kéo vào trong một căn nhà khác, mà hắn là người cực kỳ quen thuộc với căn nhà kia. Vương tử quân nằm trên ghế, hắn thật sự không còn cảm giác thương cảm như trước, trong đầu chỉ nghĩ đến cô gái tên là Tái Tái kia. Hắn nghĩ đến Tái Tái, chợt nghĩ đến tiểu điềm đậu, lại nghĩ đến tiểu bảo nhi người già như lá dụng kẻ sống lại tự cường có lẽ lúc này ông cụ trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ vui vẻ vì mình được hạnh phúc cũng không hy vọng hắn tỏ ra thương cảm như vậy người già mất đi kẻ còn sống phải tự cường có lẽ ông nội ở trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ hy vọng mình sống hạnh phúc cũng không hy vọng vì ông cụ ra đi mà mình quá đau lòng vương tử quân trợt hoạt động một chút cảm thấy trong phòng ấm áp hơn Lúc đầu hắn còn cho rằng đó là kết quả hoạt động của mình, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu mình làm như vậy căn bản không cho ra quá nhiều nhiệt lượng, sở dĩ có biến đổi như vậy là giường dẫn khí ấm trong nhà đã lưu thông. Sau khi vương lão gia tử qua đời thì đường dây khí ấm đã dừng hoạt động, bây giờ lại lưu thông, cũng không phải là ngẫu nhiên. Vương tử quân thầm nghĩ ai cho ra tác dụng như vậy, hắn cho rằng nhị thúc xem ra cũng rất quan tâm đến mình. Giữa trưa xe của Vương Tử Quân dừng ngoài cổng, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước xuống xe, sau khi đi vào bên trong thì cung kính nói với Vương Tử Quân: "Trưởng phòng Vương, chủ tịch Vương vì có chút chuyện mà không đến được, để cho tôi đón ngài đến nhà khách trước." Vương Tử Quân căn bản cũng quen mặt người đàn ông này, chính là thư ký của Vương Giải phóng, tên là Hồng Sương Lỗi. Hắn cười bắt tay với Hồng Sương Lỗi: "Vậy thì vất vả cho trưởng ban Hồng rồi." Hồng Sương lỗi đi theo bên cạnh vương giải phóng, thế nên hắn biết khá nhiều chuyện của vương gia, cũng biết rõ địa vị của trưởng phòng vương trong mắt lãnh đạo của mình. Khi vương lão gia tử qua đời thì có chuyện phát sinh, vương tử hoa tạo ra một cuộc diện dối rắm khi đó Hồng Sương lỗi là thư ký cho vương giải phóng, hắn cảm thấy rất áp lực, cũng rất lo sợ bất an. Người trong quan trường cực kỳ chú ý đến phương điện đứng thành hàng, Hồng Sương lỗi là thư ký cho vương giải phóng, mặc dù người ngoài nhìn vào cảm thấy rất vinh quang, thế nhưng có một điều mà ai cũng biết, hắn đã khắc lên người dấu ấn của Vương Giải Phóng. Nếu Vương Giải Phóng có vấn đề, tương lai của hắn sẽ cực kỳ ảm đạm. Trong thời gian đó nỗi phiền não của Vương Giải Phóng cũng là của Hồng Sương Lỗi, thế nhưng hắn là một thư ký, hắn căn bản không có biện pháp nào với lãnh đạo của mình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc phát triển theo hướng bất lợi mà thôi khi hồng sương lỗi đang cảm thấy cực kỳ không vui cho rằng con đường làm quan của mình đã đến giai đoạn người ngã ngựa đổ thì sự việc chợt biến đổi vương tử hoa không những bình yên vô sự còn trở thành một công thần kết quả đó căn bản thay đổi trong tích tắc sau đó vị trí của vương giải phóng trong tỉnh càng thêm vững chắc mà thư ký như hồng sương lỗi cũng là đối tượng được người ta nịnh bợ rất nhiều người căn bản không biết tin tức bên trong hắn tuy không quá rõ ràng Thế nhưng hắn là thư ký cho Vương Giải phóng, hắn có thể đoán được vài phần. Một người quan trọng nhất trong sự kiện trước đó chính là vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang này, lực lượng của người này căn bản còn mạnh hơn so với một vị phó chủ tịch tỉnh tiến vào thường ủy như Vương Giải phóng. Dù sao thì đó cũng là tỉnh Nam Giang. Hôm nay Vương Giải phóng là người nói năng cực kỳ thận trọng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân đã tỏ thái độ cực kỳ thân mật, thậm chí còn có vài phần nịnh nọt. Vương giải phóng cúp điện thoại mà cau mày, lão nói, xem ra hôm nay khá lạnh. Hồng Sương lỗi căn bản hiểu tâm tư của lãnh đạo mình, thế nên chủ động nhận việc. Sau đó hắn chạy xuống lầu, chạy đến công ty nhiệt lực, chưa đến nửa giờ sau thì nhà của Vương lão gia tử đã được cung cấp khí ấm. Sau khi làm xong thỏa đáng thì Hồng Sương lỗi gọi điện thoại báo cáo cho Vương giải phóng. Khi đó Vương giải phóng khen Hồng Sương lỗi không dứt miệng, nói sao tôi không nhớ ra điều này nhỉ dân gian có nhiều câu nói về quan hệ thượng cấp và hạ cấp đó là lãnh đạo căn bản quá bận rộn làm người việc công cho lãnh đạo không bằng làm tốt một việc tư những quan điểm này căn bản không đủ có chút bất công thế nhưng nghĩ lại cẩn thận thì thấy đúng không ngờ lãnh đạo là người cho ra quyết định ra lệnh thì nhiều người ở bên dưới ủng hộ công tác nhưng còn việc tư thì sao lãnh đạo cũng phải tự mình đi xử lý những chuyện này xảy ra thì thư ký chuyên dụng phải làm cho tốt giải quyết tâm sự cho lãnh đạo, giống như gãi ngứa cho chủ của mình. Khi lãnh đạo cảm thấy ngứa, lo lắng bứt sứt mất phong độ, căn bản không tốt khi vò đầu bứt tai trước mặt người khác, lúc đó anh nên vươn tay gãi cho lãnh đạo, tất nhiên lãnh đạo sẽ nhớ anh, sẽ ỉ lại vào anh. Sau khi nghe xong lời khen ngợi của Vương Giải Phóng, Hồng xương lỗi thầm vui vẻ. Xem ra chuyện này mình làm đúng, hơn nữa còn vừa đủ, sau này địa vị của mình bên cạnh lãnh đạo sẽ càng thêm vững chắc. Chương 1295, một dễ vận chuyển ngàn lượng vàng, khó mời một ly rượu. Vương Tử Quân đi vào trong nhà khách thì Dượng Tô Thuận Tân đang từ trên một chiếc Passat đi xuống. Khi thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười chào đón, "Tử Quân, đang nói Tết năm nay không được gặp cháu, không ngờ bây giờ cháu đã quay lại." Tuy đã về hưu nhưng Tô Thuận Tân vẫn không có gì thay đổi vương tử quân nhìn bàn tay duỗi ra của dược hắn cũng cười nói cháu đã đến từ sớm bây giờ chúc cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc tô thuận tân thấy vương tử quân quan chức ngày càng cao nhưng vẫn cung kính với mình thế là trong lòng càng thêm hưởng thụ nhanh chóng cười lên ha hả đúng lúc này cô cô vương ái hoa cũng từ trên một chiếc xe khác đi xuống vương tử quân có tình cảm khá tốt với cô cô khi thấy vương ái hoa dẫn theo một cậu bé mập mạp biết ngay đó là con trai của em họ tô anh hắn tiến lên bắt chuyện với vương ái hoa sau đó đưa tay ôm lấy cậu bé tiểu tử này khá rắn chắc đấy vương ái hoa rất thương cháu ngoại trai của mình sau khi nghe vương tử quân khích lệ thì dùng giọng hớn hở nói tiểu lược mau chào bác đi đứa bé này có vẻ khá ỉ lại vào bà ngoại nhìn qua cũng khá khôi hài nó ngoan ngoãn hôn vương tử quân một cái lại dùng giọng ngọt ngào chào bác Vương Tử Quân vui vẻ nở nụ cười, hắn vô thức muốn móc trong túi áo ra món gì đó, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện vài năm qua mình căn bản không có thói quen bỏ món gì vào trong túi. Ha ha, bác không mang lễ vật cho Lượng Lượng rồi, lần này xem như thiếu nợ, lần sau sẽ bổ sung cho Lượng Lượng hai món đồ chơi thật lớn, có được không? Tô Thuận Tân thấy Vương Tử Quân đưa tay vào túi, lão biết rõ Vương Tử Quân căn bản là địa vị cao, những chuyện nhỏ nắt này bình thường đều là do thư ký chuẩn bị Lão sợ vương tử quân lúng túng Thế là tranh thủ nói với cháu ngoại, tiểu lượng Lễ vật của bác chính là thứ tốt Còn không mau cảm ơn bác Tô Thuận Tân là một người đã về hưu Thế nhưng nhiều năm qua vẫn động lại thói quen Căn bản thứ này là khó thể nào thay đổi được Mặc dù vương tử quân căn bản rất cung kính với lão Thế nhưng khi địa vị của vương tử quân ngày càng cao Lão không tự chủ được phải sinh ra cảm giác kính sợ Hầu như mọi người từng phát triển trong thể chế thì đều có kinh nghiệm mưa gió, nhìn thấu thế sự, biết rõ đối với vai vế thì chức vụ là uy tín, dù là người thân thì cũng không quá câu gò bó. Vì vậy vương tử quân mặc dù không ủng hộ thói quen của dược, nhưng hắn cũng không uốn nắn, vì dược là dược, nói nhiều sẽ làm cô cô mất vui. Ông ngoại cho ra yêu cầu, tiểu lượng dùng giọng trẻ thơ nói lời cảm ơn với ngân phiếu khống của vương tử quân vương ái hoa ôm lấy cháu trai rồi cười nói với vương tử quân tử quân sao cháu không cho tiểu bắc và tiểu bảo nhi cùng đến chơi tiểu bắc đang tiến vào giai đoạn nghiên cứu mấu chốt hơn nữa khí hậu hai bên khác biệt quá lớn cháu cũng không dám cho hai mẹ con đến đây vương tử quân vừa giải thích cho cô cô vừa cất bước đi về phía bậc cầu thang nhà khách của tỉnh chiết giang chính là một khách sạn năm sao xe lui tới nơi này là rất nhiều vương tử quân nhìn dòng xe đi đến Hắn nói với Dượng Tô Thuận Tân, nhị thuốc đã sắp xếp xong, chúng ta đi đến phòng chờ chú ấy. Tô Thuận Tân tất nhiên sẽ không phản đối yêu cầu này của Vương Tử Quân, lão nói vài chuyện trong nhà với Vương Tử Quân, sau đó cùng nhau đi về phía đại sảnh. Anh, anh về khi nào vậy? Cũng không nói cho em biết một tiếng, em ra đón anh. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến cửa khách sạn, Vương Tử Hoa đứng trên bậc cầu thang tiến lên dùng giọng thân mật chào đón. Vị trí của Vương Tử Hoa lúc này đã có tăng tiến, là phó chủ tịch thường vụ thành phố, cũng xem như là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố sau này. Vương Tử Hoa bây giờ căn bản là triệt để chịu phục Vương Tử Quân, mỗi lần gặp mặt đều dùng giọng nóng hổi gọi anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đã trưởng thành của Vương Tử Hoa, hắn cười cười nói, tôi đến thăm ông, cũng không có gì mà phải đón tiếp, đi thôi. Nhóm người vương tử quân cùng nhau đi đến gian phòng mà vương giải phóng đã sắp xếp sẵn, bọn họ vừa ngồi xuống được một phút thì vương giải phóng đi đến. Khi vừa vào cửa thì vương giải phóng đã nói với vương tử quân, tử quân, mùa đông của thành phố Giang thì chúng ta có hơi lạnh so với Nam Giang, cháu bây giờ đã thích ứng chưa? Vương tử quân cười cười nói, nhị thúc, ngài quên cháu lớn lên ở nơi nào rồi sao? Cháu mới đến Nam Giang được vài ngày thôi, cháu cũng không dám quên đi quê hương, dù có lạnh thì cháu cũng thích ứng được. Một lát sau hai vợ chồng Tô Anh và người nhà Vương Tử Hoa cũng đến đông đủ, người một nhà trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Vương giải phóng ngồi ở vị trí trung tâm, lão đặt tất cả tinh lực lên phương diện trò chuyện với Vương Tử Quân. Đại ca nói Tết năm nay không cần phải đến thăm anh ấy, tôi nói rằng đầu năm sẽ đi, đến lúc đó cả nhà ta đến thủ đô, xem như gia đình đoàn viên sau khi uống vài ly thì vương giải phóng dùng giọng tràn đầy hào khí nói. Vì là tiệc gia đình nên căn bản không có nhiều quy củ, vương tử quân cười cùng cạn vài ly với vương giải phóng, tâm tình cũng thả lòng. Nhưng trong quá trình dùng cơm thì vương tử quân vẫn phát hiện ra một vấn đề, dù là vương tử hoa hay chồng của tô anh ngoài nói chuyện thân mật với mình thì càng có nhiều hơn vài phần kinh sợ. Vương tử quân biết rõ vì sao bọn họ lại như vậy, mặc dù tình huống như vậy làm cho hắn cảm thấy bi ai, thế nhưng cũng khó thể nào thay đổi được. Vì uống thêm vài ly trà nên vương tử quân đi ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh. Trên những hành lang trải thảm là vài nhân viên phục vụ đứng rất quy củ, có tiếng nhạc nhẹ vang lên, căn bản rất khách điệu. Những năm qua tỉnh Chiết Giang biết hóa không nhỏ, khi vương tử quân đang thầm cảm khái thì một người trước mặt làm cho hắn chợt sững sờ người kia làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác như đã quen biết nhưng không nhớ rõ đối phương là ai khi hắn nhìn về phía người kia người kia cũng nhìn hắn hai bên đối mặt vương tử quân chợt có chút xúc động chính mình có quen biết người này suy nghĩ này lóe lên trong đầu vương tử quân cũng đã biết đối phương là ai hắn chợt dừng bước lại nói bí thư tôn vài năm không gặp sức khỏe của ngài có vẻ còn rất tốt khi vương tử quân chào hỏi thì cơ thể hơi còng của người kia chợt đứng thẳng lên lão nhìn thoáng qua vương tử quân chợt nghĩ đến điều gì đó cậu cậu là vương tử quân của xã tây hà tử xã tây hà tử căn bản là một địa phương xa xôi với vương tử quân nhưng khi bí thư tôn nói đến lời nói chợt khơi gợi lên bao ký ức trong lòng hắn nhớ đến tây hà tử nhớ đến mảnh đất khô cằn tràn đầy tinh thần phấn đấu kia đúng vậy tôi là vương tử quân Vương Tử Quân càng có thể xác định người trước mặt là bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống của huyện Hồng Bắc năm xưa. Năm đó Vương Tử Quân nhận chức ở huyện Hồng Bắc, có quan hệ khá bình thường với Tôn Lương Đống. Khi Vương Tử Quân rời đi, Tôn Lương Đống càng đưa tiến giống như tiến chân ôn thần. Trường 1295, 2, dễ vận chuyển ngàn lượng vàng, khó mời một ly rượu. Chỉ là bây giờ vật đổi sao rời, người và vật năm xưa đã không còn, Chút ma sát năm xưa đã được Vương Tử Quân quên sạch. Hắn nhìn bộ dạng già dạ yếu của Tôn Lương Đống, thế là không khỏi cười tủm tỉm nói: "Lão bí thư, gần đây ngài vẫn khỏe đấy chứ?" Tôn Lương Đống nhìn bộ dạng nhiệt tình của Vương Tử Quân, lão giống như nhớ lại khoảng thời gian mình làm bí thư huyện ủy huyện Hồng Bắc, sau đó tùy ý phất tay nói: "Sức khỏe không tệ, nhưng căn bản không còn được như trước." Đúng là năm tháng không buông tha cho một ai. Tôn Lương Đống nói rồi nhìn Vương Tử Quân, sau đó hỏi: "Tử Quân, bây giờ cậu thế nào?" "Bình thường, cũng không phát triển quá tốt." Vương Tử Quân đối mặt với lãnh đạo năm xưa của mình, hắn cũng không có ý khoe khoang, chỉ khẽ nói. Hai năm sau khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Hồng Bắc thì Tôn Lương Đống về hưu, những năm qua chỉ ở nhà năm sóc hoa cỏ, nuôi vài con gà mà thôi, căn bản rời xa thể chế. Khi đó Vương Tử Quân công tác ở tỉnh Sơn Nam, Thế nên lão cũng không biết rõ ràng. Tử Quân, cậu là một cán bộ tốt, nhưng tính cách quá cứng nhắc, nếu cậu nước chảy bèo trôi một chút, bây giờ càng phát triển cao hơn. Vương Tử Quân nghe Tôn Lương Đống nói tính tình mình khá cứng nhắc, thế là cười cười. Năm xưa mình và Tôn Lương Đống sở dĩ không thể bảo trì sự đồng bộ, cũng không phải mình liên tục đối đầu với Tôn Lương Đống. Trong quan trường chú ý ngàn người một mặt, cần người có thể dung nhập tất cả những người khác vào vòng tay khi hai người trò chuyện với nhau một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo lông màu cà phê từ trong phòng đi ra nàng nhìn thoáng qua vương tử quân sau đó khẽ nói với tôn lương đống bố ngài sao lại ở đây trò chuyện chú triệu đang chờ ngài tôn lương đống nghe con gái nói như vậy thì vẻ mặt không được tốt cho lắm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lão giải thích với con gái bố gặp một người bạn đồng sự năm xưa nói vài câu với anh ấy bây giờ sẽ đi ngay Tôn Lương Đống nói rồi xin lỗi Vương Tử Quân, "Tử Quân, tôi bây giờ có chút chuyện, sau này có thời gian sẽ tiếp tục chuyện trò." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Tôn Lương Đống đi vào một gian phòng cách đó không xa, lúc này mới xoay người đi vào trong nhà vệ sinh. Hắn thầm cảm khái, năm xưa Tôn Lương Đống uy phong thế nào ở huyện Hồng Bắc nhưng bây giờ lại làm cho người ta sinh ra cảm giác anh hùng buổi xế chiều. Không gặp lâu ngày người bạc đầu, chỉ sợ tình cảnh bây giờ là như vậy. Vương tử quân thầm lóe lên vài ý nghĩ, hắn quay về phòng của mình. Hắn nói vài câu với nhị thúc và dược, sau đó cầm chai rượu còn chưa mở đi đến gian phòng tôn lương đống. Vương tử quân gõ cửa phòng của tôn lương đống, một người đàn ông hơn 30 tuổi thò đầu ra nhìn vương tử quân cầm chai rượu, trên mặt có vài phần ngạo mạn, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi, xin hỏi ngài tìm ai. Vương tử quân cười cười nói với người đàn ông đối diện, xin hỏi bí thư tôn có phải ở đây không? người đàn ông kia đánh giá vương tử quân từ đầu đến chân sau đó dùng giọng không kiên nhẫn nói đi đi anh đi nhầm phòng rồi chỗ chúng tôi không có bí thư tôn nào cả người đàn ông này nói rồi nhanh chóng đóng ẩm cửa lại vương tử quân nhìn cửa phòng sau đó lắc đầu hắn xác nhận đây chính là phòng mà vừa rồi tôn lương đống đi vào mặc dù chút ân oán của hắn và tôn lương đống đã là quá khứ thế nhưng hắn gặp được lãnh đạo năm xưa không thể mời lãnh đạo một ly rượu thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy không được. Khi Vương Tử Quân tiếp tục gõ cửa, người đàn ông kia mở cửa ra và nổi nóng, anh là có chuyện gì vậy? Không phải đã nói với anh rồi sao, chỗ này không có bí thư Tôn nào cả. Vương Tử Quân có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không chờ đối phương đóng cửa lại mà cười nói, tôi tìm chính là bí thư Tôn Lương đống, vừa rồi tôi thấy anh ấy đi vào phòng này. Người đàn ông kia nghe thấy cái tên Tôn Lương Đống thì có chút kinh ngạc, gương mặt có vài phần hỏa hoãn. Hắn nhìn Vương Tử Quân rồi mới hỏi, "Anh tìm anh ấy có chuyện gì không?" "Tôi là bộ hạ cũ của bí thư Tôn, đặc biệt đến chúc lãnh đạo ly rượu." Vương Tử Quân khẽ cười với người đàn ông đối diện rồi dùng giọng ôn hòa nói. Người đàn ông kia suy tư giây lát rồi mở cửa ra, hắn vừa đưa Vương Tử Quân đi vào phòng vừa nói, "Bác Tôn có bộ hạ cũ đến mời rượu." trong phòng có bảy tám người, có nam có nữ, độ tuổi lớn nhỏ không đồng đều. Tôn Lương đống ngồi ở phía bên phải, người phụ nữ trẻ tuổi vừa rồi đi tìm lão ngồi ở bên cạnh, nhìn tư thái thì giống như bữa tiệc gia đình. Ngồi vị trí trung tâm chính là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Người nào có gương mặt hơi mập, cơ thể mập mạp, biểu cảm cứng nhắc làm cho người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên có độ tuổi tương đương, người này có gương mặt hơi gầy căn bản khá giống với người đàn ông vừa rồi mới ra mở cửa khi vương tử quân đi vào thì mọi ánh mắt nhìn về phía hắn tôn lương đống vốn đang nâng ly rượu nói chuyện với người đàn ông trung niên lúc này thấy vương tử quân đi vào thì vội vàng đặt ly xuống bí thư tôn đã lâu rồi không uống rượu với ngài tôi đến mời ngài một ly vương tử quân đưa mắt nhìn tôn lương đống rồi cười ha hả nói Tôn Lương đống cười cười với Vương Tử Quân, sau đó nói với người đàn ông trung niên ở vị trí trung tâm, "Trưởng phòng Trương, vị này chính là tiểu vương, bộ hạ cũ của tôi năm xưa." Tôn Lương đống muốn giới thiệu đơn vị công tác của Vương Tử Quân, nhưng nghĩ lại cũng không biết tình hình hiện tại của Vương Tử Quân, thế nên nói, "Tử Quân, vị này là trưởng phòng Trương của phòng dân chính ủy ban nhân dân tỉnh, sau này có chuyện gì thì cậu nên chịu khó thỉnh giáo trưởng phòng Trương." Câu nói mà Trưởng phòng Trương Đắc ý nhất chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước đấy. Trưởng phòng Trương này căn bản không quan tâm đến Vương Tử Quân, hắn nhìn sang Vương Tử Quân, sau đó lại tiếp tục cười nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Tôn Lương đống có chút xấu hổ vì Vương Tử Quân bị lạnh nhạt, dù sao thì Vương Tử Quân cũng đến mời rượu mình, người bên cạnh không có chút lễ phép tối thiểu làm cho lão mất hết mặt mũi. Nhưng mất mặt thì thế nào? chưa nói đến phương diện bây giờ Tôn Lương Đống đã về hưu, cho dù có còn tại vị cũng không thể ngồi cùng mâm với Trưởng phòng Trương. Hơn nữa con gái mình là thủ hạ của người ta, lão càng không muốn đắc tội với đối phương. Tôn Lương Đống chỉ sợ Vương Tử Quân xấu hổ, thế nên chỉ vào một người đàn ông trung niên khác rồi nói, "Tử Quân, đây chính là chủ nhiệm Lý phòng giám sát ủy ban nhân dân tỉnh, cũng không phải là người ngoài, cậu nên chúc rượu Trưởng phòng Trương trước, xem như làm quen." Vương Tử Quân có thể nhìn ra được hoàn cảnh của Tôn Lương Đống, mặc dù hắn căn bản không thèm quan tâm đến trưởng phòng trương và chủ nhiệm ly, thế nhưng đối với hoàn cảnh của lãnh đạo cũ, hắn vẫn phải phối hợp một chút. Hắn cũng phải uống với đối phương một ly, dù thế nào thì cũng xem như nể mặt lãnh đạo cũ. Trưởng phòng trương, tôi mời ngài một ly. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói. Trưởng phòng trương đang trò chuyện vui vẻ với chủ nhiệm lý, khi vương tử quân nâng ly thì căn bản không thèm quan tâm, tiếp tục trò chuyện như cũ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 118